làm bán cà phê vậy? Không phải Nhi bán cà phê. Em là Lý Nấu Trúc, bán quần áo. Lý Nhã Kỳ bán quần áo anh ơi. Tại cả Duy bán cà phê, Duy có bán cà phê. Duy bán quần áo thôi. Cô dành cũng nói cái gì. Ai ảnh nó ra ngoài giùm chút đi. Tôi dành chắc luôn á. Giờ tao tao na nó ra tao đưa mày nha. Đưa đây. Cái còn một bầy em bé chẳng á. Thôi mai đây. Chú âm thử mấy đứa. Hello. Hôm em hứa với mấy chị là em like 11:30 nhưng mà do hàng nó về em khui không kịp á, cho nên là hôm nay like hơi muộn đó mấy chị ơi. Chào Dung Nguyễn, chào Ngốc Cô Bé nè. Like hơi muộn nhưng mà bù lại thì hôm nay nó rất là nhiều hàng đẹp luôn. Hôm nay nhiều siêu phẩm lắm. Đơn đặt hôm thứ bảy chưa thấy gọi chốt đơn. Đây là thứ mấy Lý? Đây thứ mấy Lý nghe? Thứ bảy. Chủ nhật. Thứ ba nào? Sao thứ bảy đến thứ ba mà chưa chốt được chị ơi? Em nghĩ là sai số rồi quá. Đơn thứ ba là đa số là chốt hết rồi á. Đơn thứ ba là đa số là chốt hết rồi mà. Từ từ xếp hàng phía sau chờ chút xíu. Đơn hôm qua đang gọi với chị, còn đơn hôm thứ bảy là đa số gọi hết rồi. Còn cái bộ mà em đang mặc, bộ mà em đang mặc là từ 40 kg trở lên cho đến 57 kg đó lại. Từ 40-57 kg. Áo này thì nó thuộc áo form của nó vừa vừa nhưng rộng này. Với lại là còn quần của nó thì nó thuộc dạng lưng thun. Quần thì nó có lưng thun này, giá vẫn như cũ thôi. Em về được cái đợt cái lô này nữa là lô cuối, giá vẫn để như cũ là 130.000 một set đó mấy chị nhá. Em vẫn để giá với chị như máy cũ như cũ là 130.000 một set. Là nó vẫn như cũ, mặc dù là bữa nay là cái vải rin này thì nó sẽ mắc hơn so với bình thường á, nó sẽ mắc hơn so với bình thường. Nhưng em vẫn để cho mấy chị với giá là 130.000 thôi. Đẹp lắm, em bán biết bao nhiêu rồi mà mấy chị em vẫn thích. Vẫn thích, ngày nào cũng hỏi em là, tại vì có nhiều chị vẫn chưa đặt được á, cứ hỏi em là hôm nay xếp phim có về hay không. Quản lý trên trang sao mấy đứa kêu chị là chọn phim mà chị. Hay. Báo vậy báo nhắn tin qua nơi mấy đứa chốt đơn chị Lê Danh Trần. Đưa cái lóc này lên chắc. Rồi mấy chị ơi, cho em xin một like một tim nha. Cho em xin một like và một tim nào mấy chị ơi, cho em xin một like và một tim. Đầu like em vẫn sẽ khui bom trước như bình thường, sau đó thì em lên hàng mới về cho mình nhé. Đơn hôm chủ nhật là sáng nay là gọi lại đơn của ngày chủ nhật á. Sáng nay là có một ít bé nó vẫn gọi lại đơn của ngày chủ nhật á mấy chị ơi. Còn đơn của hôm thứ bảy là đa số là gọi xong hết rồi. Đơn thứ bảy là đa số gọi hết rồi á. Rồi mấy chị, hôm nay em về rất là nhiều hàng đẹp luôn. Giá áp dụng chia sẻ like giùm em nhé. 3 lần trang cá nhân và 3 lần hội nhóm. Chị em nào mà mình đã vào rồi á, mình vào đà like của em rồi á, mình chia sẻ rồi thì mình thả cho em một like và một tim nha. Từ từ. Một trăm set á. Chị yên tâm. Bây giờ đầu like khui hàng bom trước đã mấy chị ơi. Em khui hàng bom trước, sau đó thì em lên set ring và lên rất là nhiều hàng thiết. Mình bấm giùm em một lần, 3 lần trang cá nhân và 3 lần hội nhóm. Chia sẻ like giùm em 3 lần trang cá nhân và 3 lần hội nhóm mấy chị. Cho em xin một like và một tim. Đằng hồng phía sau bao nhiêu? Đằng hồng em nói giá chắc mấy chị xỉu luôn. Em nói thiệt, nó rất là đẹp luôn. Trời ơi, nói thiệt là Tí nữa mấy chị yeah. Ơi, cái này đẹp lắm. Nó ngang ngửa hàng Quảng Châu luôn mấy chị ơi. Cái vải nó rất là dày và đẹp, vải có tông đẹp chị nha. Nhưng mà nó mát, tay của nó là tay bò. Em nói giá đó. Nó có 80.000 một cái thôi nhưng mà số lượng ít nha. Chút nữa em chốt mã đây nha. Xíu nữa em chốt mã đây cho. Xỉu luôn á. Rồi, bắt đầu em khui hàng bom trước đó chị ơi. Và 3 lần hội nhóm em nha. 3 lần trang cá nhân và 3 lần hội nhóm. Em khui hàng bom trước, sau đó thì em lên rất là nhiều hàng thiết kế mới về cho mình luôn á chị. Em lên rất là nhiều hàng thiết kế mới về nha. Rồi mấy chị em ơi, chị em nào mà mình đã vào rồi mà mình hay bị ẩn comment á, mấy chị nhớ này, thả like, thả tim này, comment nhiệt tình này, bấm like cái trang bếp của em, bấm thích và bấm theo dõi trang bếp nha. Bộ em mặc có 130, chút nữa em like, chút nữa em like bộ em mặc cho. Rồi bây giờ là em khui hàng bom trước đã mấy chị. Giá áp dụng chia sẻ like nhiệt tình 3 lần trang cá nhân và 3 lần hội nhóm em nha. Rồi.
Bộ thiết kế đầu tiên, không chia sẻ like là không chốt được mấy chị nhá. Bộ thiết kế đầu tiên, trời ơi, phía sau nó sẽ có dây kéo này mấy chị nè. Chỗ này là nó có 3 thun luôn, chỗ này là có 3 thun và phía sau có dây kéo. 40kg trở lên cho đến 57kg lại mấy chị gái bận vừa. Quần là quần có túi luôn. Mã này comment cho em là xếp vàng 35, quá cưng. Xếp vàng 35 kèm số điện thoại 35.000. Hàng thiết kế mấy chị nhá, phía trước lưng bảng, phía sau lưng 3 thun. Xếp vàng 35.000 kèm số điện thoại giùm em nè. Xếp vàng 35.000 kèm số điện thoại giùm em. Rồi áo thun cổ vuông 5.000, áo thun cổ vuông 5.000 đồng. Cái này 40kg cho đến 58kg đô lại bằng vừa. Áo thun cổ vuông 5.000 đồng. Chốt đơn cho các chị em có chia sẻ like nhiệt tình 3 lần trang cá nhân và 3 lần hội nhóm mấy chị em nha. Rồi, một cái chân váy tầng, một cái chân váy xíp ly, tà dài tà ngắn, tà đằng trước sẽ ngắn và tà đằng sau sẽ dài hơn mấy chị em nhé. Rồi mã này comment là em chân váy 10k kèm số có quần trong. Chân váy 10k kèm số, chia sẻ like nhiệt tình mấy chị ơi. Chân váy 10k kèm số điện thoại. Áo sơ mi, gọi là áo sơ mi tiểu thơ đi. Cái này 40kg đến 60kg bằng vừa. Mã này comment cho em là áo tiểu thơ 20.000. Áo tiểu thơ 20. Chốt đơn cho những chị gái có chia sẻ nhiệt tình nha. Chị em nào mà mình hổm ray cá ship riêng em về rất là nhiều rồi, nhưng mà mình không có chốt được, mình bị ẩn comment á, mình nhớ là mình thả like, thả tim, chia sẻ like nhiệt tình. Bấm like trang bếp của em, bấm like trang bếp của em nha, để không bị ẩn comment nữa. Rồi, áo 20. Áo 20 nắng qua chắc đưa kẹp tóc quá. Áo 20 mấy chị ơi. Ngày nào em cũng xí xòn, em thích thả tóc. Mấy mươi cây cho chị Thanh Thi Tư. Em số hộ là 173. Em thích thả tóc kiểu như mấy em hot girl á. Rồi bồng bồng nhẹ nhẹ nữa chị nào, nhưng thật sự nó nóng quá em không thả được luôn ấy. Nó nóng kinh khủng luôn mà ngày nào lại một lúc sẽ phải kẹp lại. Nó nóng chịu không nổi luôn. Tiếp theo. Cái này luôn mấy chị, 40kg trở lên cho đến 58kg bằng vừa. Mã này comment cho em là beo lụa đi, 25.000, 40kg đến 58kg. Chị Thanh chốt số điện thoại là 164. Beo lụa mã 25. Beo lụa mã 25 em thích thả tóc lắm. Thả nó bồng bềnh, nó nhìn nó dễ thương, nhưng mà thiệt sự nó nóng quá thả không nổi. Rồi. Áo thun body. Chỗ này là có con ngựa, cái này 40kg trở lên cho đến 60kg lại mấy chị em bằng vừa. Cái này 40kg đến 60kg nha. Áo đen giùm em đi. 26.000, áo đen mã số 26. Áo đen mã số 26 mấy chị ơi. Chị lắm mấy chị ơi. Chia sẻ like nhiệt tình mấy chị nhá. Nhiệt tình 3 lần trang cá nhân và 3 lần hội nhóm. Sau khi chia sẻ xong thì nhớ cho em xin một like và một tim nha. Rồi, cái này luôn mấy chị, 40 kg trở lên cho đến 58 kg. Chị Điện Bảo Hoa số điện thoại là 357. Đầm hoa 50.000. Đầm hoa 50. Cái mẹ tiểu thơ mấy chị. Đầm hoa 50, đầm hoa 50. Nhớ chia sẻ like nhiệt tình mấy chị ơi, nó ẩn comment là tiếc lắm. Em nói thiệt hôm nay rất là nhiều hàng đẹp luôn. Nè, em thích nhất là cái mã này nữa nè. Rất là nhiều hàng đẹp luôn. Mà nếu bị ẩn comment thì rất là tiếc nha. Trời ơi, cái này nữa nè mấy chị nè. Quá nhiều hàng xinh luôn á. Nhớ chia sẻ like. Mấy chị gái mới biết em á. Chị Phương Thảo số thừa 014. Mấy chị gái mới biết em á, nhớ bấm theo dõi trang bếp của em nha. Bấm theo dõi không? Bấm like trang bếp á, gọi là cái nút thích đó mấy chị, để cho nó có tương tác á. Em dễ nhìn thấy comment của mình nhá. Rồi, cái này là set thể thao đen đi, 43.000. Set thể thao đen mã số 43. Cái này 58kg đô lại mình bận vừa mấy chị nha. Set thể thao đen mã số 43. Thể thao đen mã số 43 mấy chị. Thể thao đen mã số 43. Rồi cái này là set sơ mi. Đầm hoa 50 của chị Xu Xu số hộ là 124. 40kg cho đến 58kg, nguyên một set sơ mi luôn, bao gồm cho mình là một cái quần baggy với lại một cái áo sơ mi màu trắng. Cái này 40kg trở lên cho đến 58kg bằng vừa. 40kg đến 58kg. Bộ thể thao đi, hôm qua cho chị Thị Thanh số thừa là 898. Bộ sơ mi 50. Bộ sơ mi 50 mấy chị ơi. Bộ sơ mi 50 kèm số giùm em. Chia sẻ like nhiệt tình với chị gái ơi, chia sẻ like nào. Chia sẻ like nhiệt tình nha. Rồi tiếp theo, 40kg đến 60kg luôn. Cái quần của nó là cái quần đùi, nhưng mà khi mấy chị mặc lên nó nhìn nó tương tự như một cái chân váy gì ạ. Tại vì là họ làm kiểu này là làm quần đùi xòe á. Rồi mã đây là tím giùm em đi, 25.000. Bộ tím 25. Bộ tím mã số 25. Bộ tím mã số 25 mấy chị ơi. Rồi một cái quần ngố xanh L 30.000. Quần ngố xanh L kaki 30.000. Hàng co giãn xanh L nó khoảng tầm từ 50kg cho đến 56kg mấy chị nhé. 50kg đến 56kg vừa. 50kg đến 56kg. Quần xanh L, quần xanh L mấy chị ơi. Quần xanh L nè. Rồi em chốt xếp phim cho mấy chị luôn, khỏi cho mấy chị đợi lâu nha. Em lên xếp. Rồi còn mã nào
chưa chốt không? Một ca rưỡi chị em đang xem, cho em xin một like và một tim, cho em xin một like một tim. Mấy chị gái mới biết em nhớ theo dõi trang của em nè, bấm cái like cái trang bếp lên để nó không bị ẩn comment nha, là mình dễ chốt được hàng nha, dễ chốt được hàng. Cũng cái gì em mua không? Rồi cái bộ trên em đang bận, form của nó sẽ từ 40kg trở lên, 40kg trở lên cho đến 57kg đó, làm chị gái bận vừa. Nó là lưng thun của chị nè, có túi luôn nha, em sale cho mình với giá chỉ có 130.000 một set riêng này thôi. Và mã hàng của nó là mã 130 kèm số điện thoại, một màu duy nhất là màu em đang bận chị nhé, một màu duy nhất màu em đang bận. Và đợt này là em về set riêng này là đợt cuối cùng luôn, tại vì nó về lần này là lần thứ năm rồi, nó về lần thứ năm rồi. Chốt mã giùm em là mã 130 kèm số điện thoại em nha. Rồi cái quần ngố chốt chưa? Rồi à, rồi mã 130 kèm số điện thoại, một màu duy nhất thôi chị. Thảo này 130 Kim Hương Nguyễn. Chị Kim Hương Nguyễn. Kiều Duyên Nguyễn. Kiều Duyên Nguyễn. Vi Nguyễn nè. Thích giấy hả? Mã 130 kèm số điện thoại đó chị nha. 130 kèm số giùm em. Một màu duy nhất thôi, đẹp lắm. Em về đợt cuối rồi, ngày mốt sẽ có một mã rin mới nữa cho mình. Ngày mốt sẽ có một mã bộ rin, nguyên một bộ luôn, sẽ là một mã rin mới. Chị Thanh Quy Tư. Chị Thanh Quy Tư nè. Yuli Mai Nabi. Chị Yuli Mai Nabi. Trần Thị Ngọc Trang. Trần Thị Ngọc Trang. Lê Rin. Trần Thị Ngọc Yến. Nguyễn Phương Thế. Chị Bito. Thanh Thi. Chị Hà Phạm. Chị Trần Thê. Ti Toàn Ten. Ti Toàn Ten. Giang Phạm. Chị Giang Phạm. Bảo Nguyên. Tuyết Đàn 2. Thái Hạnh, chị Duyên Thanh. Trúc Lê. Chị Hà Thuy Hình. Chị Ly Trần. Chị Ngọc Quy. Chị Ly Trình. Tâm Võ. Chị Quy Nguyễn. Chị Ly Khánh. Lưu Thị Hợp. Hải Đăng. Trang Ái Vi. Chị Trang Su Ca. Hồng Nhi. Kim Yến. Alina. Mỹ Tuyết. Phi Hùng Hà. Xuân. Bé Tiên. Single Mom. Thái Hạnh. Single Mom Thái Hạnh. Chị Nguyễn Thu. Nguyễn Thị Kim Hà. Nguyễn Duy Minh. Mã là mã 130 tháng. Chị Ly. Phi Hùng Phan. Hà Nhẫn. Trang Nguyễn. Chị Đinh Thu Nhung. Chị An Phạm. Chị Nguyễn Ngọc. Chị Đào Nguyễn. Thúy Nhi. Hôm nay em về cái khóa 75 lại rồi nha mấy chị nhé. Văn Thị Ti Ti. Mấy chị gái lấy nữa thì cứ lên mã. Chị Phạm Thu Cam. Phan Ái Vi. Thiếu Mai. Chị Phan Huy. Chị Lan Hồng. Quốc Lâm. Chị Ly Hồng. Ly Hồng. Yên Hồng. Nguyễn Ánh Nguyệt. Hà Trần. Chị Hồng Hoa. Sáu Phan. Cô Thị Sinh Khang Châu. Chị Lê Chiến. Chị Quỳnh Trịch. Quỳnh Trinh Trương. Trần Bích Hà. Chị Loan Phạm. Chị Hệ Phạm. Chị Thư Nghiên. Mã 130. Chị Nguyễn Nguyên. Nga Nguyễn. Giao tay. Chị Hồng Nhi, Thương Kim, Trần Hằng, chị Linh Trương, chị Thi Hiền Hồ, chị Mỹ Phương, chị Thùy Linh, chị Thanh Mai, chị Lo Phạm, chị Tiết Nguyễn, chị Thảo Nghiêm, chị Kim Điệp, một người giật chúng phải không? Nguyễn Thị Mới, chị Anh Nguyệt Lê Thị, chị Giang Đào, chị Nguyễn An, chị Mai Úc, chị Nguyệt Hiền, chị ơi mã 130, chị Trúc Lê, chị Lê Hồng, Nguyễn Hằng, em chưa còn nữa. Chị Ngọc Huy ơi, xuống thật. Chị ơi, Ngọc Lan, Nguyễn Thị. Chị Ngân lên số điện thoại chị ơi. Chị Di Vân, chị Quánh Hình. Chị Ngọc Huy lên lại số điện thoại chị Anh Trâm Võ. Chị Ngọc Huy lên lại số đi chị gái ơi, số thật chị bị sai rồi. Chị Trang Trần. Chị Lan Huy. Đúng số mấy chị ơi.
Thanh Lợi, chị Liên Dương, chị Hoa Trăng, chị Nghĩa Trang My. Trong lúc mấy chị gái chốt chị cái sách riêng thì em thay cái này khác ra nha. Em thay tiếp tục mẫu mới nha. Chị Hạnh Nguyễn, chị My Lê. Rồi em chị qua mẫu tiếp nè. Còn á, đọc tiếp đi mẹ. Chị Phan Hiền. Hình đi chứ. Hình nó nóng nóng chị Ngân Hình. Chị Phương Phú. Nhà vô quay. Chị Nga Lê. Chị Mỹ Linh Nghĩa, chị Tam Tam. Chị Thái Tiền, chị Yến Thư, chị gái Võ. Chị Phạm Trang, chị Bích Thủy. Chị Nguyễn Dung, chị Thái Hạnh, chị Diệp Ngạc. Chị Ngạc Dương, chị Hai nó có em cứ đặt chứ. Chị Đặng Diệp Điệp. Chị Thu Mai. Chị Ly Trưởng, còn rồi chị con em, con bên kia ngày qua. Chị Lương Thị Hợp, chị Anh Phạm. Chị Hồ Hồi Vũ. Hai bộ có phơi đi ship chị ơi. Chị ship 30 ngàn đó chị. Không chịu không thử. Chị Thị Thanh. Nhà em không có phơi đi ship đâu mấy chị. Cứ như này còn có 20 ngàn. Chị Thi Chương Thi Hồng Chương. Bán hàng nó rẻ quá là một phơi đi ship vậy nè mấy chị ơi. Nó túi đâu. Chị Nguyễn Dung có một set riêng, chị Hạnh Nguyễn, chị Nga Nguyên. Rồi set riêng tầm 10 set nữa bé. Chị Tiết Tiên. Tầm 10 set riêng nữa là em hết á, đồ cái này xin thương. Rồi, em lên một cái quần đùi nhung chị sau đó thì em soạn màu của cái này, em lên màu này cho mấy chị nhá. Chị em lên một cái quần đùi nhung trước. Chị Nguyễn Nguyễn một set riêng, Trần Nhung set riêng. Chị Thanh Thanh set riêng. Nguyễn Thị Tốn set riêng, Thái set riêng, Hà Trời em hết set riêng mấy chị ơi. Rồi quần đùi nhung này các chị nè. Hồng Yến xếp riêng nữa. Rồi em hết xếp riêng nha, em qua mẫu tiếp theo. Cái quần đùi nhung này em về cho mình là 3 màu nè các chị nè. Ủa cái kéo nó mất ta. Quần đùi nhung hôm nay em về lại cho mình là 3 màu luôn á. Xíu nữa em like quần đùi nhung sau đó thì em làm cái bộ này cho mình luôn nha. Quần đùi nhung 40kg trở lên cho đến 60kg đó lại mấy chị gái bằng vừa. Quần đùi nhung mấy chị ơi. Rồi em hết mã xếp riêng nha. Quần đùi nhung 40kg trở lên cho đến 60kg đó lại thì giá bằng vừa chị ơi. Em có 3 màu. Em có 3 màu cho mình nè. Màu đen, màu nâu với lại màu hồng. Màu đen, màu nâu và màu hồng. Cái form của cái quần nhung thì là 40kg cho chị Vô Thị Nhớ Ngạc. Cho đến 60kg bằng vừa. Trời ơi nó đẹp lắm luôn. Quần nhung người ta bán 99.000. Em sale cho mình với giá là 75.000 một cái thôi. Và mã hàng của nó là mấy chị ghi giùm em là mã 75 hồng nè, 75 đen nè và 75 màu nâu tay kèm số điện thoại cho em nha. Chị gái nào có đơn rồi á thì mình comment chữ vô, chị gái nào chưa có đơn thì nhớ kèm cho em số điện thoại nha mấy chị ơi. Quá đẹp luôn. Quần nhung mã 75. 75 màu nhung nâu. Là mã 75 kèm màu 75 nâu, kèm số mấy chị ơi. 75 đen và 75 màu hồng, 3 màu, 75 kèm màu kèm số mấy chị. Quần của nó là quần có túi luôn mấy chị em nè. Quần nhung có túi giùm em nhé. Đẹp lắm. Tám chị coi cái lưng của nó. 75 hồng, 75 đen. Vậy đen của chị Đỗ Thị Đăng Thanh. Chị Đỗ Thị Đăng Thanh đen. Hậu ơi quên ra giùm học. Chị Đỗ Thị Đăng Thanh đen, mã 75 kèm màu kèm số giùm em mấy chị. Chị gái nào lấy quần nhung nữa không? Quần nhung mã 75 nha. 75k kèm màu đen, Thạch Thảo. Chị Thạch Thảo đen. Chị Ái Ly đen. Chị Ái Ly đen. Nâu Yên Kim. Nâu Yên Kim. Đen nâu Nhật Thiện. Chị Nhật Thiện Hồng đen. Hiền Hiền. Hiền Hiền Hồng. Hồng Hồng với chị Khởi My. Khởi My Hồng. Khởi Minh. Khởi Minh Hồng. Tiền Lê đen. Tiền Lê đen. Nâu đen Hồng với chị Hồng Thơm. Chị Hồng Thơm 3. Nâu chị BBB Hồng. Nâu đen Kim Yến. Nâu đen Kim Yến. Bích Miên đen. Bích Miên đen. Nguyễn Thị Tiên đen. Nguyễn Thị Tiên đen. Nguyễn Mai. Nguyễn Mai nâu. Đen Trần Hồng. Đen Trần Hồng. Phan Thị Mỹ Tiên Hồng. Phan Thị Mỹ Tiên Hồng. Đen Hồng Duyên Hồng. Đen Hồng với chị Duyên Hồng. Alisa Nguyên Anh nâu. Yến Thư đen. Yến Thư đen. Đâu có vàng nào mấy chị? Có nâu là vàng á. Vàng em Bùi Ngọc. Bùi Ngọc nâu. Nâu Nguyễn Tuyết. Nguyễn Tuyết nâu. Đen Đa Lê. Đa Lê đen. Đen Kim Hạnh. Kim Hạnh đen. Đen nâu chị Cẩm Thúy. Đen nâu chị Cẩm Thúy. Hồng với chị Hình My Hình. Hình My Hình Hồng. Hồng với chị Hình Lưu Ly. Sau chị nhập Lưu Ly nè. Ba mèo với chị Duy Vu. Duy Vu 3. Lê Hồng đen. Lê Hồng đen. Ý Thuận đen. Ý Thuận đen. Ý chị Toán vàng. Chị Toán vàng. Hồng Văn Hồng. Chị Hồng Văn màu hồng. Đen nâu với chị Thanh Tâm. Thanh Tâm đen nâu. Kim Thúy đen. Kim Thúy đen. Chị Nguyễn Phượng ơi chọn chị ra chị Phượng chị ơi. Không ai chị Phượng.
chị Nguyễn Phượng ơi, chị Phạm Hồng Kim Phượng, chị Phạm Hồng Kim Phượng đâu? Nâu Nguyễn Hương, nơi chị Hương Nguyễn. Hương Nguyễn đâu? Đẹp đen. Đặng đẹp đen. Đen vàng Thảo Nguyên. Thảo Nguyên 2. Đen Trương Liên. Trương Liên 1. Đen Hồng Sương Phạm. Chị Sương Phạm 2. Trịnh Phương Hồng đen. Trịnh Phương Hồng 1. Nâu đen Linh Linh Giao. Linh Linh Giao 2. Vàng Thu Cam. Thu Cam 1. Nâu Hưng Thái. Hưng Thái nâu. Yến Thư đen nâu. Yến Thư đen nâu. Nguyễn Dung nâu. Nguyễn Dung nâu. Tuyết Trang Tuyết Nâu. Đen Trang Huy hay nó hút là gì? Con đủ biết. Đen Huy Huy Nhân. Huy Nguyên. Đen Hồng Vàng là chị tìm cách Minh Thu. Chị tìm cách Minh Thu 3. Đen Hồng Yên Phạm. Yên Phạm 2. Nguyễn Nhật Gia Hàng đen. Ok. Nguyễn Tiết đen. Ok. Trang Nhã Tâm. Ok nè. Nâu chị Nguyễn Thị Ái Hậu. Ok. Hồng là chị Nguyễn Thuy. Ok. Phạm Thúy An đen. Đen nâu Hiền Ly Ly. Tâm Võ nâu đen. Ok Tâm Võ nha. Chị Nguyễn Phượng chọn xì đấy, chị khổ chị ơi. Đen Thị Tuyết Trinh. Thị Tuyết Trinh. Đen nâu hồng 3 màu. Mã 75 kèm màu kèm xin thoại dùm em mấy chị em nha. Cho em xin một like một tim nha mấy chị gái ơi. Cho em xin một like một tim. Quần nhung 75 ngàn. Em vẫn còn đủ cho mình 3 màu nâu với chị nè, hồng nè, mã 75 kèm màu kèm số là đen, Trần Hồng đen, chị Trần Hồng đen, Trương Liên có đó chị ơi, Tuyết Nguyễn 3 cái 3 mèo, chị Tuyết Nguyễn 3 màu, đen nâu Bùi Ngọc Sương, đen nâu Bùi Ngọc Sương, chị Hệ Ngân Hồng đen, Hệ Ngân Hồng đen, xếp mặt từ từ mấy chị, xếp mặt cho em chút, chị Thi Nguyên nâu đen, Thi Nguyên nâu đen, Hồng đổ hồng, đổ hồng màu hồng, chị Ly Trưởng nâu, Ly Trưởng Trần nâu. Nhung nâu, Trần Nhung nâu, Lê Mi nâu đen, Lê Mi 2. Mà 75 thôi, có 75 ngàn một cái thôi kèm màu. Hồng biểu không? Biểu nâu đen. Hồng biểu 2 cái. Vàng cho chị Hợp Nguyễn. Hợp Nguyễn 1. Hồng cho chị Thị Nở. Thị Nở 1. Nâu Đào Nguyễn. Đào Nguyễn 1. Đen nâu Tiên Tiên. Tiên Tiên 2. Hồng Su Su. Su Su 1. Đen nâu Hiển Ngọc. Hiển Ngọc 2. Đen cho chị Trịnh Phương Hồng. Trịnh Phương Hồng đen. Đen hồng của chị Hường Vân. Hường Vân 2. Hồng của chị Hồng Vân. Hồng Vân 1. Chị Vân lấy em 2 cái đường. Chị gái nào? Kem màu lắm mấy chị ơi. Kem màu nào được lấy chị 2 cái đi nào đi. Chị Vân Trương 2 cái. Vân Trương 2 nè. 75 nha. Chị Huỳnh Thu Nguyệt đen. Huỳnh Thu Nguyệt đen. Đen Hà Thu. Hà Thu đen. Đen Hảo Búp. Hảo Búp đen. Rồi chị gái nào lái nữa không? Chưa thấy em đọc tên thì comment lại nha. Hồng nâu cô Út. Hồng nâu cô Út. Nâu Thảo Vi. Nâu Thảo Vi. Mã là mã 75 giùm em nhé. 75 nghìn kèm màu kèm số. 75 hồng. Áo lị tới từ rồi mấy chị. 75 nâu và 75 màu đen. 3 màu. Mã 75 mấy chị nha. Kiều Phan Hồng. Nhị Phan Hồng. Kiều Phan Hồng. Một hồng một đen Minh Anh. Hồng đen Minh Anh. Mã 75 thôi. Cho em xin một like một tim nha mấy chị ơi. 75 nâu nè, 75 hồng và 75 đen nè. Thái Tuyền. Thái Tuyền đen. Thái Tuyền đen. Rồi. Phạm Hồng Kim Phượng lấy thêm đen. Ok, chị Phạm Hồng Kim Phượng thêm vàng, đen. Vàng Hiền Hoa. Hiền Hoa vàng. Vàng Trần Nhung. Trần Nhung vàng và hết vàng. Còn đen với hồng. Đen nâu hồng, Nabi Nguyễn. Nabi Nguyễn đen nâu hồng. Rồi chị gái nó lấy mã đó nữa không? Đen mã chị Oanh Yên. Oanh Yên đen. Đen nâu Vân Mai. Đen nâu chị Vân Mai. Nâu chị Thảo Dương. Nâu chị Thảo Dương rồi, hầu quen cái đồ gì? Còn đen. Còn đen không mà biết. Còn đen mấy chị ơi, đen Thanh Trần. Đen chị Thanh Trần. Rồi quen đồ kia qua đây. Rồi em sale áo này cho mấy chị với giá là 50 ngàn đen. Em còn có mấy cái nha. 50 nâu này. Mã 50 kem màu đen chị Nguyễn Vũ Ái. 50 nâu, 50 xanh mấy chị. 50 xanh. 50 trắng. 50 vàng. Đen nâu trắng vàng xanh. Mà 75 còn màu. Đen thôi mấy chị ơi. Mã 75 bây giờ em còn đen rồi em qua mã đây mã 50 đã. Áo sale 50 ngàn vặt bầu đen á. Chị Ngọc VIP. Đen Ngọc VIP. 50 nâu giúp em nè. Thảo Quân Nhung là mã 75 mã áo đang lên là mã. Đen nâu chị Hoa Xuân Rồng. 50 nâu. 50 đen. 50 vàng. Đen xanh Bùi Mơ. Xanh chị Bùi Mơ. Trắng. Xanh đen. Kèm màu kèm số mấy chị. Xong cái mã áo này là em qua cái bộ em mặc cho mình. Chị Nguyễn Ngân, em mua nâu chị Hân Thịnh. Nâu chị Hân Thịnh. Nâu xanh hồng cẩm. Nâu xanh hồng cẩm. Xanh Hà Thu. Hà Thu xanh. Mã
Tại vì lên đen Dương Kiều. Ok, Dương Kiều em có. Em đen Hiền Hiền. Hiền Hiền đen. Em mua trắng Bảo Kim. Bảo Kim trắng. Em mua đen trắng với chị Yên Kim. Yên Kim 2. Em mua nâu Trang Nguyên. Trang Nguyên nâu. Em mua nâu đen trắng cô Út. Nâu đen trắng cho cô Út. Đen Diệu Linh. Diệu Linh đen. Nâu chị Hồng Vân. Chị Hồng Vân nâu. Rồi hết nâu. Em còn trắng đen xanh vàng. Còn trắng Hiền Lê. Hiền Lê xanh. Đen Thi Hiền Hồ. Thi Hiền Hồ đen. Xanh đen cho chị Thu Hải Nguyễn. Thu Hải Nguyễn xanh đen. Màu vàng mấy chị ơi, màu vàng nè. Phố như màu vàng mấy chị ơi. Hết nâu rồi. Em còn vàng, còn trắng. Em còn vàng, em còn trắng, còn xanh. Em về lại áo khoác 75 rồi mấy chị nhá. Mấy chị ấy mà mình thích xanh áo khoác thì ở lại nha. Hôm nay em về màu đẹp lắm. Chị Kalin. Kalin xanh, rồi hết xanh này. Rớt một cái đen ra ngoài kìa em. Kalin xanh là em hết xanh, em còn trắng, vàng, đen, ba màu. Trắng, vàng, đen, ba màu cuối cùng mấy chị ơi. Mã là mã 50. 50 kèm màu kèm xin thoại giùm em nha. Em còn 50 đen nè, 50 vàng và 50 trắng. Trắng An Nhiên. An Nhiên trắng. Đen trắng vàng ba màu cuối cùng kèm số giùm em nha. Vàng trắng Trần Văn Dũng. Trần Văn Dũng vàng trắng. Còn ba trắng, bốn trắng. Vàng trắng Hình Hiền. Hình Hiền vàng trắng. Còn ba trắng một vàng một đen. Còn ba trắng một vàng một đen mấy chị em nha. Rồi mẫu em mặc nè. Vàng Nguyễn Nhật Bảo My. Nguyễn Nhật Bảo My vàng. Trắng Yến Nhi. Yến Nhi trắng. Trắng đen lộn lộn. Lộn lộn trắng đen. Còn trắng mấy chị ơi. Nhiều màu lắm. Bộ em đang mặc là từ 40kg trở lên cho đến 56kg. Trắng đen chị Sương Phạm. Trắng đen chị Sương Phạm 40kg cho đến 56kg mấy chị em nha. Em còn trắng mẹ nhớ mơ. Em còn trắng. Trắng chị Thu Võ. Sẽ là cổ V. Phối riêng nè mấy chị nè. Trắng chị Tân Thanh. Quần là quần có túi luôn. Phía trước của nó là có lưng bản nè. Phía trước lưng bản, phía sau lưng bao thun và quần đùi nè. Nó thuộc quần lưng cao mấy chị nhá. Nó thuộc quần đùi lưng cao á. Em sale cho mình là 115 ngàn một set thôi. Màu em đang mặc là 115 hồng. Cái này ghi giúp em là 115 đen nè. 115 màu nâu tay. Và 115 màu xanh. 4 màu giúp em nhá. Đợt này nó về màu mới rồi. Đợt trước nó có màu xanh đậu nhưng mà đợt này không có màu xanh đậu. Đợt này về màu mới rồi mấy chị em nhá. Trời ơi màu xanh này đẹp nè. Rồi mã 115 kèm màu kèm số. Hồng đen, Hải Duy. Hồng Hải Duy. Đen nâu xanh hồng. Bốn màu nha. Mã 115 mấy chị ơi. Hồng nâu, hồng 115 Hải Duy nè. Nâu Tâm Như. Hả? Hồng Tâm Như. Tâm Như hồng. Tâm Như hồng. Nâu Lê Phương. Lê Phương nâu. Đen Minh Quân. Minh Quân đen. Kem em mấy chị ơi. Hồng Hiền Lê. Hiền Lê hồng. Hồng Yên Kim. Yên Kim hồng. Hồng Phan Thư. Phan Thư hồng. Hồng Bao Kim. Bao Kim hồng. Hồng Thủy Lê. Hậu ơi nhanh nhanh hậu. Hồng Thủy Lê. Từ từ em sẽ đặt. Hồng cho Thủy Lê. Hồng Tuyết Tha. Hồng cho chị Tuyết Tha. Hồng Hân Thịnh. Hân Thịnh hồng. Hồng Hồng Hạnh. Hồng Hạnh hồng. Đen cho chị Linh Phan. Linh Phan đen. Hồng Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ hồng. Hồng cho chị Rô Nguyễn. Rô Nguyễn hồng. Đen cho chị Võ Thị Tâm Tình. Võ Thị Tâm Tình màu đen hết rồi hồng. Hồng Bích Mỹ. Hồng cho Bích Mỹ. Hồng đó. Hồng cho Bích Mỹ. Xanh cho chị Nhi Trần. Nhi Trần xanh. Đen Ngọc Bích. Đen Ngọc Bích. Đang mặc hồng cho chị Hương Nguyễn. Hương Nguyễn. Hồng chị Hạ. Hà Lưu. Hà Lưu hồng. Kim Đính xanh. Kim Đính xanh. Diệu Nguyễn hồng. Diệu Nguyễn hồng. Diệu Hiền hồng. Nguyễn Hiền hồng. Màu xanh đẹp lắm chị ơi. Hồng Trọng xanh. Nguyễn Thị Tố. Ok rồi em hết hồng luôn nha. Nâu Nguyễn Cẩm. Nâu cho Nguyễn Cẩm. Xanh cho chị Bông Bông. À còn hai Bông Bông Mỹ Võ. Hồng cho chị My Hương. Rồi hết hồng nha. Xanh cho Bông Bông Mỹ Võ này. Xanh cho chị Bích Ngọc Phan. Xanh cho Bích Ngọc Phan. Xanh Xu Xu Phạm. Xu Xu Phạm xanh. Hả? Một bộ xanh mới đủ nè. Xanh Ngọc Huy. Ngọc Huy xanh. Xanh Nguyễn Trang. Nguyễn Trang xanh. Em hết hồng. Hết hồng mấy chị ơi. Còn nâu nè. Hồng đã mang chút chưa? Rồi. Trời ơi màu nâu tay đẹp. Kim xanh. Đen chị Kim Thanh. Xanh Thu Võ. Xanh chị Thu Võ. Nâu chị Julie Mae Nabi. Julie Mae Nabi nâu. Đen Vy Thị Ti Ti. Vy Thị Ti Ti đen. Màu nâu mấy chị ơi. Nâu. Đen chị Hảo Hảo. Hảo Hảo đen. Vi Trần xanh. Vi Trần xanh. Hồng Biểu. Hồng Biểu đen. Hồng Biểu đen. Hả? Hồng Nguyễn đen. Hồng Nguyễn đen. Xanh Vũ Tâm. Vũ Tâm xanh. Mã 115 kèm màu kèm số là có đơn. Em hết hồng hả chị? Hết hồng.
hồng rồi, em còn nâu đen xanh. Hồng xanh đậu, đang mệt đen chị hành cherry. Hành cherry đen. Nó có một màu xanh duy nhất không có xanh đậu gì ơi. Em còn có 3 màu à, em còn màu màu nâu tay. Đợt này nó không về xanh đậu cái gì ơi. Em còn màu nâu tay, màu đen với lại màu xanh đó chị nhá. Ba anh màu cuối cùng. Đen. Nhanh nhanh vỏ đen. Anh chăm vỏ. Anh chăm vỏ đen. Rồi màu xanh này em chị nào. Nâu châu lê. Châu lê nâu. Xanh phan trúc. Phan trúc xanh. Mã 115 kèm màu xanh kèm đào hiểm em. Hả? Xanh đào hiểm. Xanh cho chị Đào Hiểm. Xanh cộng sáng với chị Như Thảo Nguyên. Như Thảo Nguyên hai bộ. Đen nghe tùy trần. Đen nghe tùy trần. Ngọc bích xanh. Ngọc bích xanh. Đen như hình Thu Nguyệt. Đen như hình Thu Nguyệt. Xanh cho chị Thuận Lê. Xanh chị Thuận Lê. Mai sang. Sang nâu. Xanh Vi Nguyễn. Vi Nguyễn. Xanh cho Vi Nguyễn. Xanh phan đen. Xanh phan đen. Xanh bên tâm. Bên tâm xanh. Màu nào cũng đẹp mấy chị. Mã 115 giùm em nhé. Xanh Kiều Ly. Kiều Ly xanh. Xanh Nhung Nguyễn. Nhung Nguyễn xanh. Xanh với nó tay chị Hạnh Nguyên. Xanh với nó tay cho Hạnh Nguyên. Đen Kiều Anh. Hả? Đen chị Kiều Anh. Đen Kiều Anh. Màu nào cũng đẹp mấy chị ơi. Nâu Hiểu Mai. Nâu cho Hiểu Mai. Dạ. Nâu chị Hiểu Mai. Phạm Hồng Kim Phượng xanh. Phạm Hồng Kim Phượng xanh. Phi Hùng Hà xanh. Phi Hùng Hà xanh. Heo Chi Bi nâu. Heo Chi Bi nâu. Xanh Thu Hà. Thu Hà xanh. Xanh cho chị Nguyễn Xuân. Chị Nguyễn Xuân xanh. Giang Cơm Bình nâu. Giang Cơm Bình nâu. Chị Giang Cơm Bình nâu. Xanh Nguyễn Xuân. Chị Nguyễn Xuân xanh. Xanh cho chị Thanh Phong. Chị Thanh Phong xanh. Xanh Dương cho chị Tiên Phan. Chị Tiên Phan xanh. Ba xanh. Đen Nguyễn Như. Đen cho Nguyễn Như. Đen Trang Vi. Đen cho Trang Vi. Ê còn sót Kim Quế Lương. Hả? Nâu cho chị Kim Quế Lương. Nâu cho Kim Quế Lương. Còn sót lại bộ hồng rồi đấy. Còn sót một bộ hồng nữa mấy chị. Hồng cho chị Nguyễn Trà My. Hồng cho Nguyễn Trà My. Hồng cho chị Hà Lượng. Rồi em hết hồng luôn. Còn nâu đen xanh ba màu. Nguyễn. Hoa Nguyễn đen. Xanh nâu tóc. Xanh cho nâu tóc hả? Xanh cho nâu tóc. Này cái này mình có kêu không? Hình như hồng đúng không? Có chứ một bộ hồng sao đấy. Rồi ta lấy cái bận hồng sao đấy. Rồi em còn màu nâu. Màu đen. Còn hai màu nâu đen mấy chị ơi. Mã 115 em còn hai màu nâu đen và đen. Tiếp theo. Tiếp theo đen. Hết xanh. Em hết xanh. Còn nâu với đen thôi mấy chị ơi. Tay sang mà. Em còn nâu với đen. Chồng sĩ ra chìa khóa. Hết hồng rồi. Còn nâu với đen. Đen xanh Lan Vi đó chưa biết. Lan Vi á. Lan Vi. Lan Vi á. Trời màu nâu đẹp quá mà sao chơi màu nâu mấy chị ơi. Nâu đẹp mà. Người nào mà sáng da người đẹp. Màu nâu đẹp Khánh Luân. Khánh Luân đen. Đen Nguyễn Mai. Đen Nguyễn Mai. Đen Thùy Trang. Từ từ đi. Rồi hết đen luôn. Rồi hết đen. Nâu Hồng Thư. Hồng Thư nâu. Em nâu còn Kim nâu. Phụng Nguyên. Kim Phụng Nguyên nâu. Em còn nâu tay. Nâu Thanh Nga. Thanh Nga nâu. Em còn màu nâu tay. Hiền Hiền. Hiền Hiền nâu. Nâu cà chua hệ vỏ. Cà chua hệ vỏ nâu. Rồi còn màu cuối cùng là màu nâu mấy chị. Còn mã 115 mấy chị ơi. Em còn nâu Hiền Hoa. Hiền Hoa nâu. Nâu Trần Thiện Ân. Trần Thiện Ân. Nâu Hữu Tài Hai Xét. Hữu Tài Hai. Nâu Thảo Lê. Thảo Lê. Nâu Hoa Hồ. Chị Hoa Hồ. Còn mười mấy chiếc nâu là chị Lung Tích. Lung Tích đen nâu. Nâu Liễu Chi. Liễu Chi nâu. Nâu Mỹ Linh Võ. Mỹ Linh Võ. Nâu Xuân Lương. Xuân Lương. Nâu Dương Thị Thái. Dương Thị Thị Tán. Dương nâu Minh Quỳnh, nâu Trăng Trăng. Minh Quỳnh Trăng Trăng. Nâu Diệu Nguyễn. Diệu Nguyễn nâu. Áo khoác 75 em về lại, ngày nay em chưa kịp ấp ảnh luôn á. Đẹp lắm. 40kg trở lên cho đến 60kg lại là mấy chị lấy bằng vừa. Nâu chị Lê Mai. Nâu cho chị Tuyền Ngọc. Nâu chị Tuyền Ngọc. Mình tím đi, mình tím nâu. Nâu cho chị Nguyễn Thị Ái Hậu. Còn nâu chị Thành Tâm. Hết rồi đúng không? Rồi. Mã áo khoác 75.000 giùm em, 40kg đến 60kg bằng vừa. Cái này ghi giúp em là 75 xanh, có mũ luôn á chị em nhé. Mã này có mũ luôn. Mã 115 xanh, 75 xanh này. Qua mã giùm em mã 75, 75 vàng. Nâu chị Thu Hồng, nâu 75 chị Hà Trần. 75 xanh, 75 màu trắng mấy chị. 75 màu trắng giúp em nè. Giờ qua mã 75 nha mấy chị ơi. Qua mã 75, 75 kèm màu, kèm số nha 75 màu trắng, 75 màu... màu xám chuột. Lên xanh cho chị Phan Thu Hiền. Phan Thu Hiền xanh.
xám chuột mấy chị ơi, xám chuột nè, nhiều màu quá. Nói chung là em bị rối loạn tiền đình bởi cái màu. Xanh đây chị, anh hoàng. Anh hoàng xanh. Đang chút từ từ mấy chị. Đen, vị lắm thì. Xanh dai bé. Xanh đây chị anh hoàng. Chị anh hoàng màu xanh. Cái rồi anh hoàng xanh này mấy nè. Bích tiên vàng. Bích tiên vàng. Nâu nữa nha mấy chị. Nâu giá nữa. Lên mấy chị. Bảy lên chị hiền hiền. Mã 75 mấy chị ơi. Kèm màu kèm số là xanh hiền hiền. Nâu. Xanh nha ngọc bích. Ngọc bích xanh. Thánh kim vàng. Thánh kim vàng. Đâu mất rồi. Đây. Thánh kim màu vàng. Đấy, đây, đây, đây. Đây. Thánh kim vàng. Nâu vàng. Bắc xanh hiền lê. Hiền lê xanh. Nâu một quần lên em hết. Vàng cho chị Lâm Mỹ Lệ. Lâm Mỹ Lệ vàng. Xanh cho chị Bình Nguyên. Bình Nguyên xanh. Mã 15 hết mấy chị. Xanh cho chị Lê Ái. Xanh cho chị Lê Ái. Hết xanh luôn. Rồi em hết xanh luôn nha. Rối loạn bởi cái màu của áo khoác nó nhiều màu quá. Một cái ri của nó em nói thiệt, nó hình như là cái màu nó gần hết cái ri luôn rồi đó mấy chị ơi. 75 ngàn thôi. Tiếng với chị Anh Hoàng. Anh Hoàng màu trắng. Hết xanh mấy chị ơi. Hết xanh rồi. Cái này ghi giúp em là màu đen. Xám với chị Hòa Phan. Xám chị Hòa Phan nè. Em đang bận là màu đen nha. Cái màu đó màu nào cũng đẹp mấy chị ơi. Nói chung là nó nhiều màu lắm mấy chị. Nó nhiều màu quá. Bây giờ hiện tại là em còn màu đen nè. Màu xám chuột này. Xám với chị Duyên Trần. Xám với Duyên trắng Trần. Trắng với chị Kim Tiến. Trắng Kim Tiến. Trắng xám với chị Lận Lận. Lận Lận trắng xám. Rồi vàng cho chị Bồ Công Anh. Bồ Công Anh vàng. Trắng với chị Chi Chiaki trắng đen. Vàng cho chị Hà Ngọc. Hà Ngọc vàng. Tím nữa nha mấy chị ơi. Màu tím nữa. Áo khoác ra lần về hai cái. Hai màu. Màu. Hai cái hai màu và thay đổi vậy tím nè. Thay đổi. Xanh đậu. Xanh rồi mấy chị. Nâu bị lên Hoàng Yến. Nâu Hoàng Yến. Xanh đậu mấy chị. Xám Kim Yến. Xám cho Kim Yến. Vàng thì Anna Quỳnh. Anna Quỳnh vàng. Trắng Kim Ngân. Kim Ngân màu trắng. Màu đen cho chị Minh Quỳnh. Đen cho Minh Quỳnh. Còn trắng mấy đứa. Rồi hết trắng nha. Hết xanh hết trắng. Đen cho chị Thu Võ. Đen chị Thu Võ. Đen Mỹ Lệ Ngô. Mỹ Lệ Ngô đen. Xanh đậu mấy chị ơi. Xanh đậu. Xanh chuột. À, xanh đậu kiểu dạng loan á. Xanh chuột cho chị Hình Thị Kim Cương. Hình Thị Kim Cương xanh chuột. Nâu bị lấy cho chị Phạm Giang. Nâu chị Phạm Giang. Vàng cho chị Bích Chuyền. Vàng cho Bích Chuyền. Xanh chuột cho chị Ngân Thanh. Xanh chuột cho Ngân Thanh. Cái này xanh đậu mấy chị ơi. Đà ra một nâu Thảo Lê. Thảo Lê nâu kia nè học. Chị còn nâu lấy nâu Thảo Lê đó. Đây 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 nâu đây. Nâu Thảo Lê nè. Cái này ghi cho em là xanh đậu mấy chị ơi. Xanh đậu nè. Hết trắng mấy chị. Đen hết trắng rồi. Tím. Vàng. Hết đen như chị Sơn Hờ. Sơn Hờ màu đen. Sáng chị Duyên Trần. Đen xám Duyên Trần. Đen da hân. Da hân đen. Nâu bé su su. Bé su su nâu. Còn đủ sao vàng chị Tu Châu. Tu Châu vàng. Tu Châu vàng nè. Vàng chị Ngọc An Như. Ngọc An Như vàng. Vàng chị Hồng Phạm. Hồng Phạm vàng. Rồi. Không gì em không có làm đồng kiểm nha khách ơi. Hồng phấn mấy chị ơi. Còn xanh đậu nha bếp. Xanh đậu còn hai cái. Xanh đậu mấy chị cảm ơn xanh đậu nha mấy chị ơi. Hồng phấn nữa mấy chị. Mã là mã này. Chị cà chua hề vỏ. Hết vàng rồi em. Cà chua hề vỏ hết vàng rồi chị. Hết vàng rồi cà chua ơi. Hết nâu luôn. Còn hồng, còn một cái trắng nè em nè. Em còn hồng, còn xanh đậu, còn đen với lại còn tím mấy chị ơi. Hồng phấn, hồng phấn. Nó nhiều màu quá, màu rêu nữa nè. Vy, Lan Vy đậu. Em bị xanh đậu và tím đó chị, ri viên vỏ. Ri viên vỏ đậu và tím hai cái nè. Rồi đó, xanh đậu đó. Đen cho chị Thương Phạm. Thương Phạm màu đen. Xanh đậu cho chị Lê Nguyên. Lê Nguyên. Rồi hết xanh đậu luôn nha. Rêu mấy chị ơi. Rêu nè. Hồng phấn nè. Rêu hồng phấn. Nó quá nhiều màu trong một rêu thanh trúc. Rêu thanh trúc. Mã 75 còn đen không? Ờ, có đen còn. Tư em em. Tư em em đen. Tư em em màu đen. Hết nâu. Tư em màu đen nè. Em Ái Trang. Ái Trang đen nè. Xám. Xám Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên xám. Rêu Nguyên Kim. Nguyên Kim rêu. Trắng cô ốc. Cô ốc màu trắng. Hồng phấn em đang bận là hồng phấn này. Đen nè. Xám. Tím. Rồi em còn mấy màu này em chị nha. Hồng này.
đen nè, tím nè, với lại màu xám và màu rêu. Rồi em còn năm màu á. Như tím nè. Còn đen không hả? Còn đen hồng. Đen hồng Lê Thị Thu Hương. Lê Thị Thu Hương đen hồng. Rêu cho chị Nguyễn Hương. Nguyễn Hương rêu. Còn rêu nha bé. Mã 75 mấy chị rêu chị Quanh Ly. Quanh Ly rêu. Rêu Nguyễn Hiền. Nguyễn Hiền rêu. Còn một rêu nữa. Đi đâu rêu chị Bé Thì. Bé Thì rêu nè. Rồi hết rêu. Còn màu đen xám con ạ. Đen xám con. Đen xám Long Sơn. Long Sơn đen xám hai cái. Xám á chị ơi, xám, hồng, đen, tím. Mai Thu lấy ba hồng quá. Đen Hồng Vân. Đen chị Hồng Vân. Màu nào cũng được. Bây giờ em còn hồng phấn với chị Hình Hiền. Hồng phấn chị Hình Hiền. Rồi ok chị. Tím với chị Tuấn Vinh. Tuấn Vinh màu tím. Hồng phấn Giang Phạm. Giang Phạm Hồng phấn. Thu Lân Nguyễn Hồng phấn. Thu Lân Nguyễn Hồng phấn. Còn con đen xám với Đặng Như. Đặng Như xám nè. Mà 75 á mấy chị ơi, cho em xin một lần một tiên. Rêu hết rồi, bây giờ còn đen. Mấy chị ơi. Đen, tím, hồng, xám. Đen, tím, hồng, xám. Còn đen, tím, hồng, xám bốn màu á chị ơi. Tím Thu Hà. Thu Hà màu tím. Rồi em đi thay đồ nha. Qua mẫu này đi. Hết rêu mấy chị ơi. Đen còn. Còn đen. Còn đen, đen tím, hết. Hồng mấy chị ơi. Nguyễn Mến đen. Hồng phấn Mai Ngân. Mai Ngân hồng phấn. Hết rêu. Hồng phấn với chị Minh Cường Hòn. Minh Cường Hòn hồng phấn. Đen tím hồng xám với chị. Đây, hồng từ lá nhé. Đen tím hồng xám. Rồi em qua mẫu nè, cho em xin một like đầu tiên. Bé Thùy xám. Đen chị Hồng Vân. Hồng Vân đen. Đen tâm như vỏ. Còn xám hồng tím. Nguyễn Thị Mai Phương. Xám tím hồng. Xám yếm hồng. Còn hồng với tím với hồng các chị ơi. Còn tím với hồng các chị. Mã 75 còn màu tím với màu hồng các chị ơi. Có sáng còn tím với hồng. Trời ơi. Sao đẹp dữ trời. Cho em xin một lan đầu tiên các chị ơi. Cho em xin một lan một tiên nha. 75 còn tím với hồng các chị ơi. Có sáng, có sáng tím với hồng. Tím với hồng các chị. Rồi em qua mẫu tiếp theo nè. Em lên cái đầm này trước đi. Cái đầm này thì cái form của nó từ 40kg trở lên. 40kg trở lên cho đến 50. Không có chị Hoa Lục Bình. Cho đến 58. Em sale cho mình là 85.000 một. Tím với chị Khang Thi. Tím là thun, là thun dày. Nó không khác gì hàng Quảng Châu luôn á. Nó quá đẹp luôn, em ngỡ ngang. Vì cái đầm này có giá 85.000 thôi. Chị gái nào lái thì comment đầm 85 kèm số em nha. Hậu quan đầm 85 nha. Đầm 85 kèm số. Chị gái nào lái thì comment liền mã đầm 85 kèm số. 85.000 kèm số thầy dùm em. Chị em nào mình có đơn rồi á thì mình comment chuyển vô. Còn chị em nào chưa có đơn á thì mình comment kèm số điện thoại dùm em nha. Phượng Lê bom hàng hả? Rồi, đầm là mã 85 đó chị. Đầm lên nắm xinh. Nắm xinh đầm 85. Bộ hồng lúc nãy chị mặc hết sạch luôn. Cái đầm rồi. Này nó đẹp lắm mấy chị ơi. Chị gái nào lấy đầm 85 thì lên đầm 85 nha. Đầm lên Lê Hiếu. Lê Hiếu 85, Nguyễn Trân này. Mã 85 mấy chị. Mã hàng là giá tiền rồi mấy chị ơi. Mã 85. Hai con hồng là sao? Một con hồng hả? Nhẹ nhàng nè. Nhẹ nhàng tắm lên được chút hình lại. Chưa, cái túi chị đeo chị chưa Hiền. Em. Hiền. Hiền Hiền 85 nè. Túi chị đeo chị chưa? Chị Hà Lượng. Hà Lượng 85. Có phải lên còn tím chứ không hả chị Trần Phan? Hai cái tắm lên cho chị Yên Trâm. Yên Trâm 2. Hoàng Thơ. Hoàng Thơ. Kim Phụng Nguyên. Chị Kim Phụng Nguyên. Kim Phụng Nguyên. Ủa đang mặt chờ em xíu, chúng anh lên giá cho, nó có đủ màu luôn á. Dễ thương quá. Chị Hà Trần. Tiếp này em phải lấy một bộ để em bận ở nhà này. Dễ thương lắm mấy chị ơi, xíu nữa em lên màu nhá, đẹp lắm. 40kg trở lên cho đến 57kg mấy chị ơi. Tầm từ 40kg đến 57kg á. Rồi chị gái nào lấy đầm 85 nữa thì lên đầm 85 kèm số cho em nhá. 75 tím Nga Hình. 75 tím chị Nga Hình. Kim Phụng Nguyễn đầm nè. Chào có Kim Phụng Nguyễn có rồi hả? Áo trong nắng còn. Áo trong nắng em còn nha.
set in em hết rồi. Đợt sau em phải về set in mới cho mình. Chích chuột. Có hồng chích chuột. Hai hồng đây. Hai hồng ta lên diệu ngọc. Diệu ngọc hai con hồng nè. Đợt hôm qua đang gọi chị ơi. Đợt hôm qua đang gọi á. Áo khoác em còn hai cái màu tím cuối cùng. Áo khoác em còn hai cái màu tím cuối cùng. Rồi bộ em mặc này em lên màu với mấy chị nè. À, cái bộ em mặc là form từ 40 kg đến 57 kg. Cái này nó sẽ là hàng. Cái này chị Hạnh Nguyễn Thị Hạnh. 85 chị Hạnh Nguyễn Thị Hạnh, hàng thiết kế, may hàng đặc may. Trần Thị Ngân. Phía trước của nó sẽ có lưng bảng mấy chị ơi, phía sau là lưng bo thun. Co giãn thoải mái cho em nhé, và quần là quần có túi luôn. 85 chị Hình Hướng. 85 chị Hình Hướng. Giá em sale bộ này cho mấy chị với giá chỉ có 101 thôi. Mấy chị thấy đẹp chưa? 85 chị Hương Vang. Đẹp quá mấy chị ha. Mã 110. 85 chị Hương Vang là rồi ai nữa biết? Những 4 cái. 4 cái hả? 3 cái hả? 1, 2. Rồi, em đang bận là chi. Hả? Vàng kim chi. Kim chi vàng, mã 110 mấy chị nhá. 110 vàng nè. Đỏ, xi măng, nâu tây, đen, 5 màu. Vàng đỏ, xi măng, nâu tây, đen, mã 110, kèm màu, kèm số. 85 hồng chị Nhung Trang. Nhung Trang, Nhung Trang 85 hồng. Vàng là nâu tóc. Hả? Vàng là chị nâu tóc. Chị nâu tóc màu vàng, mã 110 nha mấy chị ơi. Chị Lê Thị Đàm Tám Lên, Lê Thi. Lê Thuy đầm 85. Lê Thuy đầm 85 này. Chị Mốt đỏ nấm sinh. Đỏ cho nấm sinh. Vàng Nguyễn Cẩm. Nguyễn Cẩm vàng. Vàng này chị Lưu Thị Hợp. Lưu Thị Hợp vàng, em chưa lên màu mà mấy chị. Một vàng một đen nha chị Kim Long Nguyễn. Kim Long Nguyễn vàng đi, em chưa lên màu mà chờ em chút chứ. Hồng là gì? Hả? Hồng là gì? Hồng là cái bàn tay lên hả? Mã đi mấy chị ơi, lên mã đi mấy chị. Mẫu đang mặc là mã 101. Màu xi măng. Mẫu đang màu hồng là mã 85. Nó là nó hồng chị Hồng Thư. 85 hồng như Hồng Thư. Mã 101 với chị nắng ngày mưa. Nắng ngày mưa vàng. Đỏ Lê Thị. Lê Thị Ánh Chuyện. Lê Thị Ánh Chuyện đỏ. Vàng Tâm Như. Tâm Như vàng. Vàng Văn Thị Ti Ti. Văn Thị Ti Ti vàng. Báo hồng cho chị Thanh Mai. Thanh Mai báo hồng. 85 hồng cho chị Lam Thịnh. Lam Thịnh 85 hồng. Hiền 101 vàng. Hiền Hiền vàng. Nguyễn Thư Đen. Nguyễn Thư Đen. Cái này màu xanh xi măng, 5 màu chuẩn ảnh em bóp đỏ ấy, chị Bùi Hoa. Đỏ chị Bùi Hoa. Trời ơi màu xi măng mới. Vàng cho chị Thị Thu Thị Nguyên. Vàng cho chị Thu Thị Nguyên. Đen chị Hương Võ. Hương Võ đen. Đỏ Tình Lê. Tình Lê đỏ. Vàng Tuyết Nguyễn. Tuyết Nguyễn vàng. Vàng Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên xi măng nữ trang. Hả? Xi măng nữ trang. Xi măng nữ trang. Mã xanh là mã 101 với chị. Xanh nào xanh xi măng này. Đây là chị Văn Thị Tuyết Trinh. Văn Thị Tuyết Trinh. Vàng Mỹ Lệ Ngô. Vàng Mỹ Lệ Ngô. Vàng Như Yên. Như Yên vàng. Su Hao Gia Hảo đỏ. Su Hao Gia Hảo đỏ. Xanh Lụa Trần. Chị Lụa Trần xanh. Hiền Lê đỏ. Hiền Lê đỏ. Nâu tay Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc nâu. Em chưa kịp khui nâu luôn mấy chị ơi. Vàng chị Hồng Hương. Vàng chị Hồng Hương. Vàng đỏ Đinh Mỹ. Vàng đỏ Đinh Mỹ. Hóa đá vốn hàng đen Thanh Thảo. Đen Thanh Thảo. Vàng Phương Uyên. Phương Uyên vàng. Nguyễn Thị. Nguyễn Kim Thị lớn lên bùa đây nè. Cái màu này màu nâu tay trang ánh lung vàng. Ánh lung vàng. Đỏ Phan Thị Mỹ Tiên. Phan Thị Mỹ Tiên đỏ. Vàng Sanem Mai Lê. Mai Lê vàng. Hương Võ đen. Hương Võ đen. Tôi kịp vô mẫu nó bật luôn cho cho. Em chưa kịp khui màu nâu luôn á. Nghèo vắng. Nghèo vắng vui vàng xanh. Nghèo của màu nâu đẹp vui. Nghèo vắng vui. Đúng rồi, mà nhớ vào nghèo vắng vui không? Bà mua từ lâu lắm rồi, em mua từ hồi bé chưa về làm dâu luôn rồi bé. Vàng Nguyễn Thi. Vàng Nguyễn Thi. Xanh Sương Sương. Sương Sương xanh. Đen Hình Thị Nguyệt. Đen Hình Thị Nguyệt. Đỏ vàng bịt bầu đào. Đỏ vàng bịt bầu đào. Xanh cho chị Hạnh Nguyễn. Chị Hạnh Nguyễn xanh. Đỏ Ly Xanh. Ly Xanh đỏ. Thư Chương lên số điện thoại. Đỏ, đỏ Bùi Hoa. Bùi Hoa đỏ đây. Vàng Hồi Nguyễn. Hoài Nguyễn vàng. Linh Mỹ nghĩ em đẹp thì biết chưa. Linh Mỹ vàng đỏ. Nâu. Đỗ Phượng vàng. Đinh Mỹ vàng đỏ đúng không? Đỗ Phượng vàng. Đỗ Phượng vàng. Minh Quỳnh xi Minh Quỳnh xi măng. Minh Quỳnh bằng xi măng. Nguyễn xi măng. Tiết Nguyễn xi măng. Ben Tam vàng. Ben Tam vàng. Kim Thúy đỏ. Kim Thúy đỏ. Em chưa khui màu đen. Vàng Mai Trinh. Mai Trinh vàng. Chưa khui màu đen luôn á. Má chị để ý cái tay nè. Tay dễ thương lắm. Vàng chị Đỗ Phượng nè. Xanh đây chị Beo su su. Beo su su xanh. Hợp trần vàng với xi măng. Hợp trần vàng với xi măng. Màu đẹp quá luôn á. Em xi măng với đen chị Thêm Phạm. Thêm Phạm xi măng với đen. Chị Nguyễn Thê vàng. Nguyễn Thê vàng. Diệu Nguyễn vàng. Rồi hết vàng luôn. À đây con. Vàng với xanh cho chị Khánh Hồ Thị. Khánh Hồ Thị vàng xanh. Xanh với xi măng là một á chị. Vàng Nguyễn Nương Nương. Nguyễn Nương Nương vàng.
xin men nha chị xanh, xanh xin men nha chị Nguyễn Cẩm, Nguyễn Cẩm xanh. Men thủy tiết trên xi măng, men thủy tiết trên xi măng. Mã 110 giùm em nha. Đỏ xanh, đỏ với xanh xi măng nha chị Hồng Lên, Hồng Lên đỏ với xi măng nè. Đen nha chị Trâm Anh Võ, Trâm Anh Võ đen. Gia Huy Nguyên xi măng, Gia Huy Nguyên xi măng. Màu đen mấy chị ơi, coi màu đen xíu nha. Trời ơi. Bộ 2 chút chứ chị hả? Chưa. Lê Thi bộ vàng 1.1. Lê Thi vàng, Thi Nguyễn đỏ, Thi Nguyễn đỏ. Đỏ Kim Hạnh, Kim Hạnh đỏ. Ngâu tay thêm Phạm, ngâu tay thêm Phạm. Nguyễn Trinh xanh đỏ, Nguyễn Trinh xanh đỏ. Xi măng Nguyễn Ngân, Xi măng Nguyễn Ngân. Bớt vàng xi măng Trăm Phan, Trăm Phan xi măng. Năm màu chủng ảnh chết rồi, Út dạng ba màu gì tôi quên mất rồi nè. Màu nâu. Út dạng màu nâu thì bị tiên đỏ. Mà nhớ nha, Út nâu nè, Khăn thì bị tiên đỏ. Xanh xương xương, đỏ trong nguyên. Xương xương xanh, đỏ trong đỏ nguyên. Đỏ Minh Anh, Minh Anh đỏ. Xanh La La, La La xanh. Xanh Hồng Lê Hậu, xanh cho Hồng Lê Hậu ấy. Xanh Hồng, không có màu hồng. Đâu có màu hồng đâu. Không có màu hồng chị ơi. Cái này nó không có màu hồng á. Nó chỉ có màu thoa phan nâu. Thoa phan nâu. Màu nâu, màu đỏ, đỏ Nguyễn Vy, Nguyễn Vy đỏ. Đen Thanh Thảo, Thanh Thảo lại. Đen mấy chị ơi, em lên lại đen nha. Anh Trang Lê, anh Trang Lê nâu. Màu đen đẹp. Trời ơi, màu đen đẹp mấy chị ơi, xuất sắc. Đen Huỳnh Thị Nghiệp, đen Huỳnh Thị Nghiệp. Lê Vinh, Lê Vinh xanh. Nâu Trần Văn Dũng, nâu My Hương. Trần Văn Dũng, nâu Thảo Lê, Thảo Lê. Đỏ nâu Ánh Dương, đỏ nâu Ánh Dương. Đen đen nghe chị Hoàng Hương, Hoàng Hương đen. Tiết Nguyễn thêm nâu, Tiết Nguyễn thêm nâu. Chị Thi Dương màu xanh, Thi Dương xanh. Màu nâu tay đi cho chị Nguyễn Thi, Nguyễn Thi nâu. Tô Cẩm Giang nâu, Tô Cẩm Giang nâu. Trúc Lê nâu, Trúc Lê nâu. Mã 110 kèm màu kèm số mấy chị ơi, em còn nâu này. Nâu chị Hà Nguyên, chị Hà Nguyên nâu. TV Sa Trần nâu, TV Sa nâu. Nâu mấy chị ơi, nâu xi măng Phương Thi, Phương Thi màu xi măng. Nâu Tâm Lê, Tâm Lê nâu. Bo Bin nâu, Bo Bin nâu. Còn màu nâu không ạ? Nâu đen xanh, một đỏ. Xi măng Thùy Tiên, đỏ Nguyễn Mỹ Trinh, đỏ Nguyễn Mỹ Trinh, xi măng Thùy Tiên. À còn đỏ này bé. Xi măng Đỗ Văn, Đỗ Văn xi măng. Nâu với xi măng Nguyễn Cẩm, Nguyễn Cẩm hai. Chưa thấy em đọc tên thì comment lại giúp em nha. Đỏ Nguyên Đoàn, Nguyên Đoàn đỏ. Đỏ Nguyễn Nhạc, đỏ Nguyễn Nhạc. Đỏ Nguyễn Kim Thi, rồi hết đỏ luôn. Em hết đỏ luôn, em hết vàng luôn. Bây giờ em còn nâu với đen. Nâu với đen với xanh xi măng với chị em nhé. Cho em xin một like một tim với chị ơi. Em còn ba màu cuối nâu cùng. Nâu đen Kim Chi, nâu đen cho bà Kim Chi. Đen Bỉ Ngạn, đen Thảo Vy, Bỉ Ngạn Thảo Vy. Rồi em tổng hợp lại còn mấy chục bộ cuối cùng. Mã của nó là mã 110. Còn đen nâu Kiều Trinh, nâu cho Kiều Trinh Nguyễn, đen cho Phương Nguyễn. Nâu đen Phạm Thị Như Ý, Phạm Thị Như Ý 2. Ba màu cuối cùng, chưa thấy em đọc tên thì comment lại nha. Em còn màu đen, màu nâu với lại màu xanh, ba màu nữa, mã của nó là mã 115. Như Vi Nguyễn Đen, Như Vi, Như Vi Nguyễn Đen. Nâu đen cho chị Linh Trần, Linh Trần 2. Mã 101 đó chị ơi. Đen nắng ngày mưa, đen cho nắng ngày mưa. Nâu Hồng Thái, nâu chị Hồng Thái. Thanh Tuyền Nguyễn nâu, Thanh Tuyền Nguyễn nâu. Phương Huỳnh nâu, Phương Huỳnh nâu. Đen chị Ben Thêm Lê, Ben Thêm Lê đen. Nâu Hương Thu, Hương Thu nâu. Nâu Hoàng Nguyên, Hoàng Nguyên nâu. Còn xanh không? Còn xanh nâu cho chị Tính Phạm, Tính Phạm xanh nâu. Còn xanh, còn nâu, còn đen. Em còn 3 màu xanh nâu đen mấy chị. Đen Linh Linh Giao, xanh Linh Bùi Thuận. Linh Linh Giao đen. Chuột cu tê nâu đen, chuột cu tê nâu đen. Tâm Trần nâu, Tâm Trần nâu. Đen Triệu Mẫn, đen nha Triệu Mẫn. Đen Hồng Quang, Hồng Quang đen. Nâu Thu Vi, Thu Vi nâu. Nâu Kim Quanh, Kim Quanh nâu. Nguyễn Ngân thêm nâu, Nguyễn Ngân thêm nâu. Chưa thấy em đọc tên thì comment lại mấy chị nhá. Nguyễn Nguyễn nâu. Hết luôn rồi hả, hết sạch rồi hả?
Tham đen là chị Phương Yên. Chị Nguyễn Nâu. Tham đen là chị Phương Yên. Chị Phương Yên đen. Chị Phương Huỳnh Nâu. Phương Huỳnh Nâu. Ngâm kim đen, quy vỏ đen. Ngâm kim đen, quy vỏ đen. Nâu chị Hồng Phạm. Rồi hết nâu luôn. Còn một nâu nữa. Nghe tụi nó. Bố đi vậy? Bố đây chị là. Đây đây đây. Thảo lấy đẹp quá, đây trả nợ nâu này, còn một nâu nữa, còn xanh với đen á mấy chị. Đen chị Lâm Ngọc, chị Lâm Ngọc màu đen. Đây mã 110 hiện tại bây giờ em còn đen nha. 101 105. Mỹ Lệ Ngô đen, chị Mỹ Lệ Ngô đen, mã 110 kèm màu kèm số mấy chị ơi. Em chưa đứng thẳng luôn, để đen cho ngăn kim, đen cho ngăn kim, mã 110 kèm màu kèm số điện thoại. Bây giờ em chỉ có cho chị Kim Ngân Phát. Kim Ngân Phát xong. Chị Lê cho em để chị có mấy vàng rồi mà. Rồi lấy thêm thì comment là lấy thêm giùm em nha. Rồi màu đen mấy chị ơi, em còn màu đen nè. Mã 110 đen xanh. Em còn đen với xanh. Đen với xanh xi măng đó mấy chị. Em còn đen với xanh xi măng hai màu cuối cùng. Mã 110 kèm màu kèm số giùm em nhé. 110 kèm màu kèm số. 101 đen và 101 xanh xi măng kèm số điện thoại giùm em. Rồi hai màu cuối cùng nha, em qua một cái đầm suông nè. Đầm suông, đầm suông. Đầu tiên đây chị Khánh Lê. Khánh Lê đi. Đầm suông. Hết nâu chị Lê Thi. Hết nâu rồi, đầm suông. Đen chị Thảo Nguyên. Đen Thảo Nguyên. Mấy cái cuối cùng là em hết sạch luôn á. Sao cho chị Ánh Hồng Phạm. Ánh Hồng Phạm xanh. Chị Cây Ni O U Mi Thường xanh. Cây nha u mi xanh. Chuột cô tê lên lại số điện thoại. Sephuroxin 500. Chuột cô tê lên lại số điện thoại. Chị Lê Thi em hết nâu chị. Sephuroxin 500 em 5.000 một viên nha. Yeah, chị Bích Hạnh Ngô. Bích Hạnh Ngô đen. Hồng xíu mới vậy chị. Rồi em còn 5 cái đen cuối cùng. Rồi bộ đá 5 bộ đen cuối cùng nữa là em chấm cái màu đá. Đen Phan Hải. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. 40kg đến 60kg em sale 70.000 một đặt thôi. Cái này ghi cho em là 70 xanh và 70 kẻ hai màu. 70 xanh và 70 kẻ em đi thay mã khác nha. 70 xanh và 70 kẻ. Ui còn cái xanh này bé. Bé bé bé. Nè. Còn xanh này. Em có mẫu tiếp theo. Chị chuột cu tê lên lại số giùm em đi chị. Chuột cu tê lên số, em vẫn còn bộ xanh đó chị nha. Rồi. Đầm suông giùm em 70 đen với 70 xanh và 70 kẻ em giờ hai màu nè. 70 xanh và 70 kẻ kèm số hai màu giúp em nhé. Xi măng Nguyệt Đỗ. Xi măng chị Nguyệt Đỗ. Em sale 70.000 thôi, đầm suông hàng có tâm. Đen Thuy Nguyên. Đen là Thuy Nguyên. Rồi em qua mã mới nè. 70 kẻ nấm xinh. Rồi bé cứ in đi chị lấy nha. Cái đó có xanh đi. Xanh với kẻ 70 á. 70 kẻ Lê Thị Trúc Ly. Lê Thị Trúc Ly kẻ 70 giá luôn á chị. Thêm xanh cho chị Lê Thi. Là đẹp kia nè. Quá. Để đi. 70 xanh cho chị Cúc Lê. Cảm ơn mã nó mấy chị ơi, cảm ơn mã. Đây là có đen rồi hả? Đen cho chị Sala, Sally Hen. Đen của chưa mấy á? Đen 101 á. Cái đó có kỹ xanh không hả? Đúng rồi. Ừ. Sao 101 với chị Lưu Thị Hợp. Ui da beo. Bị mối kẻ với chị Quỳnh Quỳnh. Bị mối kẻ với chị Vi Nguyễn. Mấy cái kẻ đó bé. Xanh kẻ chị Tho Cà Mèo. Sephuroxim 500 nó ở cái chỗ mấy vi tính của anh nhìn qua. Mấy vi tính nhìn qua. Rồi mấy cái kẻ đó đi. 1, 2, 3 6 kẻ 2 xanh. 6 kẻ 2 xanh đúng không? 3 kéo đâu mất rồi mấy chị. Kẻ Thanh Lan Nguyễn. Kẻ chị Thanh Lan Nguyễn. Trời xem dục kéo hoài ta. Em dục nó biết trời. Đây cho bé nè. Rồi kẻ nè. Kẻ kẻ hai kẻ nữa là đủ. Trúc Mùi. Trúc Mùi kẻ nè. Quen lại hai cái đấy để sẽ like hả? Hai cái gì? Hai cái đâm đó dơ lên lại lần nữa. Sao cho chị Phan Thị Như Ý. Quen là mạnh nhau. Xăng Phan Thị Như Ý nè. Chị Lê Thi có chị ơi bị mất. Chị Quỳnh Quỳnh có đâu. Rồi 70 em có hai màu. Xong rồi em lên cái bộ em bận nha mấy chị nhé. 70 em có hai màu nha mấy chị nè. 70 xanh này và 70 kẻ. 40 kg. 70 kẻ chị Diễm Thuy Trần. Diễm Thuy Trần. Lâm Hảo An xanh. Lâm Hảo An xanh. 70.000 thôi. Cái hình con vịt đằng trước là hình theo á. Hình con vịt là hình theo. Cái này ở những chỗ khác người ta bán 99.000 á. Kẻ cho Tâm Như. Kẻ Phan Thư. Phan Thư kẻ. Xanh Triệu Mẫn. Xanh Triệu Mẫn.
Mã 70 kèm màu kèm số mấy chị nha. Bảy mươi kèm màu kèm số giúp em, 70 kẻ và 70 xanh đó chị, hai màu. Kẻ chị Anh Kim, kẻ chị Anh Kim thể thao sau lưng bé, kẻ chị Anh Kim mã 70 mấy chị, 70 ngàn kẻ Anh Kim nè. Bộ mệt từ từ mấy chị ơi. Rồi 70 kẻ 70 xanh bạn có đâu kẻ em nói ở chỗ không? Cái máy vi tính á, kẻ Trịnh Phương Hồng, kẻ Trịnh Phương Hồng Vidifa, cái khu siêu Vidifa á, 5 ngàn một viên ấy, ở ngay chỗ máy vi tính liên quan ở cái tay gần lắm, ngay chỗ anh ngồi chứ phải trên cao đâu, ở dưới ấy. Rồi à, chị gái nào lấy nữa không? 70 kẻ và 70 xanh nha. Em còn mấy cái cuối cùng nè, 70 kẻ và 70 xanh kèm số, hai màu kẻ và xanh. Và bộ này có đủ màu không nhỉ? Đẹp quá mấy chị ơi. Đủ màu. Cái này 40. Em bận vừa cái quần sẽ là quần suông nhá. Và nguyên một bộ họ là sẽ làm chắc thun ba rít cho mình luôn. Nguyên một bộ là chắc thun ba rít. 70 xanh Thảo Thảo, 70 xanh Thảo Thảo, vạt màu có túi nữa chị nè. Xinh quá. Đủ màu luôn á. Rồi em coi thì nó có màu gì đây? Có màu xanh. Thử. Không biết là cái kéo hay là mình sứ sở nào luôn á trời quân. Bó cái xanh bó chốt quên đây chưa? Xanh đó. Bó nó xanh buôn xí sọn. Buôn xí sọn xanh. Mấy chị thấy em mở kéo đâu mấy chị? Bị buôn xanh hăng ho. Hăng ho xanh. Xanh giang lê. Giang lê xanh. Còn hai kẻ một xanh. Em còn hai kẻ một xanh nha. Kẻ xanh cho chị Nguyên Trần. Kẻ xanh cho Nguyên Trần. Bộ này 120 ngàn một bộ mấy chị ơi. 40 ký trở lên. Chị Cúc Nguyễn cho đến 58 ký, kẻ chị Cúc Nguyễn. Em đang bận là 120 đỏ. Cái này ghi cho em là 120 xanh nè. 120 màu xanh, vải dày lắm. 120 màu hồng. Để mới xanh Nguyễn Thị Thảo. 120 màu cam. Màu cam, màu nâu tây. Để mới xanh chị Candy Ai. Màu đen, mã 120 giùm em nha. Mã 120 mấy chị, bộ em đang bận mã 120. 40 ký trở lên cho đến 58 thì có lại mình bận được. Thôi điện thoại lên là có đó không mấy chị? 120 đỏ. Hả? Di thư đỏ. Di thư đỏ đây. Đen. Đen 120 giùm em. Màu đen mấy chị nè. Màu nâu tây, màu cam, màu hồng, màu xanh, màu đen và màu đỏ, 120.000 một bộ kèm màu kèm số điện thoại giùm em nhé. Mã 120, nguyên một bộ là chắc body. Nguyên bộ là chắc body. Đỏ Cúc Nguyễn. Đen Bùi Mơ. Đen chị Bùi Mơ. Xanh Diên Hồng. Xanh chị Diên Hồng. Đen Linh Phan. Đen chị Linh Phan. Không thấy luôn hả trời. Rồi màu nâu tay với chị ơi. Nâu tay. Mã nâu tay. Nâu Thanh Ngân. Nâu Thanh Ngân. Đen Kim Điệp. Đen chị Kim Điệp. Một màu đỏ với cam, 120 chị Vũ Nhẫn. Vũ Nhẫn đỏ cam. Đen cho chị Tiên Trần. Đen cho Tiên Trần. Đen cho chị Tinh Lê. Tinh Lê đen. Đen Nhỏ Khờ. Nhỏ Khờ đen. Tiến Ngân Phạm Nâu. Tiến Ngân Phạm Nâu. Rồi rút luôn bộ Yên Bình. Đỏ cho ai? Đỏ chị Yên Bình. Đây gỡ ra đỏ chị Yên Bình. Rút lấy đỏ thôi. Nâu chị Hiền Lê. Xanh Hiền Lê. Xanh Hiền xanh Lê. Xanh Thùy Dương. Xanh Thùy Dương. Còn xanh đó, kia kia còn cái đó. Xanh Thùy Dương đó, xanh đó. Rồi mã đây, mã nâu tay giùm em mấy chị ơi. Nâu tay. Còn người xanh cuối cùng. Bộ tay. Anh trang nữa kia. Anh còn bộ xanh nữa. Đen chị Candy Ai. Candy Ai đen. Đỏ chị Văn Bích. Đỏ chị Văn Bích. Đen da hăng. Đen da hăng. Nâu mấy chị ơi, nâu. Nâu nè. Đen Ho Quỳnh. Còn xanh nha bếp. Đen Ho Quỳnh. Cam chị Yên Bình. Cam chị Yên Bình. Chị Bích Hạnh Ngô đen. Bích Hạnh Ngô đen. Yên Trần đỏ. Yên Trần đỏ còn đỏ không? Yên Trần đỏ. Còn hồng mấy chị ơi, còn hồng. Hồng. Hồng, hồng, hồng. Hồng 120, cam 120, đen, nâu, xanh. Cam đen, nâu, xanh, đỏ còn một bộ đang mặc cuối cùng là hết đúng không? Xanh Bỉ Ngạn. Xanh Bỉ Ngạn rồi hết xanh. Em nâu bé su su. Bé su su nâu. Đen Kim Oanh. Kim Oanh đen. Nâu tay Hồi Nguyễn. Hồi Nguyễn nâu. Đen Hạnh Lê. Hạnh Lê đen. Rồi đỏ Kiều Ly. Rồi đỏ đang mặc Kiều Ly là em hết đỏ luôn á. Em còn cam, hồng, nâu, đen. Đen Hình Hiền. Hình Hiền đen. Đen Đặng Hiếu. Đặng Hiếu đen. Có chị lá thêm đi, chịu thêm đi nha mấy chị. Xanh
mới mấy chị ơi. Mấy chị đã xem màu ở kia thêm chữ thêm cho em cứ tưởng là mấy chị có rồi mà em không để mấy chị ơi. Đen như hành cherry thêm chữ thêm giùm em. Màu hường thu. Màu cây hường thu. Đen chị sang ngọc lam. Đen sang ngọc lam. Lấy đen hậu hai cái đen rồi thôi. Hai cái đen rồi. Hậu hậu lấy. Cái này màu xám chuột. Xám chuột. Có gió lộn màu xám chuột nha. Xám chuột. Calizo Omi. Màu gì? Calizo Omi nâu. Rồi xám chuột nữa mấy chị ơi, em có xám chuột nữa nha. Trần Lâm Thanh Hồng nâu. Trần Lâm Thanh Hồng nâu. Em hết xanh rồi mấy chị. Xám chuột. Nâu Thi Đào Thị Diễm. Thi Đào Thị Diễm nâu, lấy nâu hả? Nâu Nguyễn Thuận. Nguyễn Thuận nâu. Xám chuột mấy chị ơi. À, xanh mới. Xanh mới có mấy bộ? 1, 2, 3. 3 bộ xanh mới đúng không? 1, 2, 3. Xanh đỏ. Xanh mới mấy chị ơi, xanh mới có 3 bộ nè. Nâu Thanh Nhan. Nâu Thanh Nhan. Trần Hiền. Trần Hiền nâu, hai nâu. Nâu Nguyễn Ngân. Nguyễn Ngân nâu, ba nâu. Nâu Ngọc Thi Trần. Nâu Ngọc Thi Trần. Nâu Xe Vũ. Xe Vũ nâu. Một nữa. Một bộ nữa. Một, hai, ba, bốn. Năm này. Ta bỏ năm, ta bỏ. Tay qua là năm rồi á. Hồng Trần Nguyên. Trần Nguyên Hồng. Minh Cương Hoàng nâu. Minh Cương Hoàng nâu. Rồi hết nâu luôn đúng không? Hai còn một bộ nữa. Đây nâu, đây còn Nguyễn Tiết Nhung nâu. Rồi Tuyết Nhung nâu. Tiền Trần nâu. Tiền Trần nâu rồi hết nâu. Nghèo Vắng Vui Hồng. Nghèo Vắng Vui Hồng. Nâu Phong Phan. Nâu chị Phong Phan. Đen cho chị Úc Sơn. Rồi hết nâu. Còn đen không? Đen Úc Sơn Hồng với chị Nguyễn Hành Mỹ. Nguyễn Hành Mỹ không? Nâu Diễm My. Hết nâu. Diễm My có nâu không? Hết nâu. Hết nâu. Diễm My không có nâu. Không có nâu Diễm My ơi. Em còn xanh mới nè. Xám chuột nè. Cam. Xanh mới xám chuột cam hồng. Đen Thoan Nguyễn. Thoan Nguyễn đen. Đây đen quanh rồi học. Đen Thoan Nguyễn nè. Xám chuột mấy chị ơi. Màu xám chuột. Em còn xám chuột, còn hồng, còn cam nha. Xám chuột hồng, cam đen và xanh mới. Bốn màu nữa. Xám chuột Thu Vi. Xám chuột Thu Vi. Hồng của xanh cho chị Hồng Hinh. Hồng Hinh, hồng xanh. Hồng Hinh, hồng một xanh. Đều kiểu hậu đấy. Hồng Hinh, hồng xanh. Rồi xám chuột nữa mấy chị ơi. Chị gái lấy xám chuột lên xám chuột. Hình như đỏ bận còn một bộ nữa. Xám bằng không? Xám xin xin. Xin xin xám, có thể con xám rồi đó không? Xám Kiều Anh. Kiều Anh xám. Có đấy. Ai? Kiều Anh xám. Còn đen không? Còn xanh không? Còn. Hà Phi Hình xanh. Hà Phi Hình xanh rồi còn một xanh nữa nè. Xanh mới Bích Tiền. Xanh mới Bích Tiền rồi hết xanh. Còn một xanh nữa. Xanh mới Ngọc Ánh. Xanh mới thì Ngọc Ánh. Cho em xin một like một tiên. Đen Phương Lệ. Phương Lệ màu đen. Hồng mới đen. À, nhầm. Cam Hoa Lục Bình. Xám chuột. Cam chị Hoa Lục Bình. Còn một đỏ. Rồi cam. Vải quá đẹp luôn á. Có một xám chuột. Bích Yến Phong Xanh. Xám chuột chị Bích Yến Phong Xanh. Rồi cam. Xám chuột Cá Cát. Xám chuột Cá Cát. Còn xám không? Hồng. Xám đen hồng. Xám đen hồng cam. Có xám mới mấy chị. Xám đen hồng cam. Xám Bi Chi. Đỏ. Đen Thanh Lai Phan. Xám Bi Chi đen Thanh Lai Phan. Hồng mấy chị ơi hồng. Hồng, đỏ hồng. Chị Idol Khánh. Idol Khánh đỏ. Chị Hình Thanh Thiết. Hình Thanh Thiết sáng chuột. Hình Thanh Thiết sáng chuột. Rồi em còn hồng nha. Còn hồng nè. Còn cam. Còn đen. Rồi em qua mẫu đen tiếp theo. Đen Phong Nghiên. Đen ai bé? Phong Nghiên sáng chuột Kim Huệ. Sáng chuột Kim Huệ. Có xanh mới rồi mà chị. Rồi hết sáng luôn còn sáng nữa. Hết sáng như này. Hết sáng luôn. Còn hồng còn đen. Còn đen Nguyễn Thị My. Nguyễn Thị My đen. Bỏ đá ra đây rồi. Còn sáng rồi. Còn sáng. À, hết sáng rồi còn đen. Đỏ kim điệp. Đỏ luôn. Rồi, đỏ đang mặc hết luôn. Đỏ đang mặc của kim điệp. Rồi em còn hồng với cam nha. Em còn hồng cam đen rồi áo sơ mi rin mấy chị ơi, 105 ngàn. Hồng Hồ Yến. 40kg trở lên cho đến 60kg nó lại cho chị gái bạn vừa. 40kg đến 60kg. Cam này Idol Khánh. Cam này chị Idol Khánh. Ba đang em thấy kéo rồi trời. Tìm nhưng mà mã áo riêng mã 105. Bích Yến Phung Sam cam. Bích Yến Phung Sam cam. Ok, lên xếp 2 giây sau nha. Xong cái này em lên xếp 2 giây. 40kg đến 60kg bằng vừa. Mã là mã 105 kèm số. Bộ cam đen hồng với chị. Chữ theo nè. Bộ dài em đang bận là bây giờ chỉ có màu cam, màu đen với màu hồng. Còn áo này là nó free size 40 đến 60kg 105 ngàn. Chị gái nào lấy áo riêng thì comment áo riêng 105 kèm số điện thoại giùm em. Một màu duy nhất mấy chị em nhé. Một màu duy nhất thôi. Chị Kiệt Trần. Kiệt Trần Tân Thị. Kiệt Trần Tân Thị màu hồng. Rồi áo rít mã 105 mấy chị ơi, phối với lại quần đùi nè, quần tắc ta này, rồi chân váy này, phối với lại quần legging dài, quần legging ngắn thì nó cũng đều hợp hết nha.
Và mã hàng của nó là mã 105 kèm số điện thoại giùm em. Một màu duy nhất. Đen cho chị Hoa Nhi. Đen chị Hoa Nhi. Đen cho chị Hoa Nhi. Các em có hai màu á, màu nâu với lại màu đen. 120 còn cam dưới không. Cái này em có hai màu, màu đen với lại màu nâu. Hàng thiết kế 40kg trở lên, 58 đô lại mấy chị em bận vừa. Cam cho chị Thẩm Trăng. Cam chị Thẩm Trăng. Một set của nó là bao gồm cho mấy chị gái một áo hai dây và đi kèm một cái chân váy đặc biệt ở phía trong. Hồng cho Bông Nguyễn. Em còn cam mấy chị. Đẹp quá. Em có hai màu thôi, giá em của nó là 115.000 một set. Một 15 đen nè và một 15 nâu hai màu. Một 15 đen và một 15 nâu. Một lần đem hai cái Tiết Nguyễn. Tiết Nguyễn hai Aurin. Một lần đem Trần Trâm. Trần Trâm. Rồi 105 chị gái nào lấy nữa không? Aurin là mã 105. Cam Hương Lan. Cam chị Hương Lan. Hết đen. Em hết đen rồi. Bây giờ Aurin em Aurin là mã 105 đây. 115 đây. 115 nâu. Nâu Thu Hồng. Nâu chị Thu Hồng. Một lẻ nếp cho chị Văn Mai. Văn Mai 105. Một lẻ nếp đen nâu Trang Miu Miu. Trang Miu Miu đen nâu. Chị Văn Hồng là màu gì quên mất rồi. Bếp. Yeah. Chị Văn Hồng là màu gì? Thu Hồng màu nâu. Thu Hồng màu nâu. Trang Miu Miu đen nâu. Rồi. Là ba bộ á. À. Đen Lê Hiếu. Lê Hiếu đen. Một lẻ nếp cho chị Nguyễn Thị Trung Trinh. Một lẻ năm cho Nguyễn Thị Trung Trinh. Đã mất rồi. Cô mình giá nếp cho chị mẹ đó. Em không lên là mẹ 115. 115 Aurin cho chị Lê Ngọc Ánh Dương. Lê Ngọc Ánh Dương Aurin. Chị Bích Sen Aurin. Bích Sen Aurin. 115 đen cho chị Cơ Hạnh. Cơ Hạnh 115 đen. 115 đen cho chị Trâm Anh Võ. Trâm Anh Võ đen. 115 nâu chị Tho Kim. Tho Kim nâu. Nâu chị Mỹ Linh Võ. Nâu cho Mỹ Linh Võ. Anh Trang Lê nâu. Anh Trang Lê nâu. Chị Tiết Nhung nâu. Chị Tiết Nhung nâu. Thì được không? Không? 115 đen, 115 nâu thì Na Bi Nguyễn. Na Bi Nguyễn nâu. 105 Dương Hồng. Dương Hồng 105. 105 là áo, 115 là set giùm em nhé. 115 là set. 115 là set. Anh Dương nâu. Lê Ngọc Anh Dương nâu. Nâu Anh Kim. Anh Kim nâu. B Siêu Phạm đen. B Siêu Phạm đen. Đen dây chị Hồng Tiên. Đen cho Hồng Tiên. Một lẻ nếp cho chị Nguyễn Ái Ly. Một lẻ nếp cho chị Nguyễn Thuận. Nguyễn Thuận Nguyễn Ái Ly. Một mười lăm nâu cho chị Giáo. Giáo Ni Ê. Giáo Ni Ê 115 nâu rồi em hết mã 115 nâu. Riêng cho chị tên không. Hả? Riêng cho chị tên không. Riêng cho chị tên không. Một mười lăm đen cho chị Hiền My. Đen cho Hiền My. Còn màu đen không hả? Ờ, còn màu đen không. Hết sao em còn đen. Rồi hết nâu rồi mấy chị ơi, còn màu đen thôi. Đen cho chị Phan Thị Mỹ Tiên. Phan Thị Mỹ Tiên đen. Đen cho chị Kẹo Dâu. Kẹo Dâu đen. Anh biết cho chị Nguyễn Thanh Linh. Nguyễn Thanh Linh áo. Một chút qua lấy mẹ nào kìa mẹ lên. Anh biết cho chị Huỳnh Thị Bích Liên. Huỳnh Thị Bích Liên áo. Chị quen ra ba cái áo rồi nha. Em nhập lên 3 đen nè. Ừ. Rồi mã 105 chị có màu đen thôi mấy chị ơi. Em chỉ có màu đen nhá. 40kg trở lên cho đến 58kg. Em có áo chị ơi. Mã là mã đen cho chị Kim Liên Liên. Kim Liên Liên 115 đen. Lâm. Hả? Đen cho chị Thị Lâm. Thị Lâm cũng đen nha. Dạ. Kim Liên Liên. Chị hết nâu với chị đổ nôi mua đen cho Miên nha. Thị Lâm. Đen cho chị Thơ Trương. Thơ Trương đen. Nguyễn Thần có áo đó chị. Rồi mã 115 chị có đen thôi mấy chị ơi. Hết nâu rồi. Chị Nguyễn Nhật em còn màu đen. Còn màu đen thôi mấy chị nhé. Mã 115 em còn duy nhất là màu đen. Đang đen cho chị Nhung Trang. Nhung Trang đen nè. Lấy chị một chị gì nữa. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 bộ đen nữa là em hết nha. Em còn 12 bộ đen nữa là em hết rồi. Em qua mẫu tiếp theo nè. Tiếp tục hàng thiết kế cho mình nữa nè. Em còn 12 bộ đen cuối cùng mấy chị ơi. Còn 12 bộ đen cuối cùng. Mười hai bộ đen, 115 cuối cùng. Xét thể thao, cái này còn ít nè. Em sale mới chỉ 85.000 một bộ. 40kg trở lên cho đến 56 cái đó lại mấy chị em bận vừa. Em sale 85.000 thôi. Em có 85 xanh này, 85 nâu này, 85 hồng. 85 xanh, 85 nâu và 85 hồng mấy chị ơi. Mã 85 nha. Diễm Trang có áo riêng. Diễm Trang có áo riêng rồi. Đây cái form mình mặc lên là đã như thế này nè mấy chị nè. Form mặc như thế này. 115 đen, Nguyễn Hồng Hân. Nguyễn Hồng Hân 115 đen. Trịnh Phương Hồng đen. Trịnh Phương Hồng đen.
Rồi, mã đây là mã 85. Một màu lem đen chị Hồ Trúc. Hồ Trúc đen. Đen nâu tóc. Đen chị nâu tóc. Rồi đen nữa không? Đen nữa không? Em qua mã khác nha. Rồi 85 xanh này, 85 nâu với lại 85 hồng, 3 màu. Mã 85 em còn 3 màu chị ơi. Nâu, xanh, hồng, 3 màu. 85 xanh Thúy Vân. Thúy Vân 85 xanh. 85 nâu và 85 hồng nữa mấy chị ơi. 3 màu nhé. Trăm anh vỏ xanh. Trăm anh vỏ xanh rồi hết xanh. Còn nâu còn hồng. Em còn nâu và còn hồng mấy chị ơi. Hết xanh em ơi. Hết xanh. 85 còn nâu với hồng. Mã 85 em còn Kelly nâu. Ai. Kelly Ai nâu. Nguyễn Lương nâu. Nguyễn Lương nâu. Còn một nâu nữa. Còn một nâu với một hồng. Mã số 85. HB Hạnh Phúc nâu. HB Hạnh Phúc nâu. Rồi hết nâu. Còn một hồng. Chị Phương Võ. Phương Võ đen 115. Chị Thi Văn đổi lại hồng. Lấy màu gì mà đổi lại hồng? Chị lấy màu xanh đổi lại hồng. Rồi vậy là Thúy Văn hồng này là con một xanh. Xanh cho chị Trịnh Phương Hồng. Xanh cho chị Trịnh Phương Hồng. Hết rồi nha. Rồi hết. Em hết mã đó mấy chị ơi, em qua mã này nè. Cái này sách thiết kế giùm em nhé. 40 kg trở lên cho đến 58 kg đó lại mấy chị, em bận vừa. Em sale cho mình là 114.000 một set. Mã em 110 lên cho chị Nguyễn Trâm. Mã 114 kèm số điện thoại em, 114 màu kem nè. Hả? 110 lên đen cho chị Nguyễn Trâm. Nguyễn Trâm 115 đen. Nhi. Hả? Ngọc Nhi. Ngọc Nhi 115 đen. Em còn màu màu kem á, màu đen với lại màu xanh. Mã 114 giùm em nhé. Mã 114 mấy chị ơi, 114 màu đen nè. Cái này hàng thiết kế. Còn số lượng ít, tại vì cái này em like hôm qua rồi, còn số lượng ít à. Em like lại cho mấy chị em ngày hôm qua mà không có coi á thì mình lái nha. 114.000 một set. 114 đen, 114 màu kem và bộ xanh thì em còn được một bộ, 114 màu xanh. Màu xanh em còn một. Vải đẹp lắm. Em không thể diễn tả được chi tiết cái chất vải nhưng mà thiệt sự là nó rất là đẹp luôn. 114 Lan Anh. Lan Anh đen nè. Quần lê em hết rồi mấy chị. Quần lê hết rồi, bữa sau đi. Rồi 114 xanh giùm em, phía trước lưng bảng, phía sau lưng ba thùng. Xanh lon trần. Rồi hết xanh nè, lon trần xanh hết xanh. Em còn đen với kem nha. Đen Đào Thị Kiều Hảo. Đào Thị Kiều Hảo đen. 114. Mã 114 với chị nhé. Rồi em còn đen với kem hai màu. Hết 114. Xanh hơn chị Rung Si. Hết xanh, hết xanh, đổi màu giúp em nha. Chị Nguyễn Trăng. Nguyễn Trăng màu kem. Đẹp lắm với chị ơi. Nguyễn Trăng màu kem. Em còn màu kem với lại màu đen, hai màu cuối cùng. Vải rất là đẹp luôn. Vải hàng thiết kế. Kem cho chị Tên Không. Tên Không màu kem. Để chọn màu kem đi. Đen cho chị Hồng Tiên. Hồng Tiên màu đen. Đen với kem hai màu nha. Chị Trang ơi, chị cho em xa số thủ rồi chị ơi. Đen với kem hai màu, rồi em qua màu khác nè. Chị Trang lên lại số thủ giùm em đi. Đen cho chị Thi Thị Dung. Thi Thị Dung đen. Chị Ri Su kem. Ri Su kem. Đen Như Quỳnh. À đen 115 cho Như Quỳnh. Đen 115 cho Như Quỳnh. 114 cho Lê Hậu. 114 màu gì? Màu đen. Đen 114 Lê Hậu rồi hết đen 114. Em chỉ có một kem nha. Em còn 5 bộ kem mã 114 cuối cùng. 5 bộ. 5 bộ màu kem mã 114 cuối cùng. Hết đi em còn kem. Kem Nguyễn Thu. Kem Nguyễn Thu. Rồi set này 95, còn bên em là mã 95, em còn 3 bộ nữa chị nè. Mã 95 em còn 3 bộ, 40 kg trở lên. Màu kem mấy chị ơi. 40 kg trở lên. Ok, lên thể thao. Cái này 40 kg trở lên cho đến 58 cái đó lại mấy chị gái bằng vừa. Mã là mã 95. Mã 95 giùm em nhé. Nguyên một bộ luôn, áo sơ mi kèm quần mã 95. Phương ơi. Nói đầu. 95 em còn 3 nè. Mã 114 em có một mã bộ kim được mấy chị là 95 em còn 3. Số điện thoại bị sai rồi lên lại cho mình chị Nguyễn Trăng. Rồi qua mẫu tiếp theo luôn. Em đây Risu. Risu 95. Rồi cái bộ cao lên Hồng Ánh. 95 Hồng Ánh. Là cái mẹ đó. Đang 95 đây em 3 bộ nè. 95 Hồng Ánh. 95 Sang Ngọc Lam. Thì Sang Ngọc Lam 95 rồi em hết 95 nha. Rồi tiếp tục xếp BBR mấy chị ơi. Dễ thương dữ trời. Tầm từ 42kg cho đến 56kg mấy chị ơi. 42kg đến 56kg nha. Em sale lên luôn trên like cho mình luôn với giá là 114 kem Phương Thanh 105.000 một kem Hồ Trúc. Kem Hồ Trúc. Mã 105 mấy chị. BBR mã 105. Chân váy có quần trong giùm em luôn nha. Mã 95 em hết. Chân váy có quần trong luôn. BBR mã 105. Từ 42 cho đến 56kg mấy chị ơi. 42 đến 56kg. BBR mã 105 kèm số 105.000 giùm em nha.
chung váy phải gọi là siêu đẹp luôn á. Mã 105 đem Lê Hiếu. Lê Hiếu 105 nè. Nguyễn Rô. Nguyễn Rô nè. 105 mấy chị ơi, mã 105 nha. 105 kèm số giùm em. Nguyễn Hiếu. Nguyễn Thị. Thu Hồng. Thu Hồng. Nguyễn Rô rồi em, Nguyễn Rô đẹp rồi mà. Nguyễn Rô có rồi, xếp đen chân váy trắng 115 em. Xếp đen chân váy trắng là mã 115. Thu Nguyên. Thu Nguyên. Chị Thanh Ly. Chị Thanh Ly. Chị Diên Hồng. Chị Diên Hồng. Chị Thúy Minh. Thúy Minh. Chị Hàng Yên. Hàng Yên. Kim Điệp. Kim Điệp. Trang Su Ca. Trang Su Ca. Phan Thư. Phan Thư. Cơ Hạnh. Cơ Hạnh. Chị My. Chị My. Mỹ Linh Võ. Mỹ Linh Võ. Cho em một bộ bò là sao em? Bộ bò là sao em? Bộ bò là mã nào? Văn Trần Thị. Văn Trần Thị. Mỹ Linh Võ. Mỹ Linh Võ. Thúy Nga. Thúy Nga. Hồ Trúc. Hồ Trúc. Chị Bóng Hiếp. Bóng Hiếp. Phương Yên. Phương Yên. Kem Yomi. Kem Yumi. Kem Yumi. Kem Yumi. Đại Hiếu. Đại Hiếu. Trang xin một like một tim với chị ơi. Mã là mã 105 giùm em nha. Kệ bé, bé cứ đọc liên tục anh nè. Chồng rồi chút mình bỏ ra. Giang Phạm. Mình chốt thêm nữa là được mà. Liệu Léo Léo. Liệu Léo Léo. À, mà đứa nó dục hết rồi mẹ quá ai dục hết rồi. Liệu Léo Léo. Kim Ngân. Kim Ngân. Chị Trần Tư Trần. Trần Tư Trần. Ly Lê. Ly Lê. Phạm Ngọc. Phạm Ngọc. Một không năm mấy chị ơi, 105 kèm số hạnh vợ có đó chị ơi. Chị Hiếu có đâu. Chị Lê Mai có chưa? Chị Phụng Nguyễn. Chị Phụng Nguyễn nè. 105 chị Hương Võ. Hương Võ. Chưa thấy em đọc thì comment lại nha. Chị Phúc Lương. Chị Phúc Lương. Chị Lê Mai. Lê Mai. Hôm nay không có kiểm tra hàng chị. Tín Hưng Phạm. Tín Hưng Phạm. Tín Hưng Phạm. Đại Hiếu. Đại Hiếu. Bạn Hiếu có rồi sao chứ? Chị Uyên Minh Nguyễn. Uyên Minh Nguyễn. Mã 105. Chi Lê. Chi Lê. Mã 105 mấy chị ơi. 105 nè. Rồi em lên tiếp tục mã khác nha. Một lời đem cho 3 tính mệt vừa. Vừa chứ. Vừa. Một lời đem Trang Yến quê hương. Trang Yến quê hương. Trời ơi. Xuất sắc mấy chị ơi. Rồi à, hồi nãy mà cái Loan bộ Tuyết. Chị Loan Tuyết. Hồi nãy mà cái bộ mà bộ bộ 101 mà cái bộ em mặc vạt màu lúc nãy á mấy chị. Nó còn sót lại cái nó còn sót lại một bộ màu đen nè mấy chị nhớ không? Em còn sót lại một bộ màu đen 101 mà chị gái nào lấy luôn giùm em cho nó qua mẫu này luôn đi mấy chị ơi. Màu đen mã 110. 105 Tâm Lê. 105 Tâm Lê màu đen mã 101 nha. 105 Tâm Lê nè. Rồi chị gái nào lấy 105 thì lên 105 nha. Gái Võ. Gái Võ 105. Rồi em qua mã tiếp theo cho mấy chị nhé. Con đó. Chưa bắt không? Ừ chưa mà. Cái vỏ chưa? Tâm Lê à? Anh Việt. Chị Anh Việt. Thi Đào Thị Diễm. Thi Đào đen cho chị Hoa Quỳnh. Đen 101 cho Hoa Quỳnh hả? À đúng rồi đen 101 á. Hết rồi mấy chị, 101 hết rồi. 101 hết rồi, còn mã 105 đốt có đi rồi mấy chị ơi. Cho em xin một like một tim mấy chị ơi. Em còn mã 105 BBG. Đẹp mê. Thích cái set này từ hôm đợt trước Tết mình bán một lần á, này dễ thương đúng không? Cái này từ 40kg cho đến 57kg này mấy chị nè. Cái quần của nó cũng phía trước lưng bảng, phía sau lưng bao thun như mấy cái set kia á. Và cái bảng màu của cái này đẹp lắm. Nó có 3 màu thôi nhưng mà màu nào cũng đẹp. Màu hồng, màu bơ với lại màu nâu tay. 3 màu mấy chị ơi. Màu hồng, màu bơ và màu nâu tay. Chị nghĩ lên lại số điện thoại chị 3 ơi. Màu. Màu 115 ngàn bộ thôi.
Mã em đang bằng là mã 115. Chất của nó gần như kiểu là chất kaki á. Gần như kiểu chất kaki, nó là nó có túi mình luôn. Quần là họ làm may xong kiểu gấp lên đó mấy chị ơi, đẹp lắm. 115 hồng nè. 115 màu bơ và 115 màu nâu, ba màu, màu nào cũng đẹp hết. Nút của nó là làm lốc nút to luôn cho mình nhá. Chỗ đây là có túi nè, nút to có túi. Mã là mã hôm thứ bảy chủ nhật vừa rồi. Rồi chốt đơn em tên gì em? Chị trôi mất cái comment mất rồi. Kim Điệp. Trời ơi màu xanh bơ nó đẹp nè má ơi. Nâu 115 nhữ điệp. Nhữ điệp nâu. Hồng Mai Ban Châu. Mai Ban Châu hồng. Hồng Trần Thê. Trần Thê hồng. Hồng Tấm Cẩm Tiên. Tấm Cẩm Tiên hồng. Hồng Nguyễn Hiền. Nguyễn Hiền hồng. Hồng bơ Trần Thị Ngọc Trang. Hồng bơ cho Trần Thị Ngọc Trang hai bộ này. Nâu Ngọc Diệp. Ngọc Diệp nâu. Nâu Tín Hương Phạm. Tín Hương Phạm nâu. Hồng của chị Mai Tuấn. Mai Tuấn hồng. Hồng của chị Hồng Nhung. Hồng Nhung hồng. Trang Trinh hồng. Trang Trinh hồng. Thi Đào bơ. Thi Đào màu bơ. Quyên Lam lấy 3 màu nữa. Hả? Quyên Lam 3 màu đó. Ờ, lấy rồi lấy thêm nè. Quyên Lam 3 cái chưa có màu nào đúng không? Dạ, Quyên Lam 3 màu. Quyên Lam 3 màu. Hàng Yên bơ. Hàng Yên bơ. Minh Khuê nâu tay. Minh Khuê nâu tay. Quỳnh Trâm. Quỳnh Trâm Lê Hồ bơ. Quỳnh Trâm Lê Hồ bơ. Hồng bơ, hồng bơ nâu tay chị Hồng Thơm. Chị gì? Hồng, hồng thơm hồng bơ nâu tay. Hồng thơm hồng bơ nâu tay rồi. Hồng thơm hồng bơ nâu tay. Hồng Thị Lan. Hả? Hồng với chị Thị Lan. Rồi em hết hồng luôn nha. Bơ chị Biển Thiên Kiều. Bơ cho Biển Thiên Kiều. Bơ chị Anh Ngọc. Anh Ngọc bơ. Em hết hồng với chị. Còn một hồng chị mặc nữa là hết. Hồng Đỗ Thúy Hiền. Còn bị còn Nâu Tiên Trần. Hồng Đỗ Thúy Hiền nâu tiên trần. Hồng với chị Trần Hương. Trần Hương hồng. Còn một hồng. Hồng Đỗ Phượng. Rồi hết hồng luôn. Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ nâu. Nâu Nguyễn Thị Hiền. Nguyễn Thị Hiền nâu. Nâu Quanh Ly. Quanh Ly nâu. Còn bơ với nâu mấy chị ơi, hết hồng. Em còn bơ còn nâu nha. Hết hồng rồi. Bơ như nãy em khui bơ ra rồi còn nâu rồi nè. Năm ngoái em về một lần mã này rồi. Tại vì nó đẹp lắm. Em thích năm nay nó về một phát là xưởng nó chào mẫu này là em hút liền. Tại vì nó rất là đẹp luôn. Trời ơi màu nâu mấy chị nè. Em còn nâu với bơ, mã 115 đó chị ơi. Bơ Phong Phan. Bơ cho Phong Phan. Nâu Hân Thịnh. Hân Thịnh nâu. Bơ Ngọc Vàng. Bơ chị Ngọc Vàng. Bơ chị Juno. Juno màu bơ. Là Phạm nâu. Là Phạm nâu. Lê Thị Thủy nâu. Lê Thị Thủy nâu. Bơ Tấm Cộng Tiên. Tấm Cộng Tiên bơ. Đẹp quá chị ha. Mã là mã 115 thôi. Yumi bơ. Yumi bơ. Trời ơi bút xích bút bơ đi. Ờ, lấy một xích bút bơ đi nữa hả? Mã 115, nâu 115 bơ kèm số giùm em. Em vẫn còn đủ hai màu nhé. Vẫn còn đủ hai màu cho mình là màu bơ và màu nâu với chị em nha. Vẫn còn đủ hai màu là màu bơ và màu nâu cho chị Nam Ngô. Chị Nam Ngô màu Như nâu. Nâu. Như Hoàng nâu. Lê Hồng nâu. Lê Hồng nâu. Như Hoàng hả? Lê Hồng. Hồng nâu rồi biết. Yeah. Chị Huyên Đoàn nâu hả? Huyên Đoàn nâu. Huyên Đoàn nâu, bơ Nguyễn Thu. Chị Huyên Đoàn á. Thảo Phan Thảo nâu. Thảo Phan Thảo nâu. Trang Suka nâu. Trang Suka nâu. Bơ Ngọc Nhi nâu Kim Yến. Bơ Ngọc Nhi nâu Kim Yến. Còn hai nâu hai bơ nữa là hết. Sốt không làm đồng kiểm khách lưu ấy trước khi đặt bơ hàng. Bơ Vi Nguyễn. Bơ Vi Nguyễn. Nâu Thu Nguyễn. Rồi tiếp theo em qua mã khác đó chị ơi. Nâu Diễm Bùi. Nâu chị Diễm Bùi. Nâu Hân Thịnh. Hân Thịnh nâu. Trang Suka nâu. Trang Suka nâu. Bơ Võ Khả Hân. Bơ Võ Khả Hân. Bơ cho Võ Khả Hân. Nâu tay Trang Nguyễn. Nâu tay Trang Nguyễn. Nâu Ly Hình. Rồi em hết mẹ một bùi lên. Nâu Ly Hình. Căn nút với chị nè. Trời ơi phía sau có bao nhiêu gì đó. Bơ Nguyễn Rô. Sao có bơ ri nảy hậu đi mà. Bơ đó mà. Đây hả. Chị ơi, rồi cái này em có màu vàng nè, màu đỏ này, màu nâu ba màu, vàng đỏ nâu ba màu chị ơi. Trời mã một bộ lên em hết rồi mấy chị. Rồi em qua mã tiếp theo nha, cái này từ 40kg đến 58kg bạn vừa. Cái màu này là màu nâu, từ từ để em coi thử. Giá của nó là 116 nha, 116 nâu này, 116 màu vàng nè. Đằng sau là 116 màu đỏ với lại 116 màu này em không biết đặt tên nó gọi là màu gì trời. Tại vì màu kia đặt màu vàng rồi. Ok đâu. Ghi cam giùm em luôn đi. Tôi ghi cam đi. Nâu có rồi. Cam. Ghi với là cam. 115 màu. 116 màu cam. Mã 116 đó chị nhá.
116 cam vàng đổ phượng. 116 vàng vàng đổ phượng nè. Comment đúng mã cho em á chị ơi. 116 đỏ, đỏ cái màu nào kêu biết sao 50 có đó chị ơi. Và 116 màu nâu màu này mấy chị nha. Đỏ thi đào. Thi đào màu đỏ. Phan thị mỹ tiên nâu vàng kim oanh vàng nguyễn trâm kim oanh nguyễn trâm đỏ nguyễn diệu ái đỏ đỏ hoài nguyễn đỏ đỏ cam thùy hả đỏ cam cho chị thùy cho chị thùy đỏ cho thùy hả đỏ cam cam đỏ cam luôn thùy đỏ một cam đào cam cam là màu nào màu cam là màu đấy màu này hai kiểu này đây nè rồi đây thi đào cam vàng cho chị Lam nhãn cam cho chị Nabi Nguyễn cam là cái đây đúng không đúng rồi đấy. Cam Nabi Nguyễn đỏ Nguyễn Cherry cam chị Thánh Trần đấy. Cam đỏ Hiên Đoàn màu đỏ Nguyễn Diệu Ái nâu đỏ Nguyễn Diệu Ái nâu hồng hết đỏ luôn nè Nguyễn Diệu Ái màu nâu rồi vàng cho bông Nguyễn màu vàng vàng cho chị Nguyên Phan vàng cam cho chị Tiên Trần cam cho Tiên Trần nâu Trinh nâu hết đỏ còn cam với nâu bé ơi với lại cho chị một bộ hồng nữa luôn thử em còn cam nâu với lại có một màu hồng với chị nè có một bộ màu hồng trong cái ri đó có một cam bộ ngọc vít màu cam ngọc vít cam Tiên Trần có đó chị ơi rồi em có một bộ hồng nè có một bộ hồng với chị ơi có một bộ màu hồng cam hồi thương rồi hết cam ngân hà hết rồi ngân hà không có cam hồi thương có cam nè nâu nguyễn thị mỹ hương nâu nguyễn thị mỹ hương em còn ba nâu chị lùng tít nâu lùng tít bốn nâu hậu bà bi cái đó vô đây hậu đây không có lộn của thằng cháu đấy cái nào đang rồi đấy còn ba nâu một hồng mấy chị ơi ba nâu một hồng mã là mã 116 chị em nha mã 116 còn ba nâu một hồng cuối cùng là mới cam rồi chị ơi ba nâu một hồng hạnh hoàng hạnh màu hồng thì học đấy là màu một cam rồi còn ba bộ nâu cuối cùng em còn ba bộ nâu cuối cùng nha hết hồng rồi ba bộ nâu cuối cùng hết hồng rồi hết hồng mấy chị ơi còn ba bộ nâu á và qua mở tiếp theo còn ba bộ nâu cuối cùng em hết hồng chị Tiên Ứng Phạm Tiên Ứng Phạm ơi chị chồng sĩ đấy chị khoảng chị ở đâu chị cũng nhiều á hồng mặc hết hồng đang mặc hết rồi mấy chị còn ba bộ nâu mấy chị rồi mấy chị nhớ xếp thiết kế này không 40kg trở lên cho đến 58 cái đầu vừa van đai nâu chị gì van đai màu nâu cái này em còn được có mấy bộ à em sale luôn cho mấy chị em là 101 một bộ chị nhá thì Mỹ Hảo nâu Nguyễn Thị Mỹ Hảo giá cũ là 120 còn một set 120 em sale với chị 101 set thiết kế mà đợt em mặc cái màu đỏ mà cái cũ nó ở trên á em còn màu này là màu xi măng nè màu đen nè màu đỏ với màu xanh than mỗi màu em còn mấy bộ em sale 101 một bộ thôi mã của nó là mã 110 kèm màu kèm số điện thoại giùm em nha mã 110 kèm màu kèm số mấy chị đem cho mấy chị coi lại đây cái bộ đẹp lắm mà có mấy bộ em làm biến thay quá video bộ đâu ta chị ơi đây chuyển khoản đó chị ơi Tiến Thắng Phạm đây chuyển khoản em đi đợi đơn em nữa chị Tiến Thắng Phạm chuyển khoản giùm em rồi hãy lấy đơn nữa nha video đó đâu mất rồi á xi măng Nguyễn Tuyết Nhung nhưng mà cái bộ này em mặc một chiếc mặt màu đỏ đẹp lắm xi măng nha Nguyễn Tuyết Nhung nè 101 nè 40 kg trở lên cho đến 58 ba thun quá mấy chị cái đợt mà em có đủ màu á đỏ chị Lê Hiếu đỏ rồi hết đỏ đi xanh than Trịnh Phương Hồng xanh than rồi hết xanh than rồi Trịnh Phương Hồng xanh than em còn ba bộ màu đen với lại hai bộ xi măng giờ đây chị giúp em để đỡ có hồng không có đỡ chị ơi đơn trên 350 chuyển khoản thêm rồi hãy lựa nữa chị gái ơi chị rồi nghiêng phu quy đen nguyên phu quy đen nè mã 110 còn hai xanh cái chị điêu thuyền xanh xi măng
Còn một xanh hai đen nữa mấy chị. Hết đỏ mấy chị. Em không tìm được cái hình đó, bữa em bận bận đẹp lắm. Hết đỏ rồi, em còn hai đen với một cái màu xi măng. Hai đen một xi măng. Mã 110 mấy chị em nha. Mã 110, hai đen màu xi măng. Hai đen và một xi măng cuối cùng. Mã 110. Đen Nguyễn Ái Ly đen nè. Rồi còn một đen một xi măng nữa là em hết nha. Đen Phương Võ, đen Nguyễn Phương Võ. Hết đen. Ờ. Đen Phương Võ rồi còn một cái bộ xi măng nữa mấy chị. Rồi đầm này em sale mấy chị 99 ngàn. Xi măng mấy chị. Đầm baby doll em sale 99 ngàn từ 40 kg. 40 kg trở lên cho đến 56 57 kg đó lại mấy chị em bận. Vừa em sale 99 ngàn một đầm nha. Em có màu bơ. Chị cho màu cam. Rồi em hết mã 110. Em qua mã 99 rồi mấy chị ơi. Em qua mã 99 nè. 40 kg trở lên 56 57 kg đó lại mấy giá bận vừa. 99 màu bơ nè, 99 màu đỏ nè. Mã 99 kèm màu giúp em. Có xin kim đỏ. Chị Mai Thi. 99 màu đỏ, 99 màu bơ, 99 màu hồng. 99 ngàn một đầm thôi. Em sale á, đầm này người ta đang bán là 130 ngàn một cái đó mấy chị. Rồi 99 hồng nè, 99 hồng, 99 đỏ, 99 bơ, 99 màu cam. Đủ màu và 99 màu xanh. 5 màu. Mã 99K kèm màu kèm số điện thoại giùm em nha. 99 cam nè mấy chị nè, cái đầm này nó đang rất là hot luôn. Rồi 99 màu xanh là màu cuối cùng, đang mặc hết rồi. Đang mặc em hết rồi mấy chị ơi. Đang mặc được sau nhá. Rồi 99 màu xanh. Màu xanh, màu xanh. Bơ Diệu Ngọc. Diệu Ngọc bơ. Hồng với chị Hiền My. Hiền My hồng. Hiền My là gì đây? Hiền Thư. Hiền Thư á. Bơ da cơ hạnh. Rồi hết bơ luôn, bơ da cơ hạnh là em hết bơ nè. Em còn cam, còn xanh rêu, còn đỏ với còn hồng. Hết bơ mấy chị. Hết bơ, còn cam, xanh rêu, đỏ, hồng mấy chị ơi, 4 màu nữa. Em còn 4 màu nữa nha. Rồi dính mực này mấy chị nè. Cam, xanh rêu, đỏ, hồng, 4 màu. Chị Hường Vang. Hường Vang hồng. Rồi hết hồng luôn. Xanh là hàng yên. Hàng yên xanh. Còn cam, xanh, đỏ, 3 màu cuối cùng. Còn hồng hả? Hết hồng. Hết hồng rồi. Chị Hàng Nguyễn. Hàng Nguyễn xanh. Cam Biển Thiên Chiều. Biển Thiên Chiều cam. Màu lạ, màu mới, cái màu cơ bản của nó là sẽ thêm là màu xanh cho chị Hiền My. Thêm xanh cho Hiền My. Thanh Lan Nguyên xanh. Rồi hết xanh luôn. Còn cam với đỏ màu... Mỹ Thanh Bùi. Mỹ Thanh Bùi cam. Hết cam luôn. Còn đỏ mấy chị ơi, 1, 2, 3, 4. Em còn 5 cái đỏ nha. Em còn 5 cái đỏ cuối cùng. Người ta bán 130. Em sale qua 99 ngàn à. Tại vì hàng này bữa trước em mặc em like một lần rồi. Bây giờ nó còn lẻ lẻ từng cái á. Em sale hết luôn. Chị gái đỏ, nào lấy? Hậu An. Hậu An đỏ. Chị gái nào lấy thì comment 99 đỏ kèm số giúp em. Cái này nó hot lắm, rang rất là hot luôn. Hậu An đỏ nè. 1, 2, 3, 4. Em còn 5 cái đỏ cuối cùng. Mã 99 em còn 5 đỏ cuối cùng nha. 99 em còn 5 đỏ cuối cùng với chị ơi. 99 em còn 5 đỏ. Chị gái nào lấy đỏ thì comment 99 đỏ kèm số giúp đó, em. Nguyễn Thị Thanh Lan ha. Nguyễn Thị gì? Nguyễn Thị Thanh Hàn. Nguyễn Thị Thanh Hàng đỏ. Rồi áo sơ áo thun hàng Quảng Châu. Cái này còn ít thôi, em sale với chị 55 ngàn một cái. Phong của nó là phong giấu quần từ 40kg trở lên cho đến 60kg lại. Mấy chị em bận vừa. Mã áo 55 kèm số điện thoại giùm em. Bộ đang mặc em hết rồi chị. Chị Quý Thảo ơi, hết mất rồi chị ơi. Đỏ chị Phương Duyên. Đỏ Phương Duyên. Rồi mã đây là mã 55. 55 kèm kèm số cái bộ này. GG đâu ta, GG này mặc keo này nè. Kia nè. Ai mới chuyển khoản rồi? Tên gì? Lấy ba bộ. Chị có một bộ nâu cà rôi. Có một bộ nâu rồi chị. Còn thiếu là hết không chị? Mấy nó kia hết rồi chị. Mai còn chốt lấy chị luôn. Mai còn lắm. Mã mẻ gì vậy? Chị có nói mẻ gì vậy? Mã 55 này đấy. Cho nên đỏ tấm cận tiên. Tấm cận tiên đỏ này. 55 này. Mã cho em Dương Andy. Dương Andy áo nè. Chị gái nó lấy nữa không? Áo 55 kèm số mà em nhá. Áo 55 Lê Trân. Lê Trân này. Đó La Ri Nguyễn. La Ri Nguyễn 55 đúng không? Không có hai cũng là lộn à. Mã 55 mấy chị ơi, mã 55. Mã 55 lên chị, mã 55 Cúc Nguyễn. Cúc Nguyễn nè. Cái lộn một. 3 4 5 6 cái nữa. Em còn 6 cái nữa mấy chị ơi. Rồi bộ GG, cái này 40 kg trở lên cho đến 58 cho lại mấy chị gái bằng vừa nè. 135 ngàn một set mấy chị ơi. Chị Chiến Đỏ Nguyễn Thị Dung. Chị Chiến Đỏ 35 xanh, 135 màu, 135 ngàn một bộ. Nâu xanh hồng mã 135 kèm màu kèm số giùm em. 135 xanh.
Một mai lam xanh đó chị ơi, màu nào cũng đẹp hết. Mai lam xanh hồng, lê hiếu. Lê hiếu hồng này. Tắm tổng tiên nâu. Tắm tổng tiên nâu. 135 đó chị ơi, màu xanh. Chân váy có còn trong cho mình luôn á. Rồi 135 xanh. 135 hồng. Hồng nâu xanh 135 ngàn một bộ. Kèm màu kèm số điện thoại giùm em. Tín Hưng Phạm đủ màu. Tín Hưng Phạm đủ màu hả? Hồng Đỗ Thế Hiền. Đỗ Thế Hiền hồng. Trời ơi, màu hồng đẹp dữ trời. Hồng đẹp quá. Mang có số rồi. Mã hàng kèm số mấy chị. Một ba lem xanh hồng ngon nguyên. Ngon nguyên xanh hồng. Hồng cà rốt. Hồng như cà rốt. Xanh nâu. Nâu thao nguyên. Thao nguyên nâu. Xanh đây chị Nguyễn Thị Thảo. Xanh Nguyễn Thị Thảo. Nâu bo vỏ. Bo vỏ nâu. Thảo lê nâu. Thảo lê nâu. Mã 135 chị Hải Duy. Hải Duy xanh. Nâu ly hình. Ly hình nâu. Thanh Nga hồng. 135 kèm màu thanh, kèm thanh Nga hả? Dạ. Thanh Nga hồng. Màu nâu đẹp quá. Nâu Phạm Mai. Nâu chị Phạm Mai. Hồng của chị Lê Ngọc Anh Đào. Hồng cho Lê Ngọc Anh Đào. Chị Khoa Sư Trái Tim nâu hồng. Khoa Sư Trái Tim một nâu một hồng. Một hồng rồi. À Khoa Sư Trái Tim hồng. Màu nào cũng đẹp mấy chị. Xanh. Chị Thị Thu Thị Nguyễn nâu. Thị Thu Thị Nguyễn nâu. Hoa Bình Lan nâu. Hoa Bình Lan nâu. Phạm Hang nâu. Phạm Hang nâu. Kim Liên Liên nâu. Kim Liên Liên nâu. Hồng Tên Phong. Chị Tên Phong màu hồng. Nâu Phạm Ngọc. Phạm Ngọc nâu. Nâu chị Anh Thu Ly. Anh Thu Ly nâu. Xanh chị Quỳnh Na. Quỳnh Na xanh. Nâu Lê Hạnh. Lê Hạnh nâu. Xanh Trang Yến. Trang Yến xanh. Mã 110 mấy chị ơi. 135 chứ em nhầm. Em bị điên. Mã là mã 135, 135 nâu, 135 hồng và 135 xanh. Diệu Ngọc. Diệu Ngọc nâu. Nâu Thiên Anh. Rồi hết nâu luôn, Thiên Anh nâu là em hết nâu này. Rồi em chỉ còn xanh. Xanh chị Dầu Thị Ngọc Hiển. Dầu Thị Ngọc Hiển xanh. Em còn xanh với lại hồng nha, hết nâu. Còn xanh hồng hai màu. Hết nâu mấy chị ơi. Hết nâu rồi, đổi màu đi mấy chị ơi. Hết nâu, đổi màu giúp em. Em còn xanh với hồng, quá sang luôn á. Coi cái tay của nó chị nè, tay bồng á. Tay bồng, chuẩn form hàng thiết kế cho mình luôn. 135 hiện tại là em còn xanh, còn 135 em còn hồng nhá. Hai màu cuối cùng, 135 xanh và 135 hồng. Hai màu cuối cùng, 135 xanh và 135 hồng, kèm số giùm em. Hồng Ý Thuận. Ý Thuận hồng. Chị tắm cọc tiên này chị có một mèo mà chị lấy thêm thì ghi thêm giùm em đi chị. Lấy thêm thì ghi thêm giúp em nha. Xanh hồng Ngọc Nhi. Ngọc Nhi 2. Cảm quyên. Hết nâu rồi mấy chị ơi. Cái đầm dây. Đầm dây xeo 115 Thảo xanh. Nguyễn Thị Thảo xanh. Hồng heo heo. Heo heo hồng. Heo heo màu hồng. Hồng Quý Thảo. Quý Thảo hồng. Bích Ngọc Phan hồng. Bích Ngọc Phan hồng. Thêm hồng còn hồng không? Thêm rồi. Hồng tắm cộng tiên. Tắm cộng tiên thêm hồng. Rồi còn một hồng cuối cùng. Và màu xanh thì em còn nhiều nhá. Còn một hồng với nhiều xanh. Đầm này em sale 115 mấy chị ơi. 40 cỡ đến 58 chứ bằng vừa. Chắc của nó sẽ là chắc đuổi shop đó mấy chị. Đuổi shop mấy chị nhá. Xanh chị Hồng Loan bê bóc rồi đi. Xanh chị Hồng Loan 115 đen mấy chị nè. Và 115 đen màu trắng. Em đang like đừng gọi em mấy chị ơi, gọi số kia nè. Gọi số kia kìa. 115 trắng Hạ Nhân. Hạ Nhân 115 trắng. Cái này còn chỗ nào nữa không hậu? Sao màu trắng đẹp vậy anh? Còn Hạ Nhân 115 trắng rồi. Một mười lăm vàng đen đi, chia riêng Nguyễn. Chia riêng Nguyễn đen. Ôi màu vàng mấy chị nè. Màu vàng 115 giùm em. Đen cho chị Mai Diễm. Đen cho Mai Diễm ha. Hết đen luôn. Hết đen. Em còn trắng vàng. Mai anh em bông heo rồi chị ơi. Em còn trắng vàng. Mã 115 còn trắng vàng mấy chị. Đây thì tuyệt đẹp lắm. Xinh sang nữa. Mã 115 hết đen. Hết đen rồi. Còn trắng với vàng thôi mấy chị ơi. Em còn trắng và vàng hai màu cuối cùng nha. Còn trắng vàng hai màu cuối cùng mà. Kiểm xin lỗi mấy chị.
Mã 115 còn hai màu cuối cùng. Tiếng hoa bằng lan. Hoa bằng lan màu trắng. Rồi chị gái nó lấy trắng nữa không? Vàng cơ hạnh, cơ vàng nhập trăng, cơ hạnh vàng, vàng an nhiên, nhập trăng vàng, an nhiên vàng, trắng Nguyễn Nguyễn. Rồi trắng Nguyễn Nguyễn em hết trắng nè. Còn hai vàng cuối cùng. Vàng hồng lon. Hồng lon vàng. Rồi còn một vàng nữa là em hết không chị ơi? Trắng rồi mới chị, còn một vàng nữa là hết. Có chứ em Nguyễn. Không, chị lấy em hai vàng. Cái đèn còn đâu? Đây còn hai vàng. Vàng kim chi. À còn đen nữa em bé. Vàng kim chi. Còn một trắng, một vàng, một đen nữa mấy chị ơi. Trắng nhé. Ờ. Trắng chương nhung. Chương nhung màu trắng. Đen nè. Chương nhung màu trắng nè bé. Rồi màu vàng, màu đen vẫn còn nha. Đen còn cái nữa mấy chị. Đen Xuân Nguyễn. Xuân Nguyễn đen nè. Rồi còn mấy cái vàng, một cái vàng nữa phẩm. Rồi em còn một cái vàng nữa mấy chị ơi. Em lên số điện thoại chị ơi. Em còn một cái vàng Kim nữa. Kim Quê Lương vàng. Kim Quê Lương vàng. Kim Quê Lương vàng. Kim Quê Lương vàng. Lan Hương vàng. Lan Hương vàng. Rồi em hết. À cái đăng này em sale 99 ngàn. Cái này còn mấy cái thôi. Cái này còn mấy cái. Đấy. Còn ở đây thì đang. Cái em sale 99 ngàn, cái này tầm 43 kg cho đến 57 kg mấy chị ơi, 43 đến 57, hàng thiết kế em sale 99 ngàn một cái nha, còn có mấy cái em gần hết rồi, bữa trước nó có màu đen với màu nâu nhưng mà giờ hiện tại nó còn mấy comment đầm nâu 99 tối giùm em nha. Trời ơi cái bộ này sao bạn còn cái bộ màu nâu này thiếu quá trời này, 115 ngàn. Rồi mã đây là mã 99 mấy chị, rồi em qua mã tiếp theo nè. Lên tiếp tục cách này nha. Trời ơi, bộ này nó cân xỉu luôn nè mấy chị nè. 40kg cho đến 57kg mấy chị ơi. 115 ngàn một bộ. Bộ, cái quần này quần có túi luôn mà. Nâu cho Nguyễn Trăng. Nâu cho Nguyễn Trăng. Cái này ở dưới là nó có cái bèo cho mình luôn mấy chị nhá. Quần có túi luôn, 115 ngàn. Rồi một bộ vàng 115 mấy chị ơi. Bộ xanh 115, bộ hồng 115, ba màu vàng xanh hồng. Vàng xanh hồng mấy chị, 115 kèm màu kèm số cho em. 115 xanh này. 115 xanh mấy chị, 115.000 màu xanh. Nâu chiến chiến Nguyễn Tam, nâu chị Nguyễn Tam, chị Thanh Tam, chị Thanh Tam nè. Rồi. 115.000 màu này giúp em là màu hồng, ba màu. Vàng, hồng và xanh. Có túi luôn á mấy chị ơi. Bộ này có túi nha, 115 ngàn thôi. Kèm màu kèm số điện thoại giùm em, mã của nó là mã 115. Xanh cho chị Tiến Ứng Phạm. Tiến Ứng Phạm xanh nè. Nào 99 Quỳnh Na. Quỳnh Na. Quỳnh Na nâu 99 ngàn. Ủa nãy mới thấy đó mà ta. Một màu lên xanh, Hảo Lê. Hảo Lê xanh. Vàng ở Hồng Lon. Hồng Lon vàng. Xanh cho chị Can Vô Mi. Can Vô Mi xanh. Xanh cơ hạnh. Cơ hạnh xanh. 115 ngàn một bộ thôi, mã 115 hồng vàng. Lương Lucy lên số điện thoại. Xanh ba màu mấy chị em nha. Xanh dao tay. Dao tay xanh. Hồng Mỹ Linh Võ. Mỹ Linh Võ hồng. Xanh Thanh Hồi. Thanh Hoài xanh. Hồng chín chín rồi chứ nhỉ? Không, nhưng không có hồng chín chín. Mã này mã 115 mấy chị ơi. Mã em đang Thúy Minh Hồng. Thúy Minh Hồng. Chị Lương Lucy hồng. Hương Lucy hồng. Rồi mã 115 nha. Hồng, xanh và vàng, ba màu. Hồng, xanh, vàng kèm số điện thoại giùm em, ba màu mấy chị nhé. Bộ mẹ em hết. Phượng Nguyễn vàng. Chương Đào hồng. Chương Đào màu hồng. Chiên Trần hồng. Chiên Trần hồng. Chiên Trần. Chiên Trần hồng. Nâu 99 này ở đây của em. Cái đầm á. Nâu 99 cho chị Quỳnh Na. Nâu 99 cho Quỳnh Na. Hồng cho chị Nguyễn Úc. Hồng cho Nguyễn Úc. Đầm dây. Hồng cho Nguyễn Úc. Đây là đầm dây. Đầm dây với chị ơi. Hồng cho chị Bóng Hiếp. Bóng Hiếp Hồng. Thị Hoa Nguyễn Hồng. Thị Hoa Nguyễn Hồng. Cái này đầm dây em sale 114 ngàn á. Chắc của nó sẽ là chắc đùi. Xanh Anh Hoàng. Anh Hoàng màu xanh. Xanh Trịnh Phương Hồng. Trịnh Phương Hồng xanh. Chắc
của nó là giắt đuổi mấy chị nha. Phía trước nó sẽ có mức ngực sẵn cho mình luôn. Ở phía sau là có bao thun em sale 114 ngàn. Cái này có da tender để điều chỉnh cái vai của mình cao thấp nữa. Hình như dính mực đó mấy chị. 114 ngàn màu kem nè, 114 ngàn màu trắng nè, và 114 ngàn màu đen, ba màu, mã 114 kèm màu kèm số em. Lên Hảo Hảo. Vàng cái Hảo Hảo. Rồi mã 114 mấy chị ơi. Hồng Nguyễn Dung. Hồng cho Nguyễn Dung. Kèm số điện thoại luôn mấy chị. 114 nâu hương hình. Nâu chị hương đen hình. Đen nâu cherry Nguyễn. Đen nâu cherry Nguyễn. Vàng lại cái đen. Vàng là cái bộ 115 á. Nguyễn Thị Thanh Hang vàng 110. Một bộ lên. Nguyễn Thị Thanh Hang vàng 115. Cho mấy mã đi mấy chị ơi. Rồi mã 114 mấy chị ơi. 114 đen Lê Hiếu. Đen là chị Lê Hiếu nè. Đen Kim Ngọc. Kim Ngọc đen. Đen kem và trắng ba màu chị ơi. Đen hồng lon. Hồng lon đen. Rồi hết đen luôn. Có kem hả? Có. Kem hương hình. Hương hình kem. Kem An Nhiên. An Nhiên kem. Em còn kem với trắng hết đen mấy chị nhá. Còn kem và trắng. Nâu. Nâu là kem đấy. Ờ, nâu là kem. Nâu Thái Trang. Thái Trang nâu kem. Hết đen. Hết đen rồi. Một chị lên xanh Lợi Hiền. Lợi Hiền xanh. Cái gì vậy trời? Giấy. Kem này bé nè. Ở quán xanh. Cái gì vậy? Hết đen hả chị vô. Hết đen rồi. Em còn kem à. Mấy chị cô mình sót một cái màu nâu tay này. Nó sót một cái màu nâu tay kem này. Suri Phạm. Kem này Suri Phạm. Comment kem mã mấy chị. Kim Thoa. Kim Thoa trắng. Lên một lúc nhiều mã mấy chị. Comment kem trắng ngân ngân. Trắng ngân ngân. Sót một cái màu nâu đậm này mấy chị đang tính mã ra. Comment mã. Một màu lem hồng Kim Na Phạm. Kim Na Phạm 115 màu. 14 nâu Lưu Ly. Lưu Ly 114 nâu đây có một cái nâu đậm cho bạn. 14 là đậm, 115 là bộ. Kem cho chị Phương Thanh. Phương Thanh kem. Suri Phạm có đó chị ơi. Em còn hai trắng và ba kem nữa. Em mua được số điện thoại. 114 trắng Nguyễn Ngọc Lậm. Nguyễn Ngọc gì? Nguyễn Ngọc Lậm. Nguyễn Ngọc Lậm màu trắng. Trắng bị thanh bùi. Rồi hết trắng luôn. Bị thanh bùi trắng là em hết trắng à. Em còn màu kem. Em còn 5 cái màu kem ấy chị ơi. 5 cái màu kem cuối cùng. Em còn 5 cái màu kem nha. Em còn chị Thúy Gôm ơi, lên số điện thoại Thúy Gôm. Vàng là 15 nha đúng không? Dạ. Cái này em còn 2 set nè. Hai set cuối cùng với chị ơi. Chị Dương Hình Bơm Hàng. Em còn hai set cuối cùng. Một hồng. Hết với lại chị. Một nâu. À một hồng với lại một đen. Em xem với chị là bộ vest 115 ngàn. Cái này còn bên trong là vest đen đi. Vest đen 115. 45-8 ký. Vest đen 115. Vest hồng 115. Em còn hai màu nhé. Một màu lem vàng. Chị Giang Kim Ngọc Vy. Giang Kim Ngọc Vy 115 vàng. Một màu bốn kem Lưu Ly có đâu. À Lưu Ly kem á. Bỏ cái nâu đi lại. Lưu Ly 114 kem á, vậy là còn cái nâu. Rồi bộ vest hồng. Vest hồng 115 và vest đen 115. Em còn hai bộ nha. Quần có túi cho mấy chị gái luôn nè. Vest hồng 115 và vest đen 115. Đây em còn hai. Bên Nguyễn. Bên Nguyễn hồng. Rồi còn một đấy cho em một ba lên xanh như chị Hương Lucy lá thêm xanh. Ok Hương Lucy thêm xanh 135. Cái đen chị Hà Lê. À, bé ơi, 115 còn đen bé, 115 còn đen. À 114 còn đen. Kem 114 với chị Gia Tường. Kem 114 Gia Tường. Mấy chị em xin lỗi, 114 em vẫn còn đen á. Trời ơi. Thôi để chút nữa lai lại. Bé đen chị Hà Lê Diệp Nguyễn. Bé đen cho Hà Lê Diệp Nguyễn. Rồi xong. Em qua mẫu. Bốn mươi ký trở lên cho đến 60 ký đổ lại mấy chị gái bằng vừa. 135 ngàn một áo mấy chị, phối chân váy phối quần đùi đẹp lắm. 40 ký đến 60 ký mấy chị nhé. Cơ hạnh hả? Đen cơ hạnh. Đen cơ hạnh. Trắng hoa kim. Trắng hoa kim. Còn kia là một gì một kem một kem một kem có một cái nâu trong kia rồi. Kem Phương Duyên. Kem Phương Duyên. Anh này có dư một cái nâu của bà. Cái đen này gì? Cái đen đó rồi chốt luôn đi. Cái này 135, mã này mã 135 giùm em nha. 135 ngàn. 40 ký trở lên cho đến 60 ký nó lại chị gái bằng vừa. Sơ mi kiểu mã 135. Sơ mi kiểu mã 135. Rồi em sale cái này cho mình luôn. Cái này em còn ít đó, em sale luôn cho mình với giá là 105 nha. Rồi. Em qua mã tiếp theo, mã này mã 105. 114 là gì? 114 là cái đơn nãy giờ đấy. Một ba áo, một ba lem cho hồng loan. Một ba lem áo cho hồng loan nè. Áo một ba lem này hậu ơi, bỏ chỗ nào đây?
áo 135 là sơ mi hàng Quảng Châu á mấy chị ơi, 135 cái Hồng Loan này. Rồi sách này em sale 105. Một cái áo kiểu và đi kèm cho mình là một cái dây đai. Bốn cái dây đó. Kem liên hình lại đem đen dây. Đem đen dây cho kem liên hình nè. 114 nè. Đen nha chị không cần. Đen nha không cần 114 rồi hết đen. Chị Lưu Ly ơi, chị bán thêm cho chị, ghi chị thêm cho đen với chị. Hết đen còn kem với trắng á. Sách chiếc còn bé. Chứ còn máy xé là chút nữa chị like cho. Xé mặt hết rồi đây mấy chị ơi. Cái này hoa nó in lên, nói chung là in lên trên này luôn á, xinh lắm. Cái đó 115 đúng không? Xanh đậu 115 em hết rồi. Rồi, bộ này em sale 105. Làm kem đằng sau chị 114 nha em. Đây mấy chị nè. Và đi kèm một cái dây đai. Dây đai này thì tùy theo cái cách mà mình bận á, mình có thể là thắt đai cũng được mà mấy chị. Đi đi chị Châu Vi. Làm kem cho Châu Vi. Làm kem còn này Hậu ơi. Mấy chị có thể là làm cái tu ban cũng được mà thắt eo cũng được nhá. Em sale có 105.000 à. 105.000 thôi. Có đen rồi chị Lưu Ly. Còn trắng với kem. Cùng rinh thiêu hết rồi, đợt sau đi chị ơi. Cái này em còn màu hoa nu đi. Hoa nu nè. Hoa vàng. Cái này hoa vàng nè, cái này hoa nu giùm em nhá. Hoa nu. Hoa vàng và hoa xanh ba màu. Hoa nu, hoa vàng và hoa xanh ba màu mã 105. Chị Lê Nhi có đâm 114 cho bé. Bạn nào Lê Nhi này. Mai Anna bông hàng. Một trăm lẻ năm trăm anh vỏ. Nâu trăm anh vỏ 105 thì bỏ cái dây vô Hậu nha. Bỏ dây vô. Nâu như trăm anh vỏ này. Như hình bông hàng. Đó hôm qua đang gọi mấy chị ơi. Đó hôm qua đang gọi. Nâu trăm anh vỏ có đó chị ơi. Rồi em còn màu xanh với lại còn màu vàng nữa nha. Còn màu xanh còn màu vàng. Hoa nu, hoa vàng và hoa xanh ba màu. Hoa nu, hoa vàng và hoa xanh mã là mã 105 kèm màu kèm số giùm em nha. 105 kèm màu kèm số. Rồi còn cái bộ này là bộ đen 115 á chị, em còn được 5 bộ á. Đen này là đen 115. Nó sẽ có cái chân váy, bộ em mặc hết rồi mấy chị ơi. Bộ em mặc hết rồi. Chị cũng không hiểu luôn á Trang nhỏ ơi. Chị bó tay chị không phải là chị. Mấy bữa thì chị gọi điện, còn bữa nay là chị làm hàng nhiều quá chị gọi không có kịp. Là mấy đứa nó gọi, cứ đến đơn của mình là nó gọi nha. Em để ý điện thoại được nghe máy á. Nhiều lúc mà cái máy nó ở trong vùng mà nó không phủ sóng, không liên lạc được á. Quần đùi áo caro chị đang đi. Đen 115 cho Dương em đi nè. Cái này mã 115. Hoa vàng cho chị Kim Vi Lê. Hả? Hoa vàng cho chị Kim Vi Lê. Hoa vàng cho Kim Vi Lê. Hoa vàng cho Kim Vi Lê nè. Rồi cái này cho Dương em đi 115 nè. Còn có 5 bộ thôi mấy chị ơi. Mã 115 em còn có 5 bộ thôi nha, hết rồi. Chị lấy mấy chị ơi. 115 em còn đúng 5 bộ cuối cùng, áo nó sẽ ta nè. 115 đen Nguyên Trần. Nguyên Trần 115. Đẹp lắm. Nguyễn. Chị gì bé? Diệu Nguyễn. Diệu Nguyễn, rồi còn một bộ nữa mấy chị. Diệu Vi Phạm. Hấu. Em 115 hoa thêm. Rồi em hết luôn nha. Hết luôn, em hết mã 115 luôn. Em qua mã tiếp theo nè. Hậu ơi, ở trong kho ấy nó có cái chỗ mà có cái lóc mà cái áo sơ mi kèm với cái quần quần gì ấy, không phải áo sơ mi, áo thun ấy, áo thun kèm với quần á, đấy đứng vô là thấy liền luôn á. Rồi cái này tiếp tục, đó hôm qua đang gọi mấy chị ơi, đen 115 em hết, đen 115 hết rồi mấy chị. Chủ yếu là mình để ý nghe điện thoại ấy, chứ giờ mà lên hỏi em mà bắt em gọi là em chịu thua. Đơn nó nhiều em không quản lý nổi, cứ đúng số điện thoại, đúng số điện thoại đủ đơn là mấy nhân viên gọi mấy chị nhá. Hử? Có cái ri áo kèm với cái quần ấy, nghe chủ gần giáp tường ấy. Rồi bộ này 135.000, xếp 3 món em còn một vàng với lại 3 bộ màu trắng. Xếp 3 món 135 em còn một bộ vàng với 3 bộ màu trắng, chắc của nó là chắc đuổi mấy chị nhá. Em còn 3 bộ màu trắng với lại một bộ màu vàng, xếp 3 món này. Nó bao gồm cho mình là một áo sơ mi, áo ống ở trong với lại một cái quần. Một áo ống, một cái quần và một cái sơ mi mã 135 giùm em nhé. 135 vàng, không phải. Không phải, không phải. 135 vàng với lại 135 ngàn màu trắng chị. Xin bao món vàng nha chị Lê Hiếu. Ba món trắng cho chị thêm Phạm. Ba món vàng Lê Hiếu, ba món trắng cho chị thêm Phạm. Vàng ở Lê Hiếu nè, trắng cho thêm Phạm nè. Rồi còn hai bộ màu trắng nữa. Trắng cho chị Nguyễn Anh Vô Tâm. Nguyễn Anh Vô Tâm trắng, còn một bộ trắng nữa mấy chị ơi. Còn một bộ trắng nữa nha. Em còn một bộ màu trắng. Thấy chưa? Trắng cho chị Trâm Anh Võ. Trắng cho Trâm Anh Võ.
Sơ mi em sale 99 ngàn. Còn hai màu nâu và trắng. Ủa con trắng nó mất rồi. Sao? Sơ mi em sale 99 chị ơi, hai màu nâu với trắng. Cho ăn cám nó 4 chút mít. 40kg trở lên cho đến 60kg nó lại bằng vừa. Rồi mã 135 hết rồi đúng không? Em hết mã 135, em qua mã 99 rồi. 99 nâu và 99 trắng. Sơ mi nâu, sơ mi trắng với chị mã 99 nha. Hậu kiểm tra đơn hàng nha chị Trinh Đào, một tuần chưa thấy giao. Sao cũng nói bài bả hậu tao thì tính nó gọi ngày 3 lần mà sao nói vậy được bay. Em không biết chị không nghe mấy sao không biết vô trách nhiệm vậy, thử thì nói kiểu lạ vậy. Đinh Bảo Quyên hết 3 món 1 trắng, hết 3 món trắng rồi mấy chị ơi, 3 món trắng hết rồi. Ai thôi để chị gái nào chờ em like cái bộ này rồi mấy chị ơi. Trang Meo Meo 99 nâu, Trang Meo Meo 99 nâu áo này đúng không? Đây Trang Meo Meo nâu hả, Thủy 99 trắng hả, Trần Thủy sơ mi 99 trắng to lên, Trần Thủy 99 màu trắng, một nâu một trắng. Bây giờ ra thử nó có cái sạch không? Giờ ra thử. Rồi mã này em chị ơi, 120.000 một bộ. Em có 3 món không một vàng. Hết vàng luôn. Cái này mã 120, 40kg đến 58 cái bằng vừa. 120 màu trắng nè, chốt theo màu áo nha. Sơ mi nâu chị Xuyên Mai Thi. Xuyên Mai Thi nâu. Sơ mi trắng chị Thảo Nguyên. Chị Thảo Nguyên trắng. 135 vàng cho chị Nguyễn Thị Hồng. Hết rồi gái. Hết rồi. Minh Khang Hồng ơi, lấy cho số hỏi chị ơi. Chị Khang Trang sơ mi trắng. Khang Trang sơ mi trắng nè. Khang Trang. Khang Trang sơ mi trắng. Anh Yên trắng. Anh Yên trắng. Sơ mi mã kem màu có đơn mấy chị. Vỏ nghe hai bộ đang mặc. Hết bộ đang mặc rồi. Sơ mi là mã 99 nha. Sơ mi là mã 99 mấy chị ơi. 99 nâu và 99 trắng. Rồi cái bộ này mã 120 nè, 120 trắng nè. Chị Phương Đào một, Trương Đào 120 trắng. Trương Đào 120 trắng. Phạm Mai trắng. Phạm Mai 120 trắng. 120 tú mi trắng. Chị Hà Nguyễn ơi, comment còn vài kèm màu chị ơi. Chị Tiên Trần trắng. Chị Tiên nha, kèm màu kèm số gọi là có đâu. Hậu ơi, cái này còn không Hậu? Trang Vô Mi trắng. Tiên Trần trắng, Trang Nguyễn Vô Mi trắng. Nguyễn trắng. Hả? Nguyễn Uyên Nguyễn trắng. Nguyễn Uyên Nguyễn trắng. Hà Nguyễn đỏ. Hà Nguyễn đã không có đỏ bà ơi. Không có đỏ bà ơi. Trắng xanh đen ba màu. Màu áo của chị. Màu xanh đẹp quá trời đất ơi. Cái màu áo của bà ơi. Màu xanh mấy chị nào? Trắng xanh đen. Trắng xanh đen 3 màu á. Mã 120 kèm màu kèm số. Dầu Thị Ngọc Nguyễn xanh. Tinh Đào xanh. Tinh Đào xanh. Ngon Nguyễn Vũ xanh. Ngon Nguyễn 3 màu. Diệu Ngọc trắng. Chị Diệu Ngọc màu trắng. Trắng rồi màu đen quá. Màu đen, màu đen. 120 đen giùm em nhé. Dầu thì chị gì đó mới trắng mới in ra chị nha. In tự nhiên nhưng mà không có giá phải in được mày. Em còn màu đen, màu xanh. Còn màu đen, màu xanh với một bộ màu trắng. Rồi tiếp tục. Thanh Hoài xanh. Thanh Hoài xanh. Kiều Lê trắng. Kiều Lê trắng. Hết trắng luôn nha. Kiều Ngọc Lê trắng. Điệp đen. Ngọc Điệp đen. Vỏ phượng xanh. Chị vỏ phượng xanh. Phương vỏ đen. Phương vỏ đen. Nguyễn Thị Thu Phú trắng xanh. Nguyễn Thị Thu Phú trắng xanh. Rồi hết trắng hết xanh. Còn đen. Hết trắng hết xanh mấy chị ơi. Còn đen thôi. Em còn 3 bộ màu đen cuối cùng nha. 3 bộ đen cuối cùng mấy chị gái ơi. Em còn 3 bộ đen cuối cùng. Mã của nó là mã 120 á. Quần có túi hết xanh rồi. Còn đen à. Xin lỗi, đổi qua đen giùm em đi. Qua đen đi mấy chị ơi. Đổi đen đi. Đổi đen giùm em đi mấy chị. Áo xanh đậu còn một cái để em sale 65.000. Lê Thi đen. Lê Thi đen 40kg đến 58 như bạn vừa. Cho Như Quỳnh đi. Đen. Như Quỳnh đen em sale 65 đi nhỉ. Áo xanh 65. Áo xanh 65 với chị ơi. Sơ mi trắng 99 còn này. Sơ mi trắng 99 còn. Còn chị Tâm Lê một cái. Chị Tâm Lê sơ mi trắng 99 nè. Chị Lê Thi chị có đen rồi đừng comment nữa chị. Áo ơi. Cam còn một em sale 50. Áo cam còn một chị cái sale 50. Chị Thanh Lê màu đen, chị Duyên Duyên màu đen. Rồi hết đen luôn. Hết mã 120. Áo xanh đậu 65, áo cam 65, mỗi mã con cái. Áo hồng xanh đậu là 50, xanh đậu là 65, áo hồng là áo cam là 50. Áo hồng 50, áo trắng 50 mấy chị, áo trắng 50.000.
áo trắng 50, áo hồng 50 và áo cam 50. Quay cái cam lại đi Phương. Xanh đậu là 65. Chị Phạm Mai. Cam chị Phạm Mai. Hồng còn 2, trắng còn 1. Hồng áo xanh 65 cho Nguyễn Thị Phú Phú. Áo xanh 65 Nguyễn Thị Phú Phú. Ba lỗ nâu 50. Cái này ghi ba lỗ nâu giùm em mấy chị ơi. Ba lỗ nâu 50 em còn 1 nè. Ba lỗ nâu. Trắng bao nhiêu tiền? Trắng 50. Trắng 50 cho chị Tín Ân Phạm. Tín Ân Phạm trắng 50. Rồi còn hai cái màu hồng với một cái ba lỗ nâu. Còn một cái hồng và một cái hai hồng cái ba 50 chị Thái Trang. Hồng chị Thái Trang. Ba lỗ nâu chị Tín Ân Phạm. Ba lỗ nâu chị Tín Ân Phạm. Vải đẹp quá mấy chị ơi. Đang mặc hết mấy chị ơi. Cái này vải đẹp dữ trời. Ba lỗ nâu nhiều hơn. Ba lỗ nhiều. Ba lỗ giá của nó là 50. 50. Ba lỗ nâu chị Trinh Đào. Ba lỗ nâu chị Trinh Đào. Rồi hết. Ba lỗ nâu chị. Ủa áo đây sao? Hả? Hàng Quảng Châu mấy chị ơi. Áo này 100 một áo mấy chị ơi. Hàng Quảng Châu đẹp lắm. Áo kiểu nè, cái này phải mặc với chân váy hay là sao mới lên thấy nó đẹp được nè. 100 một cái mấy chị, em có màu nâu nè. Màu trắng nè. À đúng rồi. Nó hàng xịn mấy chị ơi. Có một cái là hai cái hồng. 100 trắng, 100 nâu với 100 đen, ba màu. Mã 100 kèm màu kèm số, áo hàng Quảng Châu. Hả? Áo hồng 50 chị Quỳnh Thúy. Áo hồng 50 chị Quỳnh Thúy. Áo này mã 100 đó chị ơi. Mã 100. Trắng, nâu và đen, ba màu nhé. À, mã 114 là mã nào em quên mất rồi chị. Em cũng không nhớ luôn á. 114 này hết đâu. Chị Huyền My áo 100 nâu đen. Nâu đen hay Huyền My nè. 114 là đầm trắng rồi. Trâm Anh Võ trắng. Trâm Anh Võ trắng, Huyền My nâu đen. Chị Thùy đen trắng. Chị Thùy đen trắng nè. Trâm Anh Võ trắng có rồi đúng không? Ừ. Mã 100 kèm màu kèm Thùy đen trắng nè. Đẹp lắm á chị ơi, mã 100 á. Áo kiểu Phạm trắng nâu. Chị Thêm Phạm hai cái, một trắng một nâu. Dương Andy trắng. Dương Andy một trắng. Có màu hồng không? Không, áo này không có hồng. Áo 100 có đen trắng nâu thôi mấy chị ơi. Cơ Hạnh màu nâu. Cơ Hạnh nâu. Lâm Thịnh trắng. Chị Lâm Thịnh. Vũ Thị Hạnh trắng. Trâm Anh Võ thêm màu đen. Trâm Anh Võ thêm đen. Sa Lê đen trắng. Sa Lê đen trắng. Hạ Hậu ơi, cái này in bỏ hai bì đừng bỏ chung nha mấy đứa. Không biết. Truyền Alex đen. Truyền Alex đen. Truyền Alex màu đen. Đen nâu trắng ba màu, mã 100 mấy chị ơi. 100 một áo kèm màu kèm số giùm em nha. Chị Hồng Nhi 115 nơ màu nâu. Hết rồi. Nơ hết rồi chị ơi. Nguyễn Thị Thanh Hàng trắng. Nguyễn Thị Thanh Hàng màu trắng. Mã 100 á. Vũ Thị Hàng có đâu hả? Đẹp quá. Vũ Thị Hàng có trắng không? Chị Vũ Thị Hàng có. Phạm Ái Vi màu nâu. Phạm Ái Vi nâu. Chị Dung Giang trắng đen. Chị Dung Giang hai cái trắng đen. Cắn mùi đen. Chị Cắn Mùi màu đen. Chị Cơ Hạnh màu nâu. Cơ Hạnh có rồi sao đúng không? Cơ Hạnh ngon trắng. Trần Ngân trắng lấy thêm thì còn mang thêm nha. Lấy thêm Lam Thịnh thêm nâu. Lam Thịnh thêm nâu. Cơ Hạnh có nâu. Rồi hết nâu. Cơ Hạnh thêm trắng á. Cơ Hạnh thêm trắng rồi. Giờ là em còn trắng với đen nha. Vĩnh Hưng màu trắng. Chị Vĩnh Hưng màu trắng. Em còn nâu mấy chị ơi. Em còn trắng đen mấy chị ơi. Dung Giang trắng đen có chưa? Trời ơi đẹp quá. Em còn trắng đen hai màu. Trắng đen hai màu mấy chị. Hàng Đinh đen. Hàng Binh đen. Dương Thị Tám trắng. Dương Thị Tám trắng. Chị My Trần đen. My Trần đen. Mã là mã 100 á. 100 kèm màu kèm số. Thanh Trúc màu đen. Thanh Trúc đen. Thái Trang trắng. Thái Khách Trang trắng. Rồi còn một đen một trắng nữa là em Nguyễn hết. Nguyễn Thanh Liêm trắng. Nguyễn Thanh Liêm trắng. Rồi còn một đen quá chị ơi. Trương Huyền Duy đen. Chị Trương Huyền Duy màu đen. Huyền Duy. Trương Huyền Duy đen. Hết màu nâu mấy chị ơi. Còn một cái trắng nữa. Bộ ngố em sale mấy chị 70.000 thôi. Phạm Mai đen. Phạm Mai đen. Bộ ngố em sale 70. Dễ thương quá. Từ 40kg trở lên. Quần đẹp quá chị ơi. Em sale 70 à. Giá cũ là 83.000 đó mấy chị. 70 đen giùm em nè. Nguyễn Thị Thanh Hàng trắng. 70 màu trắng, áo trắng quần đen. Rồi em hết mã 100 em qua mã 70 nha. 70 xanh. 70 màu nâu tay mấy chị.
70 màu nâu tay, 70 màu cam. Đủ màu luôn, mã 70 kèm màu kèm số. 70 cam giúp em nè, 70 màu nâu nè, 70 màu xanh, 70 màu trắng và 70 màu đen. Có mấy bộ à mấy chị ơi? Các em còn được vài bộ nha, mã 70 kèm màu kèm số giúp em. Rồi hầu có cái sọt đấy. 70 đen, 70 trắng, áo trắng quần đen. Rồi, 70 màu xanh, 70 màu nâu tay. 70 trắng hay chị Teresa Trần. Teresa Trần màu trắng nè. Rồi màu nâu mấy chị ơi, màu xanh, màu trắng và màu đen. Tấm cẩm tiên. Tấm cẩm tiên màu đen. Chị đổ phượng đen. Đổ phượng đen rồi hết đen. Hết đen mấy chị ơi. Còn nâu cam xanh. Trần Thủy cam. Trần Thủy cam. Bích Nguyễn xanh đen. Bích Nguyễn xanh. Hồng đào đen hết đen luôn. Hết đen, còn cam xanh trắng mà. Phạm Mai nâu trắng. Rồi còn hai, còn một trắng một cam một nâu. Miền Tây em gái trắng. Miền Tây em gái trắng rồi hết trắng luôn. Còn gì? Cam với nâu. Còn cam nâu á chị. Chị Hàng Nguyễn nâu, nâu và cam thôi nha chị ơi, không có đen. Chị Hàng Nguyễn nâu cam. Rồi hết rồi hả? Rồi hết. Rồi mã này em sale với chị là 99.000 một bộ, em còn hai màu thôi. Đó là màu trắng với lại màu xanh, xếp ngố theo á. Cái là hình theo á chị nhá, hình theo luôn, theo trực tiếp. Và đi kèm một cái quần ngố, cái này mặc chung một set mà mấy chị tách lẻ ra. Mấy chị tách lẻ, mấy chị bận áo này với lại chương váy cũng đẹp nha. Em sale 99 ngàn nguyên bộ thôi. Bình thường áo kiểu không mình bán là 90 rồi, mà bây giờ nguyên bộ có 99 ngàn. 99 trắng và 99 xanh, hai màu kèm số giùm em. 99 trắng và 99 xanh giúp em nha, hai màu. Mã 99 kèm màu kèm số điện thoại mấy chị ơi. 99 kèm màu kèm số, hai màu duy nhất. Mã 99 giùm em nha. 99 trắng và 99 xanh, hai màu. Rồi em đi lấy cái khác luôn nè. 99 trắng và 99 xanh mấy chị. Chín chín xanh cho chị Đỗ Phượng. Chín chín xanh cho Đỗ Phượng nè. Rồi trắng xanh hai màu, hai màu mấy chị nhá. Em còn ba trắng với một xanh, ba trắng một xanh cuối cùng. Chị Huỳnh Thu Hà ơi, comment kèm số điện thoại chị ơi. Mã hàng kèm số điện thoại giùm em. Mấy chị comment đúng mã không mấy chị? Comment đúng mã, có số điện thoại là có đơn mấy chị nhá. Rồi cái này luôn giùm em sale mấy chị là 90.000 bộ ngố á, 40kg đến 58 cái bạn vừa. 90 màu trắng nè, 90 màu hồng hai màu. Chị Khánh Tan 99 xanh. Chị Khánh Tan 99 xanh, rồi em còn 3 bộ màu trắng. Còn 3 bộ màu trắng mấy chị ơi, còn 3 bộ màu trắng cuối cùng. Rồi mã đây là mã 90, 90 trắng với 90 hồng hai màu. 40kg trở lên cho đến 58kg đó lại mấy chị bạn vừa nha. Kim tím 99 trắng. Chị Kim tím 99 trắng nè. Vàng là đâu? Không có. 90 hồng mấy chị ơi, một áo sơ mi và kèm một cái quần ngố. 90 hồng, 90 trắng hai màu. Mã 90 giùm em nha. 458 cho làm gì gái bạn vừa. 90 hồng và 90 trắng kèm số điện thoại giùm em. Lan, Lan Anh 90 trắng. Thảo Nê Nê 90 hồng. Thảo Nê 90 hồng. Huỳnh Thu Hà 99 trắng. Huỳnh Thu Hà 99 trắng, đây mã 99 nè. Bảo Trâm Nguyễn 90 hồng. Bảo Trâm Nguyễn 90 hồng. Chị Hậu Yumi 90 hồng. Hậu Yumi hồng. Lan Anh trắng có rồi đúng không? Ờ, Lan Anh có rồi. Minh Khuê 99 xanh. Hả? Hết rồi đúng không? Hết 99 xanh rồi. Hồ Nguyễn. Chị Kiều Lê 90 trắng. Kiều Lê 90 trắng. Kim Hoa 90 trắng. Kim Hoa 90 trắng. Bảo Trâm Nguyễn 90 hồng. Bảo Trâm Nguyễn 90 hồng. Lê Ngọc Anh Đào 90 trắng. Chị Trần Hương trắng. Trần Hương trắng, Lê Ngọc Anh Đào trắng. Lucy Trần trắng hồng. Lucy Trần 2. Bùi Thị Kim Yến trắng hồng. Bùi Thị Kim Yến 2. Huỳnh Thu Hà hồng. Huỳnh Thu Hà hồng, đợi coi thử con không. Đỗ Diễm My hồng. Đỗ Diễm My hồng hết hồng. À còn Nguyên Trần hồng. Nguyên Trần hồng. Mấy chị comment cho cô một dòng mã kèm số điện thoại mấy chị ơi. Chị Phương Uyên hồng. Phương Uyên hồng. Hồ Nguyệt hồng. Hồ Nguyệt hồng. Lê Nhi màu trắng. Lê Nhi màu trắng. Thủy Nguyễn bôn hàng chị ơi. Nguyễn Thị Mỹ Thảo hồng. Rồi Nguyễn Thị Mỹ Thảo hồng em hết hồng. Kim Hoa trắng. Kim Hoa trắng hết hồng nha. Còn màu trắng thôi hả? Kim Hoa 99 trắng. À Kim Hoa 99 trắng thôi. Đây này bỏ ra này Kim Hoa này hậu này. Kim Hoa 99 trắng nha. Rồi em còn 90. Lê Ngọc Anh Đào 90 trắng. Lê Ngọc Anh Đào 90 trắng. Lê Nhi 90 trắng có rồi đừng quên nữa. Lê Nhi có. Kim Hoa 90 hồng.
Kim thoa hết hồng rồi thôi ơi, còn trắng thôi. Mấy chị comment em đặt rồi, comment một lần luôn mấy chị. Rồi em còn màu trắng thôi mấy chị nhá. Em còn màu trắng thôi, 40 kg trở lên cho đến 58 cái bạn vừa. Em còn màu trắng là màu cuối cùng. 90 màu trắng mấy chị ơi, em hết hồng, em còn trắng nha. 140 em sale 90. Nguyễn Thùy Dung 90 trắng. Nguyễn Thùy Dung trắng nè. Bộ này giá cũ là 140 em sale 90 á. 90 trắng kèm số giúp em. Nguyễn Thùy Dung nè. Rồi em còn mấy bộ màu trắng nữa nha. Áo này luôn em sale cho mình là 60 ngàn một cái. 60 nâu mấy chị ơi, 60 trắng nè. 60 màu xanh đậu, em còn 2 trắng, 3 trắng, 2 trắng chứ. 2 trắng. Không phải, trời. Còn 2 trắng một nâu. Cái này còn đúng 2 trắng một nâu mấy chị ơi, em sale 60 ngàn. 60 nâu và 60 trắng mấy chị em nha. 60 nâu, trời cái này cũng trắng, phải luôn. Trắng 90 chị Duyên Hồng. Trắng 90 Duyên Hồng. Còn mấy bộ này. Đúng rồi, trắng còn nhiều mà, trắng chị Duyên Hồng. Trắng với chị Ba Thu. Trắng 90 đúng không? Ừ. Trắng chị Ba Thu. Rồi mã đó là mã 60, 60 nâu, 60 trắng. 60 nâu, 60 trắng mấy chị ơi. Còn có màu cái à. 60 nâu cho Nghi Nghi. Nghi Nghi 60 nâu rồi còn một cái trắng à. 60 trắng cho Khang thì Mỹ Tiên. Rồi hết nè. Hết. Rồi ghi cho em mã đây, mã 55, 55 xanh, 55 trắng. Cái này còn cái trong bao rip mấy chị. 55 xanh, 55 trắng. 55 xanh, 55 trắng mấy chị. Em cũng còn hai cái cuối cùng á. Trắng 90 còn ha. Còn. Trắng 90 chị Thanh Mừng. Chị Thanh Mừng trắng 90 nè. Thanh Mừng trắng 90. 55 xanh cho Nguyễn Thị Thanh Hằng. 55 xanh Nguyễn Thị Thanh Hằng. Rồi 55 trắng còn 1 mấy chị ơi. 55 trắng còn 1 nè. Rồi mã này gửi cho em là mã 62.000 màu trắng. Mã 62. Quá đẹp luôn, mã số 62. 62 màu trắng, để em coi thử 62 còn không. 55 trắng cho chị Trâm Anh Võ. 55 trắng Trâm Anh Võ. Rồi hết mã 55 qua mã 62. 62 trắng giùm em nè, 62 màu nâu tay. 62 nâu, 62 hồng. Đây còn cái. Mã số 62 mấy chị ơi. 62 màu xanh đậu. 62 xanh đậu, 62 màu vàng. 62 vàng mấy chị ơi. À, trắng nâu hồng xanh đậu và vàng mã số 62. Cái này 58 cho nó lại bận vừa chốc bao rít hàng bán shop nha. Hồng, nâu trắng. Rồi mã 62 kèm màu kèm số giùm em nào mấy chị gái ơi. Bộ đang mặc hết rồi mấy chị. Bộ đang mặc tầm mấy bữa nữa em về lại á. Rồi mã 62 giùm em nha. Mã 62 mấy chị, mã 62. Có gì không thích mã 62 à? 62 trắng, 62 hồng cho Phan Thị Mỹ Tiên. Hồng Phan Thị Mỹ Tiên nè. Rồi 62 nâu. Trắng cho chị Hương Hương. Hương Hương màu trắng nè. Hoàng Hương nhé. Chị Hoàng Hương màu trắng. 62 trắng cho chị Trâm Anh Võ. Trâm Anh Võ trắng rồi hết trắng. Còn nâu đậu. Vàng cho Băm Búp. Băm Búp vàng hết vàng. Còn nâu đậu và hồng. Nâu đậu hồng. Nước mắt nhìn đời 62 hồng. Nước mắt nhìn đời hồng. Rồi hết hồng luôn. Còn nâu với đậu mấy chị ơi. Nâu đậu hả? À. Nâu cho Tuyền Alex. Tuyền Alex nâu. Văn Thị Đức Hạnh nâu. Văn Thị Đức Hạnh nâu. Kim Hạnh đậu. Kim Hạnh đậu. Hàng Nguyễn nâu. Hàng Nguyễn nâu rồi còn một đậu cuối cùng. Em còn một cái đậu cuối cùng mấy chị ơi. Còn một đậu cuối cùng nha. Em còn một cái xanh đậu cuối cùng mấy chị. Ok chị Ba Thu. Trời ơi cái này đẹp nữa. Cái này em sale mấy chị luôn. 60. Cổ vuông kiểu theo. Còn một xanh đậu chị ơi. Em còn cái xanh đậu chị Kim Nguyên. Rồi em hết mã 62 nha. Em qua mã 60 nè. 60 đen giúp em nè. 60 hồng. Quá đẹp luôn. Cổ vuông tức sắc mấy chị ơi. 60 màu trắng. Đen hồng trắng vàng. Đen hồng trắng vàng xanh. Đen hồng trắng vàng xanh mã 60. 60 vàng, 60 trắng, 60 hồng, 60 đen và 60 xanh. Mã 60 giúp em nha. 60 mấy chị ơi. 60 màu kèm số giúp em. Bộ đang mặc hết rồi mấy chị ơi, bộ em đang mặc hết rồi. Rồi lên mã 60 mấy chị nha. 60 xanh, 60 hồng, 60 đen, 60 trắng, 60 vàng. Mã 60 mấy chị. Rồi lên mã 60 nào Phương. 60 đen cho chị Ngọc Hiền. Chị Ngọc Hiền đen. 60 trắng cho Trần Ngọc Bảo Châu. Trần Ngọc Bảo Châu trắng. 60 hồng cho Gà Bông. Gà Bông hồng. Đen cho Hoàng Anh. Hoàng Anh đen. Ok, xong này em lên xếp bộ cho. Sếp chị mặc hết rồi rồi. Rồi cho mày rồi. Trắng hay Lê Thị Ngọc Quyền. Lê Thị Ngọc Quyền trắng. Sếp chị mặc hết mất rồi. Đen cho Nguyễn Thị Thanh Hằng. Nguyễn Thị Thanh Hằng đen.
hết đen, còn hồng đậu trắng vàng. Tuyền Alex trắng. Tuyền Alex trắng rồi hết trắng luôn. Pha lê hồng. Pha lê hồng. Còn hồng vàng xanh. Hồng vàng xanh. Em còn hồng vàng xanh mấy chị ơi. Mỹ Thanh Bùi hồng xanh. Mỹ Thanh Bùi hai rồi còn vàng với hồng. Vàng, còn một vàng một hồng là em hết nha. Phần kim dung vàng hồng. Phần kim dung vàng hồng rồi em hết luôn nè. Rồi áo này em sale mấy chị luôn. À, em sale luôn nha, em còn ít à. Nó lộn xộn nè. Sale 55 ngàn một cái đi, 55 đen giùm em nè. 55 nâu, 55 đỏ. Đen nâu đỏ mã 55. Kiểu nó một kiểu thôi nhưng mà nó có thể là cái họa tiết nó hơi khác một chút xíu ở chỗ ngực thôi mấy chị ơi. Mã 55, 55 đỏ, 55 đen với lại 55 nâu nha. Đỏ 2, đen 2, nâu 1. Mã 55 giùm em mấy chị ơi, cho nhanh luôn nè. Em sale 55 ngàn. Set hồng bên góc kia, set là gì vậy chị ơi? Đó là cái đầm em ơi. Đầm á. Rồi mã 55. 55 nâu cho gà bông. Gà bông nâu. Minh Ngọc đen. Minh Ngọc đen. Còn hai đỏ với một đen nữa. Hai đỏ một đen rồi. Hai đỏ một đen mấy chị ơi, hai đỏ một đen. Bộ trong người hết rồi. Em có bán nhưng mà hết rồi chị ơi. Em có bán nhưng hết rồi. Đầm hồng em sale 85 ngàn. 40 kg. Trâm Anh vỏ đen. Lan vỏ đen rồi còn hai cái đỏ. Trâm Anh vỏ. Trâm Anh vỏ đen. Thanh Lan Nguyễn đỏ. Chị Thanh Lan Nguyễn đỏ. Hình kim dung đỏ. Hình kim dung đỏ. Rồi, mã đây là mã 85 rồi hết. Hết mã 55 nha. Em qua mã 85. 40 kg trở lên cho đến 60 kg lại bằng vừa. Rồi hết mã đó rồi. Bộ xanh lá này sao là bộ nào chị? Cái này hả? Cái này là mã 110 nè, 141 một set. Cái này set đuôi cá mã 110. 110 còn ở đây mã. Bộ đang hoạt 15 hết hàng. Đầm hồng 85 cho Nguyễn Thị Thảo nè. À, chị gái nào lấy đầm hồng 85 đâu? Nguyễn Trân đầm hồng 85 nè. Rồi chị gái nào lấy đầm hồng 85 nữa thì lên đầm hồng 85 nha. Nguyễn Thị Thanh Hồng 101 xếp xanh. Xếp xanh 101 nha Nguyễn Thị Thanh Hằng. Đây xếp 101 nè. Nguyễn Thị Thanh Hằng xếp 101. Mã 85 kèm màu đầm hồng cho Kim Vi Lê. Kim Vi Lê đầm hồng. À, Hồ Ảnh inbox qua Zalo giùm em nha. Nếu mà không giặt được thì em sẽ đổi lại. Còn giặt được thì giặt giùm em. Đơn sau em bớt tiền ra cho mình nhé. Đầm hồng 85 chị Hồng Loan. Ok, đầm hồng với chị Hồng Loan. Đầm hồng với Hồng Loan nè. Đầm hồng cho Hồng Loan. Rồi, xếp xanh cho Thanh Tiền Hoàng Anh 101. 85 chị Huyền Huyền. 85 cho Huyền Huyền. Đang mặc 115 hết hàng chị ơi, đang mặc 115 hết hàng. Rồi qua mẫu, xếp xanh quần đùi là 94 ngàn, mấy chị em sale 90 luôn á. Cái này bộ đùi em sale 90 ngàn. Tay hậu ơi, đánh đi đó lại nha. Cái bộ đó có một màu à. À, cái bộ em đang mặc có đủ màu nhưng mà hết hàng rồi chị ơi. Hết, em đang mặc hồi trưa là nó có màu bơ, màu hồng với màu nâu nhưng mà nó hết hàng. Đầm hồng cho Thị Hoa Nguyễn nè. Thị Hoa Nguyễn đầm hồng, đúng rồi. Rồi, bộ này em sale 90 nha. 40kg trở lên đến 60kg kéo lại mấy chị em bận vừa. Em sale 90 ngàn thôi. Cái quần của nó chị coi cái quần nó xếp này đẹp chưa. Có em có sỉ nhưng mà sỉ nha chị giảm ít lắm. Lái từ 50 cái trở lên thì giảm được có 5 ngàn một cái à. Chọc 1 triệu trước khi lựa nha. Mẫu hôm nay đang like hết rồi bà. Tới bây giờ bạn mới vô, tôi like gì mà đâu mà 4 tiếng đồng hồ giờ bạn mới vô thì còn đâu nữa. Like gì mà hết hàng rồi mà. Rồi cái này ghi em là 90 ngàn màu xanh nè, 90 ngàn màu hồng và 90 ngàn màu cam. Xanh hồng cam mã 90. Xếp đuôi cá là cơ hạnh nè, 101 nè. À, áo chân váy lượng sóng đang lúc sáng. Áo chân váy lượng sóng này nè không ạ? Áo chân váy lượng sóng. Hồng 85 cho Nguyễn Thị Thảo. Hả? Hồng 85 Nguyễn Thị Thảo. Đầm hồng cho Nguyễn Thị Thảo nè. Rồi. Like từ hồi 11 rưỡi đến giờ á. Rồi mã này là mã 90 ngàn. 90 xanh cho Vi Nguyên nè. Hết xanh rồi mấy chị ơi. À còn một xanh nữa đây. 90 xanh cho Duyên Duyên. Duyên 90 xanh hết xanh mấy chị ơi. Còn cam với hồng. Vi đen 90 em còn cam, 90 còn hồng và 90 còn đen. Hết xanh rồi mấy chị ơi. Còn cam nha. 90 còn cam nè, 90 còn hồng và 90 còn xanh. Hết xanh mấy chị ơi. Hết xanh rồi, đổi màu giùm em. Bộ chị đang mặc hết rồi Trà My ơi. Đợt sau nha. Đợt sau nhá. Rồi bây giờ nó có màu hồng á chị. Xếp đuổi thiết kế bữa nay có like không? Chắc không. Hết xanh rồi chị ơi, đổi màu nào.
Em còn hồng, còn cam và còn đen. Chị Lan Anh. Cam cho Lan Anh nè. Rồi đen nữa mấy chị ơi, mã 90. Em còn đen nữa. Em còn đen, còn hồng và còn cam, ba màu nha. Thiết kế sexy hả? Thiết kế sexy ngày mai nha. Bông Nguyễn ơi, lấy bộ thì phải chuyển khoản trước á, hồng cho chị xấu chưa? Xem mặc hết rồi, xem mặc mấy bữa nữa về lại chị ơi. Rồi cái này em còn màu đen, còn màu hồng và còn màu cam. Đen, hồng, cam. Cam cho chị Trịnh Phương Hồng. Cam cho chị Trịnh Phương Hồng. Hôm qua có cái xích lê mặt người ở chỗ nào ta? Yeah. Xích lê mà có hình cái mặt con thú gì á. Lê kia ở chút, đưa lê kia like đi. Cam cho chị Trịnh Phương Hồng. Ok, xong rồi em lên xếp ngối rồi lại lên áo khoác kaki cho. Còn hồng còn cam màu nha. Hồng có chị xấu trương. Chuyển khoản trước thì lựa em. Chuyển khoản trước thì lựa nha. Đầm vết tránh like thì chị đầm vết tránh like chưa? Chưa, cái đó còn sót có một bộ à. Còn sót một bộ rồi mà đây mã 90 đen giùm em mấy chị ơi. 90 đen, 90 đen. Em còn 90 đen, 90 hồng, 90 cam, cam đen cho Titi Lê. Titi Lê cam đen nè. Rồi còn hồng với đen thôi, hậu cột lại nha. Còn hồng với đen. Chuyển khoản 1 triệu trước khi lựa em ơi. Rồi xếp lại chất phanh 101 cho mấy chị nè. Các em xem 101. 40kg trở lên, 58kg làm chị gái bằng vừa. Mã 110. Mã 110 giùm em nhé. Mã 110 mấy chị. 110. Rồi muốn sơ mi đúng không? Sơ mi đây là 115.000. 40kg trở lên cho đến 60kg làm mấy chị gái bằng vừa. Sơ mi 115. Sơ mi 115 mấy chị. Sơ mi 115. Sơ mi 115.000. Sơ mi 115.000. Sơ mi này giá như quên mất hồi nè. Hai cái sơ mi hồi sáng á, 135.000 một cái chị ơi. Cái này là 135. Mà đây mã 135 á chị. 135 gấu này. Rồi 135 chữ hát nè. Cái này hai cái hồi sáng của hình á. Hàng toàn bộ sơ mi là hàng Quảng Châu hết mấy chị nhá. Toàn bộ sơ mi này là hàng Quảng Châu hết. Mã này là 115 chữ hát, 135.000 chữ hát và 135.000 gấu. Gấu 135, chữ hát 135, hai mẫu. Gấu 135 và chữ hát 135. Ok chào My, mai có ai không nghe điện thoại gọi điện chốt đơn cho nha. Rồi em lên xếp vé kim nè. À xếp vé trắng này đã mấy chị. Phương ơi, chị lên sơ mi gấu hay chữ hát chị ơi? Tối nghĩ em vé trắng đằng sau 58 chứ bạn vừa. Em lên cái vé này đã. Cái này em còn màu trắng xong à. Em sale cho mấy chị hết luôn. 105.000 một set. 40kg trở lên cho đến 58 chứ bạn vừa. Hả? À. Mã này mã 105, còn màu trắng thôi mấy chị nhé. Mã 105 em chỉ có màu duy nhất là màu trắng rất là sang luôn. Chị gái nào lái thì comment 105 trắng giùm em. Thu Minh 135 hát. Chữ hát hả chị Thu Minh, hậu tự lái nha. Chữ hát chị Thu Minh. Tối nghỉ mấy chị ơi, chưa mai like lại, tối nghỉ chưa mai em like. Rồi mã này là mã 105, chị gái nào lái thì comment 105 kèm số giùm em nha. Xếp 101 của chị Hương Đông. Đây, xếp xanh 101 chị Hương Đông nè. 135 hát cho chị Lan Huy. Chị Lan Huy 135 hát. Lan Huy 135 hát. Rồi mã này là mã 105 đó chị. 105.000 một bộ thôi. Xếp vét thiết kế siêu đẹp luôn. 105 chị nhẹ nhàng. Chị nhẹ nhàng 105 nè. Hồng Loan 105. Hồng Loan 105. Thanh Tuyền Hoàng Anh đánh 105. Thanh Tuyền Hoàng Anh là ba chị đúng không? Kim Thoa tráng 105. Kim Thoa tráng 105. Giang Lê gấu 135. Giang Lê áo gấu 135. Hồng đang mặc 115 hết hàng. Một lẻ năm em còn 4 nữa. Một lẻ năm còn 4 set. Chị gái nào lái thì comment 105 kèm số giùm em nha. Một lẻ năm còn 4 set. À, cái này còn mấy cái hả? Cái này còn mấy cái? Trăm Anh Võ 105. Malaysia phải... chị nếu mà ship qua Malaysia thì chị gái chị phải tự tìm cái chỗ mà liên hệ với chị để cho người ta gửi qua hàng qua ấy. Nhưng hồi mấy bữa là gửi qua đâu ta, gửi qua Nhật thì em vẫn gửi được bên Viettel. Nhưng mà cái cước nó mắc ngang tiền hàng luôn. Là bắt buộc mấy chị phải chuyển khoản hết tất cả cho em. Sau đó thì em mới gửi. Chị Trâm Anh Võ có 105. Sống khác 105. Sống khác 105. Cái này 100. 100 màu kem nè. 100 màu kem. 100 màu nâu. 100 kem, 100 nâu chị ơi. 100 kem và 100 nâu. Em hỏi An Khê Gia Lai. Mấy hồi cũng gửi được đó mấy chị, nhưng mà gửi nó rắc rối quá, nó mất thời gian quá, làm nó lâu lắc lâu lơ.
Đầm hồng 85 ngàn. Rồi mã này là 100 màu đen. Còn mấy cái cuối cùng rồi biết. 100 đen, 100 kem, 100 nâu và 100 màu trắng. 100 màu trắng nữa mấy chị ơi. Chị không thấy em chọn cái nào hết Trần Khang. Không thấy luôn mà. Không thấy chọn cái nào luôn. Sắp soạn hàng với chị. Đang soạn ngày mai đi em. Hàng nó mới về á, chưa có coi kịp luôn ngày mai nha. Xếp vàng 115 hết rồi bé Trang ơi. Rồi áo kaki 100 đen nè. Đen cho chị Thất Thịnh nè. Hết đen. Em còn kem. Kem, kem da hân nè. Trắng thiên nga đổ. Còn một nâu một kem. Còn một nâu một kem á chị ơi. Em còn một nâu một kem nha. Hết trắng. Kem gà bông. Kem gà bông rồi còn một nâu. Em còn một cái nâu cuối cùng. Còn một nâu. Đầm dự tiệc em tạm hết. Em còn một nâu cho chị Hào Nguyễn một kem một trắng. Ai mai ai xả lấy chị biết. Rồi em còn một nâu nha. Em qua mẫu tiếp theo nè. Hương lê. Hả? Hương lê nâu. Hương lê nâu. Cái thiết kế tiếp tục nè. Vé xanh đằng sau 101. Bộ em bận hết rồi. Xanh đằng sau 101 đó chị ơi. Xếp xanh là xếp 101. 40kg trở lên cho đến 58kg đô la thì bằng vừa mã 110 á. Rồi sách thiết kế này nè. Sách thiết kế này em sale mấy chị 115 ngàn. 40kg trở lên cho đến 58kg đô la chị gái bằng vừa thiết kế cổ vuông mã 115 á. Hai cái tay của nó là mình thắt nơ lên mấy chị. Bạn phía sau lưng bao thôi. Quần có túi luôn 115 ngàn. 115 nâu nè. 115 màu cam. Bộ trên đầu like hết rồi. Em đọc tên là có. Hết phớt kem rồi. Rồi mã đây là 115 màu cam đất này. Một... xanh 101 Nhã Phương. Nhã Phương xanh 101. Xanh 101 Nhã Phương nè. 115 nâu, 115 màu cam. Chỉ nhỏ lên số thôi. Cam 115 mấy chị ơi, hàng thiết kế nha, cổ vuông. 40kg trở lên 58kg đó làm gì gái bạn vừa. 115 ngàn màu cam. Tay dài. 115 ngàn màu kem. 115 ngàn màu xanh đậu. Màu kem. Màu xanh đậu. Rồi em hết màu bao nhiêu đó màu chị ơi. Như nhỏ lên số đây chị ơi. Mã 115 nha. Trắng 135 là cái nào vậy Phương Nguyên ơi. Trắng 135 là cái áo sơ mi 135 là thanh ngân. Thanh ngân nâu tay. Trắng 135 chị lấy gấu hay là chị hát chị ơi. Thanh ngân nâu tay nè. Xanh cho chị Khánh Ngân Phan. Khánh Ngân Phan xanh. Áo trắng 135 nó có hai màu. Như nhỏ 111. Như nhỏ hả? Như nhỏ 135 xanh đậu chị Kim Thoa. Kim Thoa xanh đậu lấy trong kho nha biết. Xanh đậu Nguyễn Úc. Xanh đậu Nguyễn Úc. Bộ đang mặc hết. Áo thun xốp ngày mai em. Chị chưa có khui kịp luôn. Kim chi xanh đậu. Coi thử con đậu nha Hậu nha. Rồi màu cam đất đó chị nè. Hai đậu đó, đó. Hai đậu, ba đậu luôn nè. Nâu Nguyễn Thắm. Có một cái 101 chị mới quen đó rồi mấy nha. Nâu chị Nguyễn Thắm. Cam. Và màu kem. Màu kem nữa mấy chị. Áo thun xốp ngày mai. Màu này màu kem giúp em. Màu kem. Mã của nó là mã 115 á. 115 ngàn màu kem. Cổ vuông. Tay cam áo đất hào lên. Lên. Cam đất chị Hào Lê. Cam đất Hào Lê. Áo khoác có. Xếp thun ngoài ống rộng em hết rồi. Rồi còn màu kem á chị ơi. Màu kem nè. Nó kiểu như màu nâu nhạt á. Cam. Kem. Em còn hai bộ kem và hai bộ cam cuối cùng. Hai kem và hai cam. Rồi xếp khác nè. Cái này em còn hai. Hậu đưa dùm ly nước hả Hậu? Cam cho chị Trinh Phạm. Cam cho chị Trinh Phạm. Xếp BBR105 mà em bóp ảnh đây. Trời xin ghi ghế. Xếp shop chưa khui hàng Hiếu ơi ngày mai nha. BBR105. Đau hàng quá. BBR105 sẽ đang bận hết rồi mấy chị ơi. Rồi BBR mã 105 40kg trở lên cho đến 56kg nó lại mấy chị em bận. Vừa mã 105 mấy chị. Mã 105 em còn vài bộ cuối cùng.
xanh le, sơ mi xanh lá còn không ta? Còn. Sơ mi xanh lá còn. Rồi mã này giùm em là được hai kiểu, bỏ áo trong quần cũng được, mà mấy chị thả xuông ra cũng được nhé. Đây xinh lắm, 105 nha. Chị gái nào lái thì comment set 105 kèm số điện thoại, em còn máy set thôi. 105 kèm số điện thoại giùm em. Mấy giờ ta? 3 giờ rồi hả? 3 mấy tiếng rồi hả? Mã 105, mã này mã 105. Rồi sơ mi xanh là 115 ngàn, hàng Quảng Châu. Sơ mi xanh mã 115. Rồi xong này là em like hàng sale á. Rồi cái này mã 115 á chị ơi, 115 này. Mã này mã 115. 40kg trở lên cho nó. Mơ thang 105 này. Diệu Ngọc 105 hả? Diệu Ngọc 105. Ok, xếp vé sau chờ chiếu em. Dịch vụ nấu ăn Hiệp Thuận 105 nè. Bộ lúc đầu màu kem. Diệu Ngọc màu kem nữa nè em. Màu kem 115 ngàn Diệu Ngọc nè. Rồi, em xếp cái áo sơ mi này 115 ngàn giùm em nhé. Sơ mi xanh mã 115. Sơ mi xanh 115. Xếp vest này em còn một xếp là em xem 120. Xếp vest mã 105 kim chi. Kim chi 105. Bộ cánh xe em bận hết rồi. Cái này 120 mấy chị ơi. Xếp vest 3 món, một cái đai cặp một cái áo và một cái quần đùi ở trong. 120. 105 Hồng Phát Thanh Hiền. Hồng Phát 105 Thanh Hằng 105. Xong cái em lên cái que kem nha. Rồi, cái này mã 115 Thái Giang Tây, Thái mây mã 115. Áo này 135.000, 135 chữ H nè. Chữ H 135 và con gấu 135. 120 cho Giang Tây. Đây. 120 cho Giang Tây nè. Rồi em hết mã 120. Hả? Vết 105 trắng là cái đây, cái hồi nãy á. Con kìa. Con hai chị thất thịnh. Vết 105 trắng chị thất thịnh. 120 hết. 120 hết rồi. Cái này 130 gấu và 130 chữ hát. 135 gấu, 135 hát mấy chị ơi. Thế em mặc hết rồi. Em cảm ơn chị Nhân Hồ Chi Nhân nha. Rồi cái này 115 xanh, đừng kéo cho bay. Đây nè, đứa mới kéo nè. Vết 120 hết rồi, set in em cũng hết luôn. Áo sơ mi 115 ngàn. Vết dây dép và... gì ta? Vết hả? Vết trắng còn một set nữa nha mấy chị. Set vết trắng em còn một set, vết trắng 105 ấy. Rồi cái bộ này luôn, em còn hai bộ thôi, em sale luôn cho mấy chị là 140 một bộ. Chân váy nâu và kèm áo BBR mã 140, em còn hai bộ á. Mã 110. Hôm kia gọi xong hết rồi em. Đơn hôm qua là đang gọi, còn hôm kia là gọi xong hết rồi á. 110 em còn 2 bộ nha. Mã 110 em còn 2 nè. Sơ mi gấu 135 ngàn em. Sơ mi gấu 135. Comment lại mã sơ mi gấu 135 kèm số điện thoại nha. Cảm ơn Thu Hương. Còn chứ. Đầm cam còn 1 cái 115 ngàn. Đầm cam còn 1 cái mã 115. Cái này nó hơi sexy một chút xíu. Đằng sau nó có bo nhúng nè. Mã 115 màu cam còn một cái. Váy hoa vàng sau chị 100. Xếp trắng hết rồi. Xếp trắng hết. Rồi mã này là mã 101 sơ mi đuổi hồng mã 110. Xếp trắng hết, sơ mi đuổi hồng mã 110, 40kg đến 60kg bằng vừa, đuổi hồng mã 110 nha. Đuổi hồng mã 110 rồi qua xét que kem nè. Sơ mi gấu 135 Phương Uyên. Rồi set vest đen 101, 40kg đến 58kg bằng vừa. Vest đen 101 mấy chị, chị gái nào lái đen thì comment vest đen giùm em. Vest đen 101 em còn một bộ. 40kg đến 58kg. Set que kem 105 ngàn. Váy hoa vàng sau chị 135. Em lái thì em comment váy hoa 135 nha. Còn bộ dâu là bộ 80. Cái này là xếp que kem 40kg trở lên cho đến 60kg nó làm chị gái bận được. Cái này chốt em là trắng 105 nè. Nghe chị thêm phạm. Vết đen thêm phạm, trắng 105. Xanh. Vết đen 101. Chỉ có xe màu trắng thôi. À, đầm thiết kế sáng ngực tay dài em hết.
Rồi cái này cho em là xanh 105 nè. Hồng và vàng. Trắng xanh hồng vàng. Trắng xanh hồng vàng vết đen hết rồi mấy chị ơi. Tiếp theo kia 105 cho chị Hồng Loan. Thì dịch vụ nó bán hiệp thuận màu trắng nè. Trang mốt hồng là áo sơ mi. Trang mốt hồng là chị Kim Nhị. Trang mốt hồng sơ mi cho Kim Nhị nè. Rồi em cho chị TDC Thanh Nguyên. TDC Thanh Nguyên trắng nè. Có hồng nữa nha mấy chị ơi. Có hồng nữa. Có hồng nữa. 105 hồng, 105 trắng, 105 đen. À quên nhầm. Trắng xanh vàng hồng. Mã của nó là mã 105. Cái que kem vùng bí á mấy chị ơi. 40kg trở lên kem cho nên chị Nguyễn Thị Thanh Hang. Hả? Kem cho chị Nguyễn Thị Thanh Hang. Trắng trắng Nguyễn Thị Thanh Hang. Trắng Nguyễn Thị Thanh Hang này không em ơi, chị không thấy em comment nhớ. Rồi mã đây là 105 hồng. Quần bí và kèm một áo que kem á chị nha. Hồng nè. Trắng chị Hình Thu Hà. Hình Thu Hà trắng. Trắng cái chị Thọ Thú Baby. Thọ Thú Baby màu trắng. Trắng cái chị Hồng Loan. Hồng Loan trắng. Hồng Loan màu trắng. Hồng chị Lari Nguyên. Lari Nguyên hồng. Không gọi, không gọi có nghĩa là đơn bị sao hoặc là em không nghe rồi á. Màu trắng sức khỏe kem cho Sinh Linh nè. Lên số điện thoại đi đi. Sinh Linh lên số chị ơi. Sinh Linh lên số nha. Rồi em vẫn còn hồng nè, vẫn còn xanh và vẫn còn trắng ba màu. Hồng, trắng, xanh ba màu mấy chị ơi. Có thể là đơn nhiều quá, mấy đứa nó bỏ ra 3-4 cái bì á mấy chị. Ví dụ như mà mình chốt mình cảm thấy thiếu thì mình bảo là giữ lại em coi thử đi. Cái đơn hàng của chị nó còn sót chỗ nào nữa không, lấy thì gộp vô đi nha. Chứ nhiều lúc đơn nhiều quá, nó chia nó bỏ quên đó. Nó bỏ quên, ví dụ như có một chị nhưng mà 2-3 cái, có khi nó bỏ hai vì bóng á mấy chị. Thông cảm cho em nha, tại vì nhiều lúc đơn nó nhiều mình không thể quản lý được cái đó. Sinh Linh màu trắng nè. Thông cảm nha. À, rồi, cái này giúp em là màu xanh, 105 ngàn màu xanh. À, cho áo chống nắng đi Hậu ơi. Em còn xanh này, còn trắng nè, còn vàng và còn hồng. Vàng xanh cho chị tiếng gì? À, tiếng Trung Quốc tên gì vậy bạn? Xanh cho Liệu Chi. Xanh Liệu Chi, vàng xanh cho tiếng Trung Quốc nè. Rồi Hình Thu Hà đổi trắng thành hồng nè. Hình Thu Hà đổi hồng nè. Chị đọc số điện thoại My Trần em coi thì đúng không nhá. Nếu mà nó không đúng á thì nếu mà nó không đúng mà số điện thoại đúng á thì em nên kiểm tra lại điện thoại mình, tại vì một đơn nhà chị gọi ít nhất là phải 6 lần là mới xả ra. 0933 Huyền Xanh. Huyền Huyền Xanh. Anh Thu Hồng. Anh Thu Hồng. Ai đuổi vậy? Ai đuổi vậy? Ai đuổi đi. 0933 Hương Lê Xanh 476259. 0933 476259 Hương Lê Xanh nè. Phương gì chưa? Trắng hồng cho Bích Vân. Bích Vân hai bộ nè. 0933 476252 đó, sai số rồi đó. Lúc trăng vàng. Hả? Lúc cái trăng vàng. Lúc cái trăng vàng. Như sai số rồi đó, bấm lộn bấm nhanh sai số rồi đó. Hả? Lúc cái trăng xanh vàng. Lúc cái trăng xanh vàng. Rồi vẫn còn xanh, vẫn còn vàng, vẫn còn hồng, vẫn còn trắng mấy chị nha. Sai số rồi đấy em ơi. Tại vì khi mà xanh em cho trúc vỏ. Xanh chị trúc vỏ rồi hết xanh. Còn trắng với hồng. Trắng với hồng với vàng. Nhiều lúc là mình bấm nhanh đó là cái máy á, em làm bằng hệ thống. Cho nên là bến lương. Bến lương màu vàng rồi hết vàng, còn trắng hồng. Nhiều lúc là mấy chị gái em không đổi được chị ơi. Nhiều lúc là một ba lên chị Thanh Trúc. Sơ mi gấu Thanh Trúc. Nhiều lúc là thí dụ như mà mình bên máy nó lưu, mình cho số điện thoại lần đầu á, nó sẽ lưu lần đó, những lần sau mình cho đúng nó cũng không có lưu nữa. Cho nên là khi mà mấy chị cho lại á, em biết là mình sai á, em mới lưu lại lần hai. Chứ còn nó là nó lưu có một lần à, nó kiểu dạng hệ thống á, nó lưu có một lần đầu à. Sai số đó. Áo khoác treo tùy mẫu chị ơi, vàng hồng cho nhỏ nhất. Rồi còn một hồng với một trắng. Còn một hồng với một trắng cuối cùng. Áo lửng không có. Còn một hồng một trắng nha. Sai số không có em, sai số thì nó quay hàng mất rồi, hàng đâu nữa. Sai số là không có hàng. Rồi chống nắng nè, còn có một cái mẫu này thôi đúng không? Chống nắng 90 ngàn mấy chị, chống nắng 90 ngàn, xếp in hết rồi. Chống nắng này hai lớp luôn, mấy chị thích đeo mặt nào cũng được, em sale 90 nha. Chống nắng là mã 90 mấy chị.
chống nắng mã 90. Nó đi kèm cho mình là cái khẩu trang luôn nhá. Có túi luôn, ở đằng sau là nó sẽ có ba thun. Free size chị ơi, 90.000. Chị gái nào bán chống nắng thì lên chống nắng kèm số giùm em. Sơ mi cột eo hết rồi. Sơ mi cột eo hết sạch. Đầm hồng ở sau 85.000 đó chị. Rồi chống nắng kèm số. Chị Lam Thịnh chống nắng nè. Hai lớp với chị nha, cái này người ta bán ở ngoài 100 mấy á, em sale có 90.000 à. Chống nắng mã là mã 90, đầm hồng đằng sau là mã 85, đầm hồng đằng sau mã 85. Chống nắng mã 90 giùm em. Xin mời gấu được chị bạn. Ta cái chị bạn. Chống nắng ánh ngô. Chống nắng chị ánh ngô. Rồi bộ lê Thái Ngọc Như nha em, bộ lê em sale 90. 40 kg trở lên cho đến 58 kg làm chị giá bằng vừa. Còn cái con vịt này là con vịt heo chị Kim Thoa. Con vịt heo bộ lê 90 nghe. Chị Thủy Lê trong mấy cái bộ nghe. 90 đen nè, 90 trắng nè. Thái Như Như ơi. Thái. 90 đen và 90 trắng hai màu mấy chị. Bộ lê. Lê đen, lê trắng hai màu, 90.000 một bộ giùm em nha. Áo khoác ghim không có em. Khoác xà cừ á. Khoác xà cừ còn. Khoác xà cừ còn một mẫu nâu với một mẫu màu đỏ kia. Chống nắng nha chị Thúy Minh. Chống nắng chị Thúy Minh. Chống nắng nha chị Thu Nga. Ok chị nha. Xem xét nguồn lửng phía sau. Rồi chờ em xíu chị ơi. Rồi mã này mã 90 nè. 90 trắng và 90 đen. Chị Thủy Lê chống nắng. Ok bộ đùi dâu vàng treo đằng sau là 80 nè. Đùi dâu vàng treo phía sau 80.000. 40kg trở lên cho đến 58 cái bọn vừa chắc đuổi nhá. Chắc đuổi mấy chị, bộ này chắc đuổi nè. Bộ mặt hết hàng, bộ mặt 115 em hết hàng. Bộ mặt 115 em hết hàng. Rồi mã này mã 80. Bộ lê là bộ 90, 90 trắng và 90 màu đen hai màu. Cái này là mai treo. 90 trắng và 90 đen hai màu nè. Lê đen cho Nguyễn Thị Thanh Hằng, lấy vào đó luôn biết hả? Hôm nay này để treo đi. Lê đen Nguyễn Thị Thanh Hằng nè. Rồi chị gái nào lấy nữa không? Set riêng em hết rồi, set riêng em hết rồi đó chị ơi. Lê trắng cho Hồ Nguyễn, đồ em mặc hết luôn. Đồ em mặc cũng hết luôn. Rồi set vest nè, ngứa mũi quá. 80 chị Nguyễn Cherry. Bộ 80 cho Nguyễn Cherry nè. Nguyễn Cherry bộ 80 nè. Hết rồi em ơi. Hả? À. 90 đen chị Lan Thịnh. 90 đen chị Lan Thịnh. Vết này em còn hai bộ mấy chị ơi, hai bộ màu trắng em sale với chị 100 một bộ nhé. Còn hai bộ cuối cùng màu trắng em sale 100 một bộ, mã 100 trắng kèm số. Em còn hai bộ cuối cùng mã 100 trắng. Cái chai dầu nào đó. Rồi mã 100 trắng em còn hai nè. 40 kg trở lên cho đến 58 cho nó lại bằng vừa mã 100 trắng nha. Dạ, set áo chân váy hai dao em lên rồi. Lên rồi chị ơi. Set xanh ở sau 101. Xanh ở sau 101. Bộ đang mặc hết. Mã 100 em còn 2 bộ nè. Mã 100 còn 2, 100 trắng nha chị Tú Vi. 100 trắng nha Tú Vi, còn bộ nữa mấy chị. Sơ mi tiểu thơ, sale với chị 99.000. 40 kg trở lên cho đến 60 kg nó lại với chị gái bằng vừa. Cái này mặc thành form giáo quân cũng được mà bà áo trong quần cũng được nhá. Con bò hết rồi mấy chị ơi. Con bò 80 em hết rồi. Rồi mã này làm gì em làm? 99.000 nâu này, 99.000 màu hồng. 99.000 hồng. 99.000 màu trắng, 3 màu. Nâu hồng trắng mã số 99. 40kg cho đến 60kg nó làm chị gái bằng vừa nha, 99k. Kèm màu kèm số điện thoại giùm em. Ok xong lên quần đùi nhung cho. Trắng 99 nè, hồng 99 và nâu 99, 3 màu. 99k kèm màu kèm số mấy chị. Mã 99 đi cho nó khỏi bị lộ. 99.000 giùm em nha. Set xanh đằng sau 101. Hồng em còn 1. Hồng cho Thảo Vi Bùi Thị nè. Rồi còn trắng nè, nâu cho Diễm Thúy Trần. Còn 3 cái nâu với 2 cái trắng nữa. Còn 3 nâu 2 trắng. Hết hồng rồi. Còn trắng với nâu 2 màu. Mã 99 giùm em. Sơ mi tiểu thơ 99.000. Sơ mi tiểu thơ mã 99. Không đổi được chị Ngọc Việt ơi, không đổi được chị ơi. Hàng chia ra rồi, bây giờ chia vì chuẩn bị gọi rồi sao đổi được.
hết hồng, em còn nâu với trắng thôi, em còn nâu với trắng nha, còn nâu với còn trắng, nâu với còn trắng với chị hai màu hết hồng, còn ba cái nâu và hai cái trắng. Đầm hồng đằng sau 85.000, hồng đằng sau mã 85. Sơ mi lên nãy giờ rồi em, chị chỉ có được có mấy mẫu sơ mi này à? Chị hết sơ mi rồi, sơ mi chị còn được có mấy mẫu nâu này cho chị lên nè, nâu cho nhẹ nha, trắng cho Diệu Ngọc, còn hai nâu và một trắng nữa, em còn hai nâu một trắng. Nhi tốc độ xanh 101. Nhi tốc độ xanh 101 nè. Rồi, ai mới nói gì quên mất ta. Ai quần nhung. Nâu thanh ngân, trắng chị Huyền Xuân Huyền. Nâu thanh ngân, trắng Huyền Xuân Huyền. Còn một cái nâu. Còn một nâu, ok quá ta cười chờ chút chị ơi. Quần nhung 75.000 một cái, 40kg trở lên cho đến 60kg bài mấy chị gái bằng vừa. Có màu hồng, có màu nâu và có màu đen nha. Quần nhung là mã số 75, màu hồng với chị nè. 60kg lại bận được, quần có túi cho mình luôn. 75 hồng, 75 đen và 75 nâu, 3 màu, mã 75 mấy chị. Trong quay này, sau lưng nè. 75 đen, 75 nâu, bộ mặt 75kg không vừa chị ơi. 75 nâu, quần nhung 3 màu. Kim thoa 2 áo, 1 nâu, 1 trắng. Quần là hồng, đen. À, cho em hai cái ri xà cừ, một ri hồng, một ri nâu á, gần kể. Đó, đúng không? Rồi, cái ri đen ở trên nữa nha. Hồng nè. Nâu đó. Bộ đang bận hết. Như vậy, nhẹ nhàng comment như em 99 gì đâu có chịu gì đó. Bỏ thì kia đi bé. Để đem đen ba thu. Ba thu đen nè. Ok, nhẹ nhàng vậy, bỏ 99 nâu ra nha. Sẽ đang mặc 115 hết hàng chị. Rồi mã 75 em còn hồng, em like tầm 15 phút nữa là em nghỉ like nhá. Đen ra thương lê nè. Chị kia chị lấy hai cái bỏ cho chị biết. Đen ra thương lê nè. Rồi, đen, nâu và hồng ba màu mã 75. Đen, nâu, hồng mã 75 mấy chị ơi, 75.000. Tầm 15 phút nữa là em nghỉ like nhá. Nguyễn Thị Thanh Hang. Nguyễn Thị gì bé? Thanh Hang. Nguyễn Thị Thanh Hang màu đen. Ba mẹ. Ba mẹ của chị DV. Dịch vụ nấu ăn ba màu. Giang tay đen. Xong cái này xong em like một mẫu khác nữa là em nghỉ nha. Nâu cho Hậu Du My có đó không bé? Hậu Du My nâu nè. Đen hồng cho chị Hoa Đạn nè. Đen hồng cho Nguyễn Thị Mỹ Hương. Đen Bi Chi đen. Đen Thương Minh đen. Nói chi tiết thì nhẹ nhàng của mình là chi tiết là đúng không ạ? À vậy của chị á. Bảo vệ hồng chút mùi. Chút mùi hồng. Nâu đến chín này đúng không? Nâu chị bóng hiếp. Bóng hiếp nâu. Chị Hà Anh Thơ đen nâu. Hà Anh Thơ 2. Bóng hiếp có rồi đúng không? Thương Minh đen. Hồng đen cho chị Si Ga hồng đen. Trần Thị Ngọc Trang. Ok em nha. Nâu Bích Vân. Nâu cho Bích Vân. Nâu chị Ngân Kim. Ngân Kim nâu. Đen Dương Thị Tám. Dương Thị Tám đen. Em không có dự đơn chị gái ơi, tối em nghỉ like mà. Em like ban ngày thôi, buổi tối không có like được. Like ban ngày không à. Thể thao ngày mai đi em. Si Gai nâu. Si Gai này có cái gì rồi? À, rồi dạ. Bây giờ em chỉ có màu đen với màu hồng á, còn đen với hồng nhá, mã là mã 75, còn đen hồng có phi xà cừ mã 106 nè, phi xà cừ 106. Em có màu đỏ, em quên nhầm, em có màu nâu, màu hồng với màu đen, xà cừ mã 106, xà cừ mã 106 chị ơi, 106 hồng nè, 106 nâu và 106 đen. Cái này hàng 2 lớp, 40kg đến 60kg bằng vừa, hàng 2 lớp giùm em nhé. Mẫu nào gái? Hết nâu rồi. Hết nâu rồi em. Hết nâu còn đen với hồng. Dính mực quá. Còn đen với hồng hết nâu. À, muốn lựa tiếp ngày mai thì phải chuyển khoản cặp cái đơn này. Đơn hôm nay rồi mai lựa tiếp chị ơi. Đổi màu giùm em đi. Em chỉ có hồng với đen thôi. Cái này 106 nâu này, 106 hồng. Và 106 màu đen, 3 màu.
Em chưa chị ơi, mai em mới like cái shop được. Áo phi xà cừ mấy chị, áo phi xà cừ nhá, mã 160, nâu đen hồng. 160 kèm màu kèm số giùm em 3 màu. Bộ dài em hết, bộ dài ngày mai, bây giờ còn hàng sale lẻ mẫu mà em làm biếng quá. 160 đen nè, 160 nâu và 160 hồng. Bộ chị bạn hết hàng rồi. Rồi mã 160. Đen là chị Thuy Võ nè. Sẽ đang mặc lên rồi Phương Nhã. Đen 160 cho Thuy Võ nè. Rồi em còn hồng còn nâu nữa nha mấy chị ơi. Chị gắn nào lấy hồng thì comment 160 hồng. Siga có hồng rồi. Siga có đen có hồng rồi. Siga có đen có hồng. Em nghỉ like nha mấy chị ơi, 3:30 rồi. Em like xong áo này là em nghỉ nè. Mấy chị gái mà mình có đơn á, đơn từ 75.000 trở lên, mấy chị gái để ý điện thoại nha. Bắt đầu từ sáng mai là em gọi đơn của ngày hôm nay mấy chị nhé. Rồi em mặc hết rồi chị Hoa Đỗ ơi, vài hôm nữa nó có lại á. Vài hôm nữa nha. Hồng bao nhiêu em? Hồng đèn sâu 85.000 chị. Đầm hồng đèn sâu là giá 85. Em xuống like nha. Bye bye mấy chị nha. Hẹn gặp lại mấy chị vào ngày mai 11:30 nha. Bye bye. Không có gì đâu chị ơi.